tên đàn ông cầm thanh kiếm công kích vào ba vị long quân đang nằm trên mặt đất. Ba vị long quân bây giờ chẳng khác nào những con cừu non nằm trên thớt chờ làm thịt. Thiếu chủ, thực xin lỗi. Ba vị long quân nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy hối tiếc. Bùm! Vào thời khắc mấu chốt, một luồng ánh sáng màu đen lên chợt phóng đến. Phập! Ánh sáng màu đen này trực tiếp biến thành một đoạn kiếm, ngay lập tức đâm thẳng vào cường giả tông sư đang cầm kiếm trong tay. Gã ta vẫn còn giữ nguyên tư thế vung kiếm, trước khi buông kiếm xuống, đôi mắt gã mở to, nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm màu đen đâm vào ngực mình với vẻ mặt không thể nào tin được. Cùng với một tiếng rầm, tên đàn ông ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Diệp Phàm đám người Long Quân đã quay trở về. Thiếu chủ. Ba vị Long Quân nằm trên mặt đất, yếu ớt gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Điện Long Vương máu chảy như sông, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. A! À. Diệp Phàm tức giận gầm lên một tiếng, tiến lên một bước rồi đấm ra một chưởng. Bùm! Một chưởng này giống như tên lửa nổ tung, phun trào năng lượng vô cùng quái dị. 500-600 người trực tiếp bị cú đấm của Diệp Phàm giết chết, hàng trăm người khác bị đánh bay. Lúc này, Diệp Phàm giống như sát thần vừa giáng thế, tỏa ra một luồng sát khí vô cùng quỷ dị bao trùm tất cả. Đám người có mặt đều kinh hãi, cảm nhận được rõ ràng luồng hơi thở đầy chết chóc. Hắc Phong nhìn Diệp Phàm, lông mày nhíu chặt lại. Dám tàn sát Điện Long Vương, các người đáng chết vạn lần. Diệp Phàm hét lên giận dữ. Hắn quay lại đế đô, dẫn Cơ Như Yên đến Bách Hoa Lâu, đồng thời cũng từ chỗ Hoa Hồng Đỏ biết được Điện Long Vương gặp nạn. Chỉ qua một đêm, thế lực của Điện Long Vương tại Long Quốc gần như bị diệt sạch. Điện Long Vương mà ngũ sư phụ của hắn phát triển bấy lâu nay đã trở nên tan nát. Nhưng hắn thân là đồ đệ lại không thể bảo vệ được Điện Long Vương, khiến hắn càng thêm trách mình, càng thêm tức giận. Giờ phút này trong lòng Diệp Phàm chỉ có phẫn nộ cùng sát ý. Hắn lao ra, điên cuồng vung nắm đấm và tàn sát người của Từ Long Tượng. Long Kình dẫn đầu Long Quân cũng tham chiến. 6-7 nghìn người của Từ Long Tượng đã không thể chống đỡ được sự tàn sát của Diệp Phàm và Long Quân, trong nháy mắt cũng chẳng còn lại mấy người. Lúc này, Hắc Phong cùng gã thuật sĩ hệ băng cùng lúc công kích Diệp Phàm. Thuật sĩ hệ băng bắn ra một chùm mũi tên băng sắc bén nhắm về phía Diệp Phàm, nhưng hắn vốn không thèm phản kháng, mũi tên băng cứ thế rơi trúng người hắn nhưng không hề mảy may gây ra bất cứ tổn thương gì. Sắc mặt thuật sĩ hệ băng liền thay đổi, gã ta đã bộc phát toàn bộ thực lực của tông cảnh để công kích Diệp Phàm, thế nhưng lại không thể đả thương hắn, điều này sao có thể chứ? Gã ta một lần nữa điều khiển năng lượng băng khổng lồ lao về phía Diệp Phàm, ngay lập tức đóng băng hắn. Răng rắc. Nhưng tảng băng còn đến một giây đã bị vỡ vụn. Bùm. Diệp Phàm lao vụt ra, đấm xuyên qua cơ thể của thuật sĩ tông sư này. Soạt. Hắc Phong kiếm lợi dụng tình huống này, nhanh như chớp tấn công Diệp Phàm. Keng. Kết quả khi kiếm của hắn ta đâm vào Diệp Phàm, chỉ có tiếng kim loại vang lên, hoàn toàn không thể nào xuyên qua cơ thể hắn. Điều này khiến sắc mặt Hắc Phong tối sầm lại, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Soạt. Diệp Phàm vung tay, bóp chặt cổ Hắc Phong. Răng rắc. Trong nháy mắt, một trong tam đại chiến tướng của Hộ Quốc Chí Tôn Từ Long Tượng đã bị chết thảm tại chỗ. Sau đó toàn bộ thuộc hạ của Từ Long Tượng đều bị giết. Diệp Phàm đi tới trước mặt ba vị Long Quân, dùng ba cây châm bạc châm cứu cho bọn họ để ổn định vết thương. Thiếu chủ, mau cứu Tử Hồ, Cuồng Sư Long Quân nói. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Tử Hồ đã bị đóng băng, hắn vung tay một cái, băng liền vỡ tan. Tử Hồ nhắm chặt hai mắt, yếu ớt đến mức chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Diệp Phàm lập tức vung châm bạc, dùng cửu châm quỷ cốc chữa trị cho Tử Hồ. Khi Diệp Phàm châm đến cây kim thứ 6, tính mạng của Tử Hồ cuối cùng cũng được cứu. Lúc này, điện thoại của Diệp Phàm chợt vang lên. Vừa bắt máy, hắn đã cau mày. Long Kình, hãy chăm sóc cho bọn họ. Diệp Phàm nói với Long Kình rồi nhanh chóng rời đi. Diệp, Long Chiến Thiên còn đang muốn nói gì đó nhưng đối phương đã biến mất. Lẽ nào đi tìm Từ Long Tượng sao? Làm ơn đừng như thế. Lúc này Long Chiến Thiên cau mày, bất chấp vết thương của mình để đuổi theo Diệp Phàm. Tử đàn nhất phẩm, bên ngoài biệt thự số 1. Lúc này, có hàng ngàn người tụ tập ở đây, bao vây ba người Đại Hổ, Nhị Hổ và Đường Sở Sở. Còn phía sau bọn họ là Khương Vân Hy đang đứng đó, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đằng sau hàng ngàn người này chính là Từ Thiên Hạo. Trước đó hắn ta đã tìm ra tung tích của Khương Vân Hy, nên đã mang theo người của hắn ta đuổi theo tới đây.
chỉ là Từ Thiên Hạo không ngờ sẽ gặp được ba cao thủ Đại Hổ, Nhị Hổ và Đường Sở Sở, nên đến bây giờ vẫn chưa bắt được Khương Vân Hy. Giết cho tao, giết bọn họ. Từ Thiên Hạo hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Những người hắn ta mang theo ra đòn điên cuồng nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Đại Hổ và Nhị Hổ. Nhìn thấy đã lâu mà vẫn không thể tấn công được, sắc mặt Từ Thiên Hạo trông rất khó coi. Hắn ta trực tiếp đích thân ra tay. Xoẹt! Từ Thiên Hạo không có đối phó với Đại Hổ và Nhị Hổ, mà lao thẳng về phía Khương Vân Hy. Nhìn thấy Từ Thiên Hạo lao về phía Khương Vân Hy, Đường Sở Sở nheo mắt lại, cô đứng ở trước mặt và đánh ra một chưởng. Bùm! Trong khoảnh khắc, Từ Thiên Hạo và Đường Sở Sở giao chiến với nhau, hai bên lần lượt lui về phía sau. Mặc dù Đường Sở Sở không bước vào thiên cảnh, nhưng với sức mạnh của huyền âm trong cơ thể nên cô cũng không bị yếu thế. Người đẹp, không ngờ thực lực của cô lại mạnh như vậy. Nhưng cô có biết tôi là ai không? Hậu quả khi trở thành kẻ thù của tôi ở Long Quốc sẽ rất nghiêm trọng. Từ Thiên Hạo nhìn Đường Sở Sở và lạnh lùng nói. Mặc kệ anh là ai, tôi cũng sẽ không bao giờ để anh làm hại cô Khương. Đường Sở Sở thờ ơ nói. Hừ, chuyện này cô không quyết định được. Sắc mặt Từ Thiên Hạo trở nên lạnh lùng, trực tiếp hét lên, Long Tượng Trưởng. Hắn ta thực hiện tuyệt kỹ nổi danh của cha mình Long Tượng Trưởng. Mặc dù sức mạnh của một trưởng này kém xa một phần vạn so với Từ Long Tượng, nhưng sức mạnh của nó vẫn rất phi thường. Bùm! Từ Thiên Hạo tung ra một trưởng, mơ hồ mang theo bóng dáng của voi rồng, lao thẳng về phía Đường Sở Sở. Lúc này, Đường Sở Sở cũng phải chịu áp lực rất lớn, cô huy động toàn lực để chống cự. Kèm theo một tiếng động lớn truyền đến. Đường Sở Sở trực tiếp bị đánh bật lùi về phía sau. Phụt! Cô rên rỉ và nôn ra máu. Sức mạnh của Long Tượng Trưởng này thật sự đáng sợ. Đường Tiểu Thư, cô không sao chứ? Khương Vân Hy nhìn thấy Đường Sở Sở bị thương thì vội vàng hét lên. Tôi không sao. Đường Sở Sở lắc đầu, lau máu ở khóe miệng. Đường Tiểu Thư, cô đừng lo cho tôi, người mà anh ta muốn đối phó là tôi. Khương Vân Hy nói với Đường Sở Sở. Cô là người của anh Tiểu Phàm, tôi tuyệt đối sẽ không để người khác bắt cô đi. Đường Sở Sở trầm giọng nói. Cô cũng là người phụ nữ của tên Diệp Phàm kia sao? Lúc này Từ Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào Đường Sở Sở với ánh mắt sáng ngời, khó trách cô lại bảo vệ cô ta nhiều như vậy. Nếu đã như vậy, tôi muốn cả hai người các cô. Tôi sẽ trả đạp tất cả những người phụ nữ của tên đó, để xem đến lúc đó anh ta còn kiêu ngạo trước mặt tôi như thế nào. Từ Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào Đường Sở Sở và Khương Vân Hy với ánh mắt nham hiểm. Cậu sẽ không có cơ hội này. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn, giống như phát ra từ địa ngục cửu u, truyền đến từ phía sau Từ Thiên Hạo, khiến hắn ta dựng tóc gáy. Từ Thiên Hạo đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Phàm đứng ở trước mặt hắn ta, vẻ mặt đầy sát khí. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, trực tiếp thả lỏng. Anh. Từ Thiên Hạo nhìn Diệp Phàm vừa mới nói chuyện, đối phương trực tiếp bóp cổ hắn ta, nhấc hắn ta lên. Trước kia tôi tha mạng cho cậu, nhưng cậu không biết quý trọng, đã như vậy thì đừng sống nữa. Diệp Phàm thờ ơ nói. Không cần. Diệp Phàm, dừng tay lại. Long Chiến Thiên vội vàng đi tới, hét lớn với Diệp Phàm. Ông muốn bảo vệ cậu ta. Diệp Phàm nhìn Long Chiến Thiên, lạnh lùng nói. Không phải tôi muốn bảo vệ cậu ta, nhưng cậu ta là con trai của Từ Long Tượng, một khi cậu giết cậu ta, Từ Long Tượng sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm, hét lớn. Rắc! Long Chiến Thiên vừa dứt lời, Diệp Phàm đã bẻ gãy cổ Từ Thiên Hạo. Xoẹt! Lập tức, sắc mặt Long Chiến Thiên thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Chẳng lẽ ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho ông ta sao? Diệp Phàm nhìn Long Chiến Thiên, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ cậu còn muốn giết ông ta sao? Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Tại sao không? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ông ta là hộ quốc chí tôn, là trụ cột của Long Quốc, nếu cậu chạm vào ông ta, cậu chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Long Quốc, đến lúc đó, tám hộ quốc chí tôn khác và những người ở phía trên đều sẽ không buông tha cho cậu. Long Chiến Thiên hét lớn với Diệp Phàm. Trở thành kẻ thù của toàn bộ Long Quốc thì sao? Ông ta tàn sát Điện Long Vương của tôi sẽ bắt ông ta nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Phàm hét lên từng câu từng chữ. Cậu đừng xúc động. Chưa nói đến thân phận và bối cảnh hộ quốc chí tôn của Từ Long Tượng, chỉ riêng thực lực của ông ta đã đạt tới đỉnh cao,
muốn giết ông ta phải khó đến mức nào. Hơn nữa, ông ta còn nắm giữ 200.000 quân ở chiến khu Trung Bộ, chỉ cần ông ta ra lệnh, đội quân 200.000 quân này có thể bao vây toàn bộ đế đô trong vòng một ngày, đến lúc đó cậu có mọc cánh cũng không thể trốn thoát được. Lúc này, Phán Long, cục trưởng sở hộ Long xuất hiện ở đây và nói với Diệp Phàm. Ông ta có đội quân 200.000 người, chẳng lẽ tôi không có sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn trực tiếp bấm số của Thiên Khuyết, quân đoàn trưởng số 1 của quân Thiên Sách. Lập tức triệu tập toàn bộ quân Thiên Sách, bao vây chiến khu Trung Bộ, nếu bọn họ dám can đảm xuất binh, giết không thương tiếc. Diệp Phàm trực tiếp ra lệnh. Vâng. Thiên Khuyết ở đầu bên kia điện thoại mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của Diệp Phàm, ông ta chỉ cần tuân theo vô điều kiện là được. Thiên Khuyết cúp điện thoại, lập tức thông báo cho các quân đoàn trưởng, tập hợp toàn bộ quân Thiên Sách. Hiện tại, sau khi đã chiêu mộ thêm thì quân Thiên Sách đã có số lượng lên tới 30 vạn, mặc dù phần lớn là tân binh, nhưng sau khi rèn luyện thân thể ngày đêm bằng bí quyết mà Diệp Phàm cung cấp, sức chiến đấu của bọn họ đã đủ mạnh rồi. Tiếp theo, 30 vạn quân Thiên Sách được điều động thẳng về khu căn cứ của chiến khu Trung Bộ. Lúc này, Phán Long và Long Chiến Thiên nghe được mệnh lệnh mà Diệp Phàm giao cho quân Thiên Sách, sắc mặt cả hai đều thay đổi, cảm thấy có chút điên cuồng. Cậu! Hôm nay ai ngăn cản tôi thì người đó sẽ chết. Phàn Long còn muốn nói cái gì, Diệp Phàm trực tiếp hét lớn. Kế tiếp, sau khi Diệp Phàm giết chết toàn bộ người do Từ Thiên Hạo mang đến, hắn liền mang thi thể của Từ Thiên Hạo đi đến nơi ở của Từ Long Tượng. Bây giờ Long Quốc sẽ hỗn loạn. Vẻ mặt Phàn Long nặng nề nói. Và khi Diệp Phàm đi tìm Từ Long Tượng báo thù, một mệnh lệnh đã được truyền đến sở giám sát. Cục trưởng sở giám sát trừng mắt nói. Thằng nhóc này điên rồi sao? Người đâu, lập tức điều động toàn bộ quân hắc giáp, theo tôi đến biệt thự Hương Sơn. Cục trưởng sở giám sát trực tiếp ra lệnh. Biệt thự Hương Sơn là nơi ở của Từ Long Tượng, một trong 9 vị hộ quốc chí tôn. Cùng lúc đó, từ Tổng Bộ Tổ Long truyền ra một mệnh lệnh, thông báo cho Long Ẩn, Long Thứ, Long Lân đi tới biệt thự Hương Sơn. Ngay khi mệnh lệnh này được đưa ra, đã khiến Tổ Long chấn động. Long Ẩn, Long Thứ. Long Lân là ba sức mạnh đứng đầu của Tổ Long, họ đều là những cường giả hàng đầu với những kỹ năng độc đáo. Trước kia cơ hội phái ra một trong những hộ vệ này là rất hiếm, chứ đừng nói đến cả ba hộ vệ, đây chắc chắn là lần đầu tiên kể từ khi Tổ Long được thành lập. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khiến cho ba sức mạnh hàng đầu của Tổ Long cùng lúc bị phái ra? Ở một nơi khác của đế đô, Xích Tiêu, quân chủ của quân Kỳ Lân cũng nhận được lệnh lập tức điều động quân Kỳ Lân phong tỏa đế đô, tiến về biệt thự Hương Sơn. Chẳng lẽ tên nhóc định ra tay với hộ quốc chí tôn sao? Xích Tiêu nhận được mệnh lệnh này, sắc mặt thay đổi, kinh hãi nói. E là chuyện lần này là chuyện rất lớn. Sau đó Xích Tiêu thở dài. Tiếp theo, Xích Tiêu điều động quân Kỳ Lân phong tỏa toàn bộ đế đô, đồng thời dẫn quân tiến về biệt thự Hương Sơn. Cậu ta thật sự muốn ra tay với hộ quốc chí tôn. Ở một nơi khác, sau khi vị bạch tôn chủ kia nhận được tin tức, nheo mắt lại. Tôn chủ, có phải tên nhóc này điên rồi không? Thuộc hạ của bạch tôn chủ nói. Cậu ta đang khiêu khích sự uy nghiêm của 9 vị hộ quốc chí tôn. Bạch tôn chủ thờ ơ nói. Đi thôi, theo tôi tới biệt thự Hương Sơn. Vị hộ quốc chí tôn này cũng đã đến biệt thự Hương Sơn. Và bên ngoài đế đô. Ba người đàn ông mặc áo bào trắng, để tóc dài, ăn mặc như thời cổ đại xuất hiện ở đây. Trên người ba người bọn họ không hề toát ra bất kỳ hơi thở nào, khiến người ta có cảm giác như được trở về với bản chất đơn giản. Nhớ kỹ, nhiệm vụ này là bắt sống con trai của Diệp Thiên Long, mang về tông môn. Trong ba người này, người ở giữa lên tiếng. Vâng. Hai người còn lại gật đầu. Bọn họ đi thẳng về phía thành phố Đế Đô. Khu biệt thự Hương Sơn nằm cạnh núi Hương của đế đô. Ở đây có những tòa nhà mang đầy nét cổ kính, rất hùng vĩ. Đây là nơi những đại lão quyền lực đứng trên đỉnh kim tự tháp ở đế đô nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Tại vị trí đẹp nhất của khu biệt thự Hương Sơn, có một dinh thự khổng lồ giống như một trạch viện lớn thời xưa, đây là nơi ở của Từ Long Tượng. Bùm! Lúc này, cửa biệt thự bị đập vỡ, một thi thể bị ném thẳng vào trong sân. Xác chết này không ai khác chính là Từ Thiên Hạo. Thuộc hạ của Từ Long Tượng nhìn thấy thi thể của Từ Thiên Hạo đều giật mình kinh ngạc. Thiên Hạo. Ngay sau đó, Từ Long Tượng xuất hiện ở đây, khi nhìn thi thể con trai mình, ông ta đau lòng hét lên. Lúc này,
Diệp Phàm lạnh lùng, khuôn mặt đầy sát khí bước vào. Ôi! Là cậu đã giết con trai tôi. Từ Long Tượng trừng mắt nhìn Diệp Phàm, gầm lên giận dữ. Đúng vậy. Con trai của ông đã chết, ông cũng nên đi cùng hắn ta. Diệp Phàm lạnh lùng, tàn nhẫn nói. Sao cậu dám giết con trai tôi? Từ Long Tượng trông rất dữ tợn, ánh mắt đầy sát khí, toàn thân lan tỏa một cỗ khí tức kinh khủng. Bắt hắn lại cho tôi muốn chặt hắn thành từng mảnh. Ngay lập tức, Từ Long Tượng hét lên. Xoẹt, xoẹt. Một giây tiếp theo, hai vị tướng còn lại của Từ Long Tượng trực tiếp ra tay, tấn công Diệp Phàm. Họ đều là cường giả tông cảnh, vừa ra tay là thi triển những chiêu thức mạnh mẽ, chân khí đáng sợ phóng ra ngoài. Bùm! Diệp Phàm tiến lên một bước, đấm ra một cú đấm, trực tiếp đánh nổ tung thân thể của một người. Cú đấm này hắn không hề nương tay, vị cường giả võ đạo tông sư này chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị nổ tung thành một đống mảnh vụn. Lúc này, công kích của một người khác đánh vào Diệp Phàm, nhưng lại không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì đối với cơ thể hắn. Diệp Phàm vung tay lên, tóm lấy cổ người đàn ông này, nghiền nát. Vị cường giả võ đạo tông sư nghiêng đầu sang một bên, tắt thở. Trong chớp mắt, hai vị tướng còn lại của Từ Long Tượng cũng bị Diệp Phàm giết chết. Ông tàn sát Điện Long Vương của tôi, hôm nay tôi bắt ông nợ máu trả máu. Diệp Phàm nhìn Từ Long Tượng hét lên từng chữ một. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, bên ngoài vang lên những tiếng bước chân nặng nề như sấm. Hàng vạn quân kỳ lân xông vào, tất cả vũ khí trong tay bọn họ đều chĩa vào Diệp Phàm. Diệp công tử, xin đừng manh động. Xích Tiêu đi tới, nói với Diệp Phàm. Ông muốn ngăn cản tôi. Diệp Phàm nhìn Xích Tiêu, lạnh lùng nói. Từ tôn chủ là hộ quốc chí tôn, thân phận cao quý, nếu cậu động đến ông ta thì sẽ là kẻ thù của toàn bộ Long Quốc, hậu quả sẽ rất thảm khốc, xin cậu suy nghĩ kỹ lại. Xích Tiêu khuyên Diệp Phàm. Hôm nay ông ta phải chết. Khuôn mặt Diệp Phàm đầy sát khí hét lên. Sau khi hắn nói xong, một áp lực khủng khiếp bùng phát từ cơ thể hắn. Cỗ áp lực này vừa bộc phát, hư không nổ tung, sấm sét đinh tai nhức óc. Trong chốc lát, hàng vạn chiến sĩ quân kỳ lân lập tức bị áp lực do Diệp Phàm bộc phát đánh bay hết ra ngoài. Ngay cả Xích Tiêu cũng bị ép lùi lại, miệng nôn ra máu, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lúc này, Phàn Long và Long Chiến Thiên chạy tới, nhìn thấy cảnh này thì đều giật mình. Hôm nay ai cản tôi thì người đó phải chết. Diệp Phàm hét lên, gằn từng chữ một. Đúng là đệ tử do Chiến Thần Thiên Sách, Long Vương và lâu chủ của Bách Hoa Lâu bồi dưỡng, đủ điên cuồng. Đột nhiên, một giọng nói trầm và khàn vang lên. Một người đàn ông ngồi trên xe lăn được đẩy vào, người đàn ông này là Viên Thiên Giám sở trưởng sở giám sát. Theo sau ông ta là một đoàn quân mặc áo giáp đen hạng nặng, đó là đội quân Thiết Giáp Đen. Khi Long Chiến Thiên và Phàn Long nhìn thấy Viên Thiên Giám xuất hiện, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi, trong mắt hiện lên một sự e dè rất lớn. Không ngờ ngay cả lão già này cũng ra mặt. E rằng hôm nay sẽ nổ ra một cuộc chiến lớn. Long Chiến Thiên vẻ mặt căng thẳng nói. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn Viên Thiên Giám, lạnh lùng nói. Tôi là Viên Thiên Giám, sở trưởng sở giám sát. Viên Thiên Giám nhìn Diệp Phàm nói, tay phải cầm hai hạt châu. Đôi mắt ông ta phát ra ánh sáng khó hiểu. Sở giám sát của ông cũng muốn ngăn cản tôi. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Diệp Phàm, tuy cậu có thiên phú dị bẩm, lại có ba người sư phụ có thân phận phi thường, nhưng ở Long Quốc, không phải là nơi để cậu làm bậy. Bây giờ cậu lập tức dừng tay, đồng thời giao Long Tỷ ra, tôi có thể tha mạng cho cậu. Viên Thiên Kiếm nhìn Diệp Phàm, bình tĩnh nói. Tha mạng cho tôi. Diệp Phàm liếc nhìn Viên Thiên Kiếm. Trực tiếp tung ra một quyền về phía ông ta. Ầm. Vào lúc này, bốn bóng người mặc quần áo màu đen đột nhiên xuất hiện, mỗi người tấn công Diệp Phàm từ một hướng. Thực lực của bốn người này đều là tông cảnh cấp 9, đều là sự tồn tại đứng hàng đầu trong tông cảnh. Những chiêu thức của bốn người này còn rất phi thường, giúp tăng sức chiến đấu của bọn họ tăng lên rất nhiều. Si mị võng lượng. Long Chiến Thiên nhìn bốn người này, kinh ngạc nói. Bốn người này là bốn võ đạo tông sư hàng đầu được xếp vào top 10 trong bảng tông sư, được gọi là Si Mị Võng Lượng. Si Mị Võng Lượng là thai sinh bốn, xuất hiện cách đây 10 năm. Chỉ trong vòng 10 năm, bọn họ đã lao thẳng vào top 10 trong bảng tông sư. Với thực lực của bốn người bọn họ, đủ để thách thức các võ đạo tông sư trong top 5 của bảng tông sư. Long Chiến Thiên có một số thông tin về bốn người này,
nhưng ông ta vẫn chưa điều tra được lai lịch cụ thể của bốn người này. Không ngờ tất cả bọn họ đều ở bên cạnh Viên Thiên Giám. Bốn người này tâm ý tương thông, vô cùng ăn ý, mỗi người tấn công Diệp Phàm từ một hướng khác nhau. Diệp Phàm không có thuật phân thân, cho nên hắn không thể cùng lúc ngăn cản công kích của bốn người này, nhất định sẽ bị thương. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp Diệp Phàm rồi. Đối mặt với sự tấn công của bốn người này, Diệp Phàm đã tung ra bốn cú đấm liên tiếp. Tốc độ cú đấm của hắn trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh, nhanh đến mức bốn người chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh lóe lên trước mắt bọn họ. Ngay sau đó, bốn người bọn họ giống như bị tấn công rất nặng, bay ra ngoài ngay tại chỗ, đập xuống đất và lập tức tắt thở. Bốn cú đấm này của Diệp Phàm không hề nương tay, lấy thực lực tông cảnh cấp 9 của bọn họ, căn bản không thể chịu nổi, chắc chắn mất mạng. Một chiêu giết chết bốn cường giả tông cảnh cấp 9. Thành tích này đủ khiến thế giới chấn động. Trong mắt Viên Thiên Giám lộ ra chút kinh ngạc. Tôi đã đánh giá thấp cậu. Viên Thiên Giám nhẹ nhàng nói. Diệp Phàm tiếp tục tung ra một quyền công kích Viên Thiên Giám, đối phương vung tay phải lên, hai hạt châu trong tay ông ta bắn về phía hắn. Rít, rít. Hai hạt châu trực tiếp cắt xuyên qua hư không, phát ra hai tiếng xé gió chói tai với tốc độ cực nhanh. Diệp Phàm cảm nhận được hai hạt châu này có chút nguy hiểm, hắn vung nắm đấm đánh về phía chúng. Bịch, bịch. Hai quyền của Diệp Phàm đồng thời đánh vào hai hạt châu, phát ra hai tiếng trầm đục, hai hạt châu vỡ tan, mà cơ thể hắn lại bị lực lượng ẩn chứa trong hai hạt châu này làm lùi lại mấy bước. Lập tức, Diệp Phàm nhìn chằm chằm sở trưởng sở giám sát đang ngồi trên xe lăn kia. Trước đó, hắn đã đánh giá thấp đối phương. Người đàn ông này tuy ngồi trên xe lăn nhưng thực lực của ông ta là không thể đo lường được, trong hai hạt châu đó cũng chứa lực lượng, nếu là người khác, ngay cả một cường giả mới bước vào quân cảnh cũng không đỡ nổi. Ông lại có chút năng lực. Diệp Phàm nhìn Viên Thiên Giám, lạnh lùng nói. Viên Thiên Giám, việc của bổn tôn chủ không cần ông can thiệp. Thằng nhóc này đã giết con trai của tôi muốn chính tay đưa hắn xuống địa ngục. Lúc này, Từ Long Tượng lạnh lùng hét lên. Toàn thân phát ra sát khí vô cùng nặng nề, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Từ tôn chủ, ngài là hộ quốc chí tôn, đối phó với kẻ này không cần ngài ra tay, sẽ hạ thấp địa vị của ngài. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay lập tức, một nhóm người xuất hiện ở đây. Người đứng đầu là một người đàn ông mặc một cái áo choàng đen, hai tay đeo găng tay kim loại màu đen, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt như diều hâu phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Sau lưng ông ta là ba nhóm người mặc trang phục khác nhau, cầm những loại vũ khí khác nhau, mỗi người trong số họ đều có sức mạnh đáng sợ, đều ở trên địa cảnh. Tổ trưởng của Long Tổ Vô Cực Tôn. Không ngờ ông ta cũng đến đây. Phàn Long nhìn người đàn ông này trầm giọng nói. Đằng sau lưng ông ta chắc là ba hộ vệ đứng hàng đầu Long Ẩn, Long Thích, Long Lân. Long Tổ là lực lượng hàng đầu xuất phát theo tập thể, xem ra bọn họ tuân lệnh nội các đến đây. Long Chiến Thiên nhíu mày nhìn chằm chằm vào tổ trưởng Long Tổ này. Vô Cực Tôn, ông đến đây làm gì? Từ Long Tượng nhìn tổ trưởng Long Tổ lạnh lùng nói. Từ tôn chủ, tôi theo lệnh của đại trưởng lão nội các, đến đây để bắt giữ thằng nhóc gan to bằng trời này. Vô Cực Tôn nói, ánh mắt liếc nhìn Diệp Phàm, bắt lấy hắn. Đột nhiên ở phía sau ông ta, ba cường giả Long Ẩn, Long Thích, Long Lân lao thẳng về phía Diệp Phàm. Ba tên hộ vệ này. Long Ẩn chuyên về thân pháp, như hình với bóng, Long Thích chuyên về tấn công, mỗi bên tay đều cầm theo một chiếc gai sắc bén, Long Lân chuyên về phòng thủ, họ đều mặc bộ giáp chiến đấu giống như vảy rồng thật, khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc. Ba hộ vệ hợp sức tấn công, sức chiến đấu mà bọn họ phát ra vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng trong mắt Diệp Phàm, bọn họ không chịu nổi một đòn. Cơ thể Diệp Phàm bắt đầu di chuyển, tung nắm đấm một cách điên cuồng. Với tốc độ, lực lượng và khả năng phòng thủ cơ thể của hắn, lợi thế của ba hộ vệ này đã trực tiếp bị đè bẹp. Trong chớp mắt, ba hộ vệ này lần lượt bị Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, những người bị trúng đòn đều chết tại chỗ, thậm chí không có cơ hội sống sót. Khi Vô Cực Tôn, tổ trưởng Long Tổ thấy cảnh này, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, trực tiếp ra tay. Vô Cực Tôn sử dụng đôi tay đeo găng đen của mình để tấn công, phát ra một sức mạnh khủng khiếp, phá vỡ cả không gian. Nhưng Diệp Phàm căn bản không thèm nhìn, hắn đấm ra một quyền, đối đầu trực tiếp với Vô Cực Tôn. Vào lúc này, cú đấm của hai người bọn họ va vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên. Đột nhiên, một cỗ kình khí đáng sợ lan ra bốn phía, nuốt chửng không khí xung quanh hắn. Bịch bịch bịch,
Một đòn này, Diệp Phàm lùi lại một bước, về phần Vô Cực Tôn thì lùi lại mấy chục bước, rên rỉ, khóe miệng tràn ra máu. Cậu vậy mà đã bước vào quân cảnh. Vô Cực Tôn nhìn Diệp Phàm, kinh ngạc nói. Ngay khi nói ra câu này, nhiều người có mặt đều kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Quân cảnh ở tuổi đôi mươi. Không phải là đang nằm mơ chứ. Ngay cả Long Chiến Thiên và Phàn Long đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt nghiêm túc. Thiên phú yêu nghiệt của Diệp Phàm hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Thì ra là thực lực quân cảnh, chẳng trách hắn dám giết con trai của bổn tôn chủ, còn muốn giết bổn tôn chủ. Lúc này, Từ Long Tượng trừng mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Nhưng cho dù cậu có thực lực quân cảnh, hôm nay cậu vẫn phải chết. Từ Long Tượng nhìn Diệp Phàm rồi hét lên. Nói xong, ông ta đấm một quyền về phía Diệp Phàm. Cú đấm này chứa đựng chân khí khổng lồ, bất cứ nơi nào nó đi qua, không gian xuất hiện từng đợt gợn sóng. Mọi người có mặt nhìn cú đấm của Từ Long Tượng, đều cảm nhận được một cảm giác chết chóc và nghẹt thở mãnh liệt. Cú đấm này dường như có thể quét sạch tất cả mọi người có mặt trên thế giới này. Đi chết đi! Từ Long Tượng giận dữ hét lên, cú đấm của ông ta giống như thiên thạch, trong chốc lát sắp rơi xuống người Diệp Phàm. Đối mặt với cú đấm không thể ngăn cản của Từ Long Tượng, Diệp Phàm không hề sợ hãi, hắn cũng tung ra một cú đấm, đối mặt trực diện với đối thủ. Hai cú đấm của Từ Long Tượng và Diệp Phàm va vào nhau, phát ra một tiếng động lớn, giống như sao hỏa đụng vào trái đất. Hậu quả là chân khí bắn ra bốn phía khiến mọi người xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài. Mặt đất dưới chân bọn họ nứt ra, ngay cả mặt đất trong phạm vi trăm mét xung quanh cũng sụp đổ, điều này cho thấy lực lượng trong một đòn này của bọn họ mạnh đến mức nào. Đòn này kéo dài chưa đầy 10 giây, cơ thể của Diệp Phàm và Từ Long Tượng lần lượt lùi lại. Sức chiến đấu của Từ Long Tượng quả thực rất đáng sợ, cho dù lấy lực lượng thể chất mà Diệp Phàm thu được đêm qua khi luyện hóa Long Tỷ cũng không có cách nào chiếm được ưu thế. Đúng vậy, vừa rồi Diệp Phàm chỉ điều động lực lượng thể chất của hắn mà thôi, lực lượng nguyên bản còn chưa có điều động. Những người khác thấy Diệp Phàm vậy mà lại ngang tài ngang sức với Từ Long Tượng, đều lộ ra ánh mắt khó tin. Bọn họ không ngờ thực lực của Diệp Phàm lại khủng bố như vậy, có thể sánh ngang với Hộ Quốc Chí Tôn, sức chiến đấu như vậy có phải quá mạnh không? Thằng nhóc, bổn tôn chủ đã đánh giá thấp cậu. Nhưng mà cũng tốt, ít ra đến lúc đó không ai nói bổn tôn chủ ỷ lớn hiếp nhỏ. Sử dụng toàn bộ lực lượng của cậu đi. Từ Long Tượng nhìn Diệp Phàm hét lên lạnh lùng. Sau khi nói xong, ông ta hét lên, Long Tượng trưởng. Từ Long Tượng trực tiếp thực hiện tuyệt kỹ nổi tiếng của ông ta. Khi Từ Long Tượng đánh ra một trưởng này, bóng dáng của rồng và voi khổng lồ trực tiếp xuất hiện, phát ra sức mạnh áp đảo, so với khi con trai ông ta sử dụng đúng là khác một trời một vực. Bùm! Chiêu Long Tượng trưởng khi đánh ra, xé rách hư không, bóng dáng của rồng và voi khổng lồ xuất hiện lao về phía Diệp Phàm, càng tăng thêm khí thế. Vào lúc này, những người khác có mặt đều sợ hãi, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chiêu Long Tượng trưởng này là tuyệt kỹ nổi tiếng của Từ Long Tượng, đúng là không tầm thường. Long Chiến Thiên nghiêm túc nói. Long Soái cảm thấy cậu ta có chống đỡ được không? Phàn Long hỏi. Bây giờ tôi có niềm tin không thể giải thích được với cậu ta. Long Chiến Thiên mỉm cười nhìn Phàn Long, nhưng tại sao sở trưởng Phàn lại quan tâm cậu ta như vậy, hai người biết nhau à? Cậu ta trông rất giống một người. Đôi mắt Phàn Long lóe lên nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vào lúc này, Diệp Phàm đối mặt với một trưởng của Từ Long Tượng, đôi mắt nheo lại, hắn đấm ra một cú đấm. Cú đấm này không chỉ ẩn chứa lực lượng thể chất của Diệp Phàm mà còn có hầu như toàn bộ lực lượng khi hắn tu luyện cũng bộc phát ra ngoài. Hắn còn đánh ra một chiêu võ kỹ, lạnh lùng hét lên, Long Quyền. Chiêu này là tuyệt kỹ do Ngũ sư phụ truyền dạy cho hắn. Với cú đấm này, nắm đấm của Diệp Phàm phát ra ánh sáng vàng, còn loáng thoáng có tiếng rồng gầm, giống như rồng lao khỏi biển, khí thế này khiến người ta không dám đối đầu. Bùm! Trong khoảnh khắc, hai đòn đánh của hai người lại va vào nhau, phát ra một tiếng động lớn. Âm thanh chói tai đến nỗi màng nhĩ của hầu hết những người có mặt đều ù đi, tai của những người yếu hơn thậm chí còn chảy máu vì bị tác động mạnh. Một trường một quyền va vào nhau, không khí xung quanh hoàn toàn bị tiêu diệt, biến thành vùng chân không. Cả Diệp Phàm và Từ Long Tượng đều chiến đấu hết mình. Hây! Diệp Phàm hét lớn, đẩy lực lượng trong cơ thể hắn lên đến cực điểm. Toàn bộ lực lượng mà mấy vị sư phụ truyền dạy cho hắn đều bộc phát ra ngoài. Cuối cùng, đòn tấn công của Từ Long Tượng bị đè xuống, ép ông ta phải lùi lại. Phụt!
Từ Long Tượng rên rỉ, nôn ra máu. Những người khác có mặt có ở đây nhìn thấy Từ Long Tượng nôn ra máu, đều thấy khó tin. Hộ quốc chí tôn mà lại bị đánh bại. Hơn nữa còn thua dưới tay một hậu bối trẻ tuổi, điều này nằm ngoài suy nghĩ của mọi người. Không ngờ Long quốc của chúng ta lại sinh ra một quái vật thiên tài như vậy. Lúc này, Bạch Thao, một trong chín hộ quốc chí tôn của Long quốc cũng xuất hiện ở đây, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cảm thán nói. Lại thêm một vị hộ quốc chí tôn khác xuất hiện, vẻ mặt của Long Chiến Thiên, Phàn Long và Xích Tiêu đều thay đổi. Lão già này, không ngờ còn thấy được cảnh ông bị thương. Bạch Thao liếc nhìn Từ Long Tượng. Hừ, Từ Long Tượng hừ lạnh. Ông ta lau máu trên khóe miệng, ánh mắt tràn đầy sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thằng nhóc, cậu khá lắm, nhiều năm như vậy, cậu là người đầu tiên làm bổn tôn chủ bị thương. Hộ quốc chí tôn, cũng chỉ như thế. Diệp Phàm nhìn Từ Long Tượng khinh thường nói. Câu này trực tiếp khiến sắc mặt Từ Long Tượng tối sầm lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Thằng nhóc, cậu nghĩ đó là tất cả lực lượng của bổn tôn chủ à? Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy lực lượng thực sự của hộ quốc chí tôn. Từ Long Tượng nhìn Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Vừa rồi không phải toàn bộ lực lượng của ông ta sao? Lúc này, Long Chiến Thiên nhìn Từ Long Tượng với ánh mắt kinh ngạc. Thực lực vừa rồi mà Từ Long Tượng tung ra đã đủ để đè bẹp bọn họ, không ngờ đây không phải toàn bộ lực lượng của ông ta. Rốt cuộc lực lượng của hộ quốc chí tôn đáng sợ đến mức nào? Long Chiến Thiên cho rằng mình có hiểu biết khái quát về thực lực của hộ quốc chí tôn, nhưng bây giờ xem ra, ông ta đã đánh giá thấp hộ quốc chí tôn. Nói nhảm nhiều quá, xuất chiêu đi. Diệp Phàm hừ lạnh. Không lẽ lão già này muốn? Bạch Thao nhớ lại lúc trước đã nhìn thấy Từ Long Tượng bộc phát cỗ lực lượng kia, thầm giật mình. Long Tượng bàn nhược công. Từ Long Tượng hét lên, thi triển một bộ công pháp cường đại, nắm chặt hai tay, toàn thân toát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Sức mạnh Long Tượng. Từ Long Tượng gầm lên, một luồng lực lượng mãnh liệt dâng trào từ cơ thể ông ta bộc phát ra ngoài, đánh ra một quyền về phía Diệp Phàm. Rầm rầm rầm. Cú đấm này của ông ta như lật ngược sông núi, trời đất sụp đổ, không ai có thể chống lại được. Khi ông ta tung ra cú đấm này, phía sau lưng còn xuất hiện hình ảnh một con voi, trong hình ảnh con voi này, từng đầu rồng và voi phóng ra. Những hình ảnh của rồng và voi khổng lồ này, thuận theo với cú đấm của Từ Long Tượng lao thẳng về phía Diệp Phàm, khiến cho uy lực của cú đấm này trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vào lúc này, Diệp Phàm cảm thấy một áp lực mạnh mẽ, hắn huy động toàn bộ sức lực, thi triển tuyệt kỹ của nhị sư phụ. Võ phá thương khung. Diệp Phàm thi triển võ kỹ của nhị sư phụ, đấm ra ngoài. Với cú đấm này, không trung dường như bị đánh nổ tung. Bùm, bùm, bùm. Trong khoảnh khắc, hai cú đấm của bọn họ lại chạm vào nhau. Âm thanh của những tiếng sấm kinh hoàng không ngừng vang lên, năng lượng còn lại không ngừng phóng ra, cuốn trôi mọi thứ trên đường đi và trực tiếp phá nát căn nhà biệt thự này. Mọi người có mặt ở đây đều hoảng loạn rút lui, rời khỏi căn biệt thự này. Một giây sau, căn biệt thự cổ khổng lồ hoàn toàn sụp đổ, trở thành một đống đổ nát. Diệp Phàm và Từ Long Tượng đều bị chôn vùi trong đống đổ nát này. Nhưng những người khác đương nhiên không nghĩ rằng bọn họ sẽ chết một cách dễ dàng như vậy. Tất cả đều im lặng chờ đợi. Ngay sau đó, đống đổ nát bay ra ngoài, bóng dáng của Từ Long Tượng và Diệp Phàm lại xuất hiện. Phụt phụt. Lần này Diệp Phàm phun ra một ngụm máu, thân thể run rẩy, nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt của Từ Long Tượng trở nên tái nhợt, cả người ông ta đang trong trạng thái kiệt sức. Không ngờ cậu lại chịu được chiêu Long Tượng chi lực này. Nhưng bây giờ sức lực của cậu đã cạn kiệt rồi. Từ Long Tượng nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Khụ khụ khụ. Lúc này Diệp Phàm không ngừng ho khan, khóe miệng vẫn chảy máu, hô hấp rối loạn, chắc chắn bị thương không hề nhẹ. Long Chiến Thiên và Phàn Long thấy Diệp Phàm bị thương, sắc mặt căng thẳng, vẻ mặt lo lắng. Thằng nhóc, chôn cùng với con trai tôi đi. Từ Long Tượng lại hét lên, ánh mắt hiện lên sát ý, muốn hoàn toàn giết chết Diệp Phàm. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên. Ba người mặc áo bào trắng, có vẻ ngoài cổ điển xuất hiện ở đây. Các người là ai? Từ Long Tượng nhíu mày nhìn ba người này. Những người khác có mặt ở đây cũng nhìn ba người này, âm thầm khiếp sợ. Trên người ba người này không hề phát ra chút khí tức nào, giống như người bình thường, nhưng loại người này mới là đáng sợ nhất. Có thể khống chế khí tức sạch sẽ như vậy, thực lực của bọn họ chắc chắn không hề đơn giản.
chúng tôi phải đưa hắn đi. Ông không thể giết hắn. Một trong ba người nói thẳng. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Nếu bổn tôn chủ nhất định phải giết cậu ta thì sao? Từ Long Tượng nhìn ba người này lạnh lùng nói. Ông có thể thử xem. Người đàn ông mặc áo bào trắng nhìn Từ Long Tượng, trên người đối phương phóng ra một luồng năng lượng để khóa chặt đối phương. Đột nhiên, sắc mặt Từ Long Tượng thay đổi, ánh mắt ông ta lộ ra sự kinh ngạc khi nhìn ba người này, không nói gì nữa. Cậu là con trai của Diệp Thiên Long. Người đứng giữa ba người nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Thiên Long, Long Chiến Thiên, Phán Long, Vô Cực Tôn, Viên Thiên Giám, và mấy người Bạch Thao có những biểu cảm khác nhau khi nghe đến cái tên này. Các người là ai? Diệp Phàm nhìn ba người này, lạnh lùng nói. Bắt lại. Người đàn ông mặc áo bào trắng lạnh lùng nói, hai người còn lại đi thẳng về phía Diệp Phàm. Tôi sẽ không đi cùng các người. Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn cố chịu đau, lại ra tay. Hai người mặc áo bào trắng thấy Diệp Phàm ra tay, đánh ra một chưởng. Trong nháy mắt, Diệp Phàm bị đánh bật ra sau, nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu, vết thương càng nghiêm trọng hơn. Còn dám phản kháng, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Hai người đàn ông nhìn Diệp Phàm lạnh lùng hét lên, sau đó tóm lấy hắn. Các người ai dám đụng đến hắn, đều phải chết. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên trong không trung. Ai dám động đến hắn đều phải chết. Hai người mặc áo trắng đang định bắt lấy Diệp Phàm, một âm thanh lạnh nhạt vô tình quanh quẩn bên tai bọn họ, làm linh hồn của bọn họ run lên. Mọi người ở đây đều vô cùng kinh sợ. Bọn họ nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người phụ nữ mặc váy dài trắng, hai tay ôm đàn cổ, mái tóc dài được buộc lại, khuôn mặt trong sáng, khí chất xuất trần chậm rãi đi đến. Chỉ trong nháy mắt, người phụ nữ này đã đi đến trước mặt mọi người. Cô là ai? Người áo trắng cầm đầu lạnh nhạt nói. Ai động vào hắn đều phải chết. Người phụ nữ này lạnh lùng nói. Hừ, ngông cuồng. Hai người mặc áo trắng khinh thường nói, tiếp tục ra tay với Diệp Phàm. Cô vung tay lên, đặt đàn cổ trước mặt, 10 ngón tay kích thích đàn cầm. Một tiếng đàn dễ nghe quanh quẩn bên tai hai người mặc áo trắng, làm linh hồn của bọn họ run lên. A! À, hai người này phát ra tiếng kêu thảm thiết, hộc máu. Người phụ nữ váy trắng tiếp tục đánh đàn, từng đạo kình khí phụt ra từ trong đàn cầm bắn về phía hai người kia. Kình khí xé rách không gian, uy lực cực mạnh. Linh hồn của hai người mặc áo trắng vừa mới bị thương, không kịp ngăn cản công kích này. Đúng lúc này, người áo trắng cầm đầu kia ra tay muốn phá hủy kình khí, kết quả cô lại kích thích đàn cầm, một tiếng đàn quanh quẩn vang lên, làm người này phun máu. Nhân lúc này, kình khí trực tiếp đâm xuyên cơ thể của hai người mặc áo trắng. Phụt phụt phụt, máu của hai người mặc áo trắng bắn tứ tung, liên tục kêu thảm. Đám người Từ Long Tượng, Long Chiến Thiên, Phàn Long, Vô Cực Tôn, Viên Thiên Giám đều cực kỳ chấn động. Rốt cuộc cô là ai? Không lẽ là người từ hàng Tĩnh Trai? Người áo trắng cầm đầu kia chằm chằm người phụ nữ này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người phụ nữ này nói, tôi nói, ai động vào hắn đều phải chết. Cô ôm cầm đi đến bên cạnh Diệp Phàm. Quan tâm nói, anh sao rồi? Xin lỗi, tôi đến chậm. Thi Âm, sao cô lại đến đây? Diệp Phàm hỏi. Người phụ nữ này chính là Lâm Thi Âm bị Diệp Phàm đưa đến núi Cửu Long. Đại sư phụ bảo tôi đến giúp anh. Lâm Thi Âm nói. Một đoạn thời gian không gặp, thực lực của cô đã lợi hại như vậy rồi. Diệp Phàm cười nói. Anh nghỉ ngơi trước đi, giao bọn họ cho tôi. Lâm Thi Âm nói. Không cần. Sao tôi có thể để phụ nữ che chở chiến đấu vì tôi chứ, không đáng mặt đàn ông. Diệp Phàm lắc đầu. Nhưng anh, đừng lo cho tôi. Diệp Phàm xoa đầu Lâm Thi Âm, đứng lên. Mấy người cùng lên đi. Diệp Phàm nhìn về phía đám người Từ Long Tượng, người mặc áo trắng, Viên Thiên Giám, Vô Cực Tôn, quát to. Nhãi danh, mày tưởng mày được người phụ nữ kia giúp đỡ thì không sao hả? Dám ngông cuồng như vậy. Chết đi. Từ Long Tượng tức giận quát. Ông ta thi triển ra võ kỹ mạnh nhất, bộc phát lực lượng Long Tượng trong cơ thể lao về phía Diệp Phàm. Lão hổ không phát huy lại tưởng là mèo bệnh. Diệp Phàm lạnh lùng nói, kích phát lực lượng thần bí trong cơ thể. Khi bộc phát lực lượng ngay cả 6 vị sư phụ liên thủ cũng không áp chế được ra, trên người Diệp Phàm tràn đầy hơi thở khủng bố. Diệp Phàm không nói nhiều, đánh ra một quyền, va chạm với một quyền của Từ Long Tượng.
Ầm. Từ Long Tượng bắn ngược ra ngoài, nện trên mặt đất phun máu. Những người khác thấy vậy đều vô cùng kinh sợ. Diệp Phàm bước từng bước về phía Từ Long Tượng. Diệp Phàm, một vừa hai phải. Đột nhiên, Bạch Thao, một trong chín hộ quốc chí tôn xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, nói. Cút. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nếu cậu giết ông ta, tất cả không thể cứu vớt. Bạch Thao mở miệng. Ầm. Diệp Phàm đánh một quyền về phía Bạch Thao. Bạch Thao biến sắc, vội vàng đánh ra một chưởng ngăn cản một quyền này của hắn. Sau đó ông ta bay ngược ra ngoài, nện trên mặt đất phun máu, lộ ra ánh mắt không thể tin tưởng. Ông ta không ngờ thực lực của Diệp Phàm khủng bố như vậy. Đi xuống cùng con trai của ông đi. Diệp Phàm gầm lên, lại đánh một quyền về phía Từ Long Tượng. Ta liều mạng với ngươi. Từ Long Tượng giận dữ hét lên, thi triển ra cấm thuật, thiêu đốt máu trong người, lực lượng Long Tượng trong cơ thể điên cuồng tăng lên. Giây tiếp theo, cả người Từ Long Tượng phát ra ánh sáng chói lòa, hóa thành một chân long và một cự tượng trong không trung, tản ra uy áp ngập trời. Long Tượng hiện, hủy thiên diệt địa. Từ Long Tượng tức giận quát. Ông ta dùng hết sức lực thi triển Long Tượng đánh về phía Diệp Phàm. Một quyền của Diệp Phàm va chạm với Long Tượng. Một quyền này phá hủy chân long và cự tượng, lao về phía Từ Long Tượng với thế không thể đỡ. Phụt. Giây tiếp theo, một quyền của Diệp Phàm xỏ xuyên lồng ngực của Từ Long Tượng, máu tươi bắn tung tóe. Từ Long Tượng trợn to mắt nhìn Từ Long Tượng, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Diệp Phàm gầm lên xé Từ Long Tượng thành hai nửa. Đến tận đây, một trong chín hộ quốc chí tôn Từ Long Tượng bị xé xác, cái chết thê thảm. Đám người Bạch Thao, Long Chiến Thiên thấy Từ Long Tượng bị giết đều vô cùng kinh sợ. Sau khi giết Từ Long Tượng, hắn nhìn về phía người mặc áo trắng. Lúc này người mặc áo trắng nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kiêng kỵ, ngưng trọng. Ầm. Diệp Phàm đánh ra một quyền, bộc phát chân khí, ra tay trước, đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lại đánh ra một quyền, không có chiêu thức gì, chỉ là một đấm thuần túy, khí thế như trẻ tre, sấm sét nổ vang. Một quyền này của hắn phá hủy đòn tấn công của người mặc áo bào trắng, người mặc áo bào trắng biến sắc, điên cuồng lùi về sau nhưng vẫn không thể tránh khỏi nắm tay của Diệp Phàm. Phụt, cuối cùng hắn ta cũng không tránh được nắm tay của Diệp Phàm, bị bóp vỡ trái tim, chết không nhắm mắt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hai cao thủ đứng đầu bị Diệp Phàm hạ gục. Cảnh tượng này làm mọi người kinh sợ, da đầu tê dại, run như cầy sấy. Không ngờ thực lực của người trẻ tuổi này lại mạnh đến mức này, thảo nào Ân Nhân Quân không phải đối thủ của cậu. Đột nhiên một âm thanh trầm thấp quanh quẩn bên tai Diệp Phàm, hắn đảo mắt, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc mãng bào đi đến, nhìn chằm chằm vào hắn. Ông lại là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tộc Ân Hoàng, Ân Nhân Vương. Người này nói. Ân Nhân Vương. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Những người khác nghe thấy ba chữ tộc Ân Hoàng đều rất kinh sợ. Bọn họ không ngờ người của hoàng tộc cũng xuất hiện. Ông cũng muốn Long Tỷ. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Vốn dĩ tôi đến giết cậu đoạt Long Tỷ, nhưng nhìn thấy thiên phú của cậu mạnh như vậy, tôi có chút luyến tiếc giết cậu. Hay cậu quy thuận tộc Ân Hoàng, tôi đảm bảo thực lực của cậu sẽ nâng cao một bước. Ân Nhân Vương nói. Ầm. Diệp Phàm không vô nghĩa với đối phương, trực tiếp đánh ra một quyền. Ân Nhân Vương nhẹ nhàng nhấc tay, một khí tràng vô hình bao phủ Diệp Phàm, giống như một ngọn núi chấn áp trên người hắn. Lúc này Diệp Phàm cảm nhận được bản thân thừa nhận áp bách rất nặng. Nhưng sắc mặt hắn lại không hề thay đổi, bộc phát lực lượng thần bí trong cơ thể tránh thoát áp bách, tiếp tục tấn công Ân Nhân Vương. Ân Nhân Vương rất chấn động thấy Diệp Phàm có thể tránh thoát lĩnh vực áp chế của mình. Nhưng ông ta không kịp nghĩ nhiều, đánh ra một chưởng, nghênh đón nắm tay của Diệp Phàm. Ầm ầm ầm, từng luồng năng lượng phát ra, không khí bốn phía mất đi, mặt đất sụp đổ. Giây tiếp theo, Ân Nhân Vương bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, nửa quỳ trên mặt đất, phun máu, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin được, đây là sức mạnh gì? Tại sao người này lại đáng sợ như vậy? Ngay sau đó, Ân Nhân Vương chịu đựng vết thương đứng dậy rời đi. Sau khi Ân Nhân Vương bị Diệp Phàm đánh chạy, Diệp Phàm phát hiện lực lượng thần bí trong cơ thể dần mất khống chế, điên cuồng tán loạn trong cơ thể. Phụt! Diệp Phàm hộc máu, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, lộ ra sự thống khổ. Hắn điều động lực lượng của bản thân muốn áp chế lực lượng này, thậm chí còn dùng cả lực lượng còn lại của Long Tỷ nhưng vẫn không thể khống chế được loại lực lượng thần bí kia.
Có lẽ bởi vì vừa rồi Diệp Phàm điên cuồng chiến đấu làm cho lực lượng thần bí kia càng thêm đáng sợ, càng thêm khó áp chế. A! À. Diệp Phàm hét lên, lại hộc máu. Hắn cảm giác thân thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nếu không phải thân thể hắn từng lột xác một lần, sợ rằng thật sự phải nổ tung. Đúng lúc này một tiếng đàn dễ nghe quanh quẩn bên tao Diệp Phàm, lực lượng cuồng bạo kia bị áp chế vài phần. Tiếng đàn này đến từ Lâm Thi Âm. Trong lúc Lâm Thi Âm áp chế lực lượng giúp Diệp Phàm, đột nhiên tổ trưởng Long Tổ ra tay đánh về phía Diệp Phàm. Một kích này của ông ta không hề nương tay, hiển nhiên muốn nhân cơ hội hoàn toàn giết chết Diệp Phàm. Thấy vậy Long Chiến Thiên và Phàn Long muốn đi lên ngăn cản nhưng bị Bạch Thao chắn. Bạch Tôn Chủ! Long Chiến Thiên gầm lên. Hắn giết Từ Long Tượng cần phải đền mạng, nếu không uy nghiêm của hộ quốc chí tôn vứt đi đâu. Bạch Thao lạnh nhạt nói. Chỉ trong chớp mắt, Vô Cực Tôn xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, đánh về phía đầu của hắn. Phút! Ngay khi trưởng của Vô Cực Tôn chuẩn bị đánh vỡ đầu Diệp Phàm thì hắn đột nhiên mở mắt với cái nhìn lạnh như băng. Diệp Phàm phất tay, lùi một bước để đánh trả đối phương, hắn bóp cổ Vô Cực Tôn khiến sắc mặt ông ta đỏ au, không thể thở nổi. Muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho ông. Răng rắc. Diệp Phàm lạnh lùng nói rồi trực tiếp bóp nát cổ họng vị tổ trưởng Tổ Long này. Bịch. Hắn thuận tay ném thi thể Vô Cực Tôn ra ngoài. Lúc này, sắc mặt những người khác ở đây đều không ngừng thay đổi. Diệp Phàm tiếp tục nhắm chặt hai mắt, mượn tiếng đàn của Lâm Thi Âm áp chế cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể hắn. Lần này, đám người Bạch Thao, Viên Thiên Giám cũng không hành động thiếu suy nghĩ nữa. E là người này sẽ khai sáng một thời đại mới. Vẻ mặt Bạch Thao âm trầm nhìn Diệp Phàm. Không ngờ cậu ta lại là con trai của Diệp Thiên Long, chẳng trách lại mạnh như vậy. Viên Thiên Giám nham hiểm nói. Khi nhắc tới Diệp Thiên Long sắc mặt của ba người Bạch Thao, Long Chiến Thiên, Phàn Long đều hiện rõ vẻ kính nể. Không phải cả nhà Diệp Thiên Long đã bị diệt từ 18 năm trước rồi à? Sao con trai ông ấy vẫn còn sống vậy? Bạch Thao chăm chú nhìn Diệp Phàm. Xem ra một thế hệ truyền kỳ mới sắp ra đời. Viên Thiên Giám nói. Cậu ta quá ngông cuồng, gây thù chuốc oán khắp nơi, nếu không có Diệp Thiên Long che chở thì chẳng sống được bao lâu đâu. Bạch Thao lắc đầu, rồi rời đi. Kế tiếp, Viên Thiên Giám và quân Hắc Giáp cũng đi khỏi đây. Xích Tiêu dẫn theo quân Kỳ Lân và tất cả những người còn lại của Tổ Long cùng rút lui. Rất nhanh, cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể Diệp Phàm được áp chế hoàn toàn, hắn mở hai mắt nhìn Lâm Thi Âm. Thi Âm, tài đánh đàn của cô lợi hại thật, vậy mà còn có loại năng lực này. Đại sư phụ cố ý truyền thụ cho tôi chính là để tôi áp chế cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể giúp anh. Lâm Thi Âm nói. Đại sư phụ suy nghĩ chu toàn. Diệp Phàm cảm động nói. Lúc này, Diệp Phàm hơi nhớ đại sư phụ của mình. Long Chiến Thiên và Phàn Long đi về phía Diệp Phàm. Cậu giết Từ Long Tượng và tổ trưởng Tổ Long, xem như gây ra phiền toái lớn rồi. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt ngưng trọng. Giết thì giết thôi. Diệp Phàm thản nhiên đáp. Xem ra thân phận con trai của Diệp Thiên Long của cậu đã bại lộ, sau này sẽ có không ít phiền phức, tốt nhất là nên cẩn thận. Phàn Long nhắc nhở. Ông biết cha tôi. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Phàn Long. Ở Long Quốc, chẳng có mấy người không biết tới Cuồng Long. Phàn Long trầm giọng nói, khi nhắc tới hai chữ Cuồng Long, ánh mắt ông lộ ra vẻ sùng kính. Cuồng Long. Đó là biệt danh của cha tôi à? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy. Phàn Long gật đầu. Rốt cuộc cha tôi là người như thế nào? Diệp Phàm lại hỏi. Chờ sau này từ từ cậu sẽ biết. Nhưng mà cậu phải nhớ kỹ, cường giả của thế giới này vượt xa rất nhiều so với sức tưởng tượng của cậu. Mặc dù hiện tại thực lực của cậu mạnh, nhưng một khi chọc tới cường giả chân chính, cậu sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, cho đến khi cậu có đủ sức mạnh để hoàn toàn nghiền ép tất cả, đừng hành động bốc đồng. Phàn Long nhìn Diệp Phàm nhắc nhở. Cảm ơn đã nhắc nhở. Diệp Phàm đáp. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, vừa bắt máy thì vẻ mặt khựng lại. Đi. Diệp Phàm nói với Lâm Thi Âm một câu, bọn họ ngay lập tức rời khỏi nơi này. Từ Long Tượng bị giết không biết thế lực sau lưng ông ta có ra tay không? Phàn Long trầm ngâm nói. Sau lưng Từ Long Tượng còn có thế lực khác. Long Chiến Thiên ngạc nhiên nhìn Phàn Long. Nếu như thế lực phía sau ông ta ra tay, chỉ có Cuồng Long ở thời kỳ đỉnh phong mới có thể chống đỡ được. Phàn Long nghiêm túc nói. Phút, nghe Phàn Long nói vậy, sắc mặt Long Chiến Thiên kinh sợ, ông hít sâu một hơi.
Ông chưa bao giờ nghe nói sau lưng Từ Long Tượng còn có thế lực khác, hơn nữa thế lực này còn khủng bố như thế, chỉ có Cuồng Long thời kỳ đỉnh phong mới có thể ngăn cản, chuyện này cũng quá đáng sợ đi. Long Chiến Thiên vẫn biết Cuồng Long ở thời kỳ đỉnh cao đáng sợ cỡ nào, thế lực mà có thể chống lại sợ là cũng không nổi một bàn tay. Vậy thì cậu ta chẳng phải sẽ phiền phức sao? Long Chiến Thiên nói. Hy vọng Cuồng Long trên trời có linh sẽ che chở cho cậu ấy. Phàn Long thản nhiên nói. Lúc này, Tổng bộ Thương hội Thiên Long đang bị một đám cường giả tấn công. Những người này đều tới từ Điện Võ Hầu. Nhan Hòa, hai vị nguyên lão và một đám hộ vệ đang liều chết ngăn cản. Trải qua sự việc phản loạn lần trước, Nhan Hòa đã triệu tập mấy nghìn hộ vệ tinh nhuệ tới Tổng bộ của Thương hội Thiên Long. Mấy nghìn người này đều được Thương hội bỏ ra một số tiền lớn để rèn luyện, sức chiến đấu không hề kém. Nhưng khi đối mặt với người của Điện Võ Hầu, bọn họ đều lực bất tòng tâm. Từng người một bị giết. Rất nhanh, người của Điện Võ Hầu đã giết chết tất cả hộ vệ của Thương hội Thiên Long, thậm chí ngay đám người Nhan Hòa cũng bị trấn áp quỳ trên mặt đất. Mấy người rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Nhan Hòa nhìn bọn họ lạnh lùng nói. Mở kho bí mật Thương Long, lấy bát trận đồ ra đây. Tên cường giả dẫn đầu lên tiếng nói. Bát trận đồ. Vẻ mặt Nhan Hòa lập tức thay đổi. Thương hội Thiên Long không có cái gì mà bát trận đồ hết. Một vị nguyên lão khác lớn tiếng nói. Cường giả Điện Võ Hầu thẳng tay giết chết vị nguyên lão này. Giao bát trận đồ ra, nếu không tất cả các người đều phải chết. Đối phương lạnh lùng nói. Tôi thấy phải chết là các người thì đúng hơn. Lúc này, Diệp Phàm chạy tới, nhìn đám người này lạnh lùng nói. Phút, cường giả Điện Võ Hầu nhìn về phía Diệp Phàm, nói, cậu là ai? Kẻ sẽ giết chết các người. Diệp Phàm nhìn bọn họ với vẻ mặt đầy sát ý. Hắn vung thanh kiếm đen xông thẳng về phía đám người. Phụt phụt phụt. Diệp Phàm vừa ra tay, máu tươi văng khắp nơi, đám cường giả Điện Võ Hầu này căn bản không đỡ được, tất cả đều chết thảm dưới kiếm của hắn. Vụt. Gã cầm đầu vọt về phía Diệp Phàm, chỉ là hắn ta vừa tới trước mặt Diệp Phàm thì đã bị thanh kiếm đâm xuyên qua. Mấy người thế nào rồi? Diệp Phàm đi tới trước mặt đám người Nhan Hòa hỏi. Thiếu chủ. Bọn họ tới đây để cướp bát trận đồ, không biết đây là thế lực nào. Nhan Hòa nói. Có lẽ là người của Điện Võ Hầu. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lúc trước hắn nghe Sở Cửu Ca nói qua về Điện Võ Hầu, đây chính là thế lực của Gia Cát Võ Hầu. Mà bát trận đồ lại do Gia Cát Võ Hầu sáng chế, đám người kia đến cướp đoạt bát trận đồ, rất có thể là người của Điện Võ Hầu. Đáng tiếc Lão Hòa. Nhan Hòa nhìn vị nguyên lão bị giết kia với vẻ mặt đầy đau thương. Mối thù này, tôi sẽ tìm Điện Võ Hầu để báo. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lập tức, Diệp Phàm lại trở về Điện Long Vương. Hắn triệu tập toàn bộ những người còn lại của Điện Long Vương lại, cộng thêm Huyết Phu, Diệp, Natasha Romanoff, thập đại cao thủ ảnh bộ, thêm cả Nhan Hòa, Hồng Hoa Đỏ, để bọn họ bắt đầu bế quan nâng cao thực lực. Diệp Phàm đã lấy toàn bộ tài nguyên tu luyện mà hắn lấy được từ tộc Cơ Hoàng để giúp mọi người tăng thực lực. Hắn cũng lấy máu tươi của Đồ Long Sơn Trang phân phát cho đám người Huyết Phu. Lần này, Diệp Phàm định đích thân chỉ dạy bọn họ, trợ giúp họ tăng thực lực. Khi Diệp Phàm bế quan trợ giúp mọi người thì bên ngoài đã bùng nổ vì cái chết của Hộ Quốc Chí Tôn Từ Long Tượng. Cửu đại Hộ Quốc Chí Tôn chính là gậy như ý của Long Quốc, bọn họ giống như vũ khí quan trọng của đất nước, trấn giữ Long Quốc. Nhưng hiện tại mất đi một vị Hộ Quốc Chí Tôn, điều này ảnh hưởng rất lớn với Long Quốc. Thậm chí còn có thể dao động vận mệnh quốc gia. Tất cả các thế lực ở Long Quốc đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Khu biệt thự Hương Sơn lúc này. Một đám người quỳ xuống trước thi thể của Từ Long Tượng. Anh trai, xin lỗi. Người đàn ông trung niên cầm đầu lên tiếng. Ông ta chính là em trai của Từ Long Tượng, Từ Diễn. Lúc trước ông ta được phái đi đối phó với phân bộ của Điện Long Vương trên khắp cả nước. Vừa mới trở lại thì nhận được tin giữ anh trai bị giết. Anh trai, em nhất định sẽ báo thù cho anh, giết chết cái tên thiếu chủ của Điện Long Vương. Ánh mắt Từ Diễn lóe lên vẻ lạnh như băng. Truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập tất cả những người còn lại tới chiến khu trung bộ. Từ Diễn lớn tiếng quát. Nhị gia, người muốn điều đại quân chiến khu trung bộ để báo thù cho tôn chủ sao? Một tên thuộc hạ lên tiếng. Chiến khu trung bộ thuộc trực hệ của đại ca, bây giờ anh ấy đã chết, chiến khu trung bộ tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Về phần báo thù, tôi liền liên lạc người khác. Từ Diễn lạnh lùng đáp. Kế đó,
ông ta mang thi thể của Từ Long Tượng và Từ Thiên Hạo tới một nơi vào đó của Long Quốc, đây chính là quê hương của bọn họ. Nội các, đế đô. Lúc này, một đám trưởng lão nội các đều tập trung ở đây, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Tên Diệp Phàm kia quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo, ngay cả hộ quốc chí tôn cũng dám giết, hắn ta muốn ngự trị Long Quốc hay sao? Một vị trưởng lão của nội các tức giận nói. Không sai, còn cả Vô Cực Tôn, đường đường tổ trưởng tổ Long thuộc nội các, hắn nói giết liền giết, không xem nội các chúng ta ra gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là hắn sẽ lật cả cái Long Quốc này. Đại trưởng lão, ông đưa ra ý kiến đi, không thể để mặc cho hắn làm sằng làm vậy mãi được. Mấy vị trưởng lão nội các quyết liệt nói. Cuối cùng ánh mắt bọn họ nhìn về phía đại trưởng lão của nội các. Đối với chuyện hôm nay, quốc chủ cũng vô cùng bất mãn. Bởi vậy ta quyết định tiến hành phán quyết đối với Diệp Phàm. Phán quyết Diệp Phàm. Đại trưởng lão định làm thế nào? Tên đó đã giết chết Từ tôn chủ, sợ là không dễ đối phó như vậy. Có cần thông báo cho những tôn chủ khác cùng ra tay không? Một vị trưởng lão khác lo lắng nói. Tôi đã liên hệ với chỗ đó, ít ngày nữa bọn họ sẽ phái người đến xử lý hắn ta. Các người không cần lo lắng. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Chẳng lẽ là... Các vị trưởng lão nội các ở đây không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt bọn họ trở nên kinh sợ. Có bọn họ ra tay, cho dù là võ thần xuống núi thì không bảo vệ được đệ tử của ông ta. Đại trưởng lão tự tin nói. Mà ở trên ngọn núi mây mù lượn quanh nào đó có một tòa cung điện rộng lớn. Một người đàn ông trung niên khoác áo choàng trắng, đầu đội mũ lạnh giọng quát, ba người bọn họ đều chết cả. Con trai của Cuồng Long, xem ra là đánh giá thấp cậu ta rồi. Lập tức triệu tập người, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải bắt hắn về đây cho ta. Lúc này, một lão giả nhìn người đàn ông nói, tông chủ. Người xác định thứ Cuồng Long lấy được năm đó đang ở trong tay tên này sao? Hắn ta là con trai duy nhất của Cuồng Long nhất định sẽ đưa cho hắn. Thế nên nhất định phải lấy về, tuyệt đối không được để những người khác nhanh chân đến trước. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Chớp mắt, ba ngày đã trôi qua. Cuối cùng Diệp Phàm cũng xuất quan. Ba ngày nay, vì trợ giúp thuộc hạ tăng sức mạnh, hắn đã hao phí không ít tinh lực. Thiếu chủ. Có người xông vào điện Long Vương, đang đánh nhau với thống lĩnh rồi. Một chiến sĩ Long Quân tới trước mặt Diệp Phàm báo cáo. Để giúp những người trong điện tăng thực lực, Diệp Phàm đã giao điện Long Vương cho đám người Long Kình và Long Quân trông coi. Có người dám xông vào điện Long Vương. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh xuống, hắn đi thẳng ra bên ngoài. Lúc này, trong điện Long Vương, khi một tiếng gầm vang lên, hai bóng người lần lượt thối lui. Hai người này chính là Long Kình và Đông Phương Hạo Thiên. Dừng tay, ngay lúc Long Kình chuẩn bị tiếp tục ra tay thì Diệp Phàm đã xuất hiện ở đây rồi hét lên. Thiếu chủ, Long Kình nhìn Diệp Phàm rồi cúi đầu. Tại sao lại là anh? Hai người tại sao lại đánh nhau? Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn Đông Phương Hạo Thiên. Cậu ta nói tới điện Long Vương tìm người, nhưng lại không nói rõ cần tìm ai, thế là chúng tôi bắt đầu đánh nhau. Long Kình trả lời. Ồ, thật xin lỗi. Trước đó tôi không có nói cho anh biết tên của tôi tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm ngượng ngùng nói. Không sao, Đông Phương Hạo Thiên lắc đầu ho khan. Thương thế của anh có vẻ nghiêm trọng, là do Đông Phương Phiệt gây ra sao? Diệp Phàm hỏi. Ừ, bọn họ đã truy sát tôi 3 ngày 3 đêm, tôi vốn không muốn làm phiền cậu, nhưng tôi vẫn chưa tìm được mẹ của mình, cho nên tôi không thể chết được. Đông Phương Hạo Thiên trầm giọng nói. Thiếu chủ, bên ngoài có rất nhiều người. Nói là đến để tìm người. Lúc này, một binh lính Long Quân đi vào, nói với Diệp Phàm. Có lẽ là người của quân đoàn Đông Phương. Đông Phương Hạo Thiên nói. Như tôi đã nói trước đây, nếu anh có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi, nhưng tôi vốn không phải làm người chịu thua thiệt, nếu như anh muốn tôi giúp thì anh nhất định phải trả gì đó. Diệp Phàm nói với Đông Phương Hạo Thiên. Cậu muốn gì? Đông Phương Hạo Thiên liếc nhìn Diệp Phàm. Tôi muốn anh gia nhập điện Long Vương. Quy phục tôi. Như vậy tôi mới có thể danh chính ngôn thuận giúp anh đối phó với người của Đông Phương Phiệt. Diệp Phàm nói thẳng. Hắn đánh giá khá cao Đông Phương Hạo Thiên, anh ta tuy còn trẻ nhưng thực lực lại rất cường đại, mặc dù trong cơ thể của anh ta ẩn chứa sức mạnh của ma đạo, nhưng hiển nhiên Diệp Phàm không hề để ý. Với hắn mà nói, chỉ cần là nhân tài thì bất luận người đó tu ma đạo hay chính đạo, hắn đều muốn. Được, tôi đồng ý với cậu.
Từ nay về sau, Đông Phương Hạo Thiên tôi sẽ gia nhập Điện Long Vương, quy phục cậu. Đông Phương Hạo Thiên nói thẳng. Anh thật quyết đoán, Diệp Phàm khẽ mỉm cười rồi đi thẳng ra ngoài Điện Long Vương. Lúc này, bên ngoài Điện Long Vương đã có hàng ngàn chiến sĩ của quân đoàn Đông Phương đứng ở đây, đối đầu với binh lính của Long Quân, người cầm đầu không ai khác chính là Đông Phương Chiến. Kẻ nào dám làm loạn tại Điện Long Vương của tôi? Diệp Phàm bước ra ngoài, nhìn Đông Phương Chiến rồi âm trầm nói. Là cậu. Đông Phương Chiến nhìn thấy Diệp Phàm, đồng tử liền co rút, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Lại là ông à, bại tướng. Diệp Phàm nhìn Đông Phương Chiến rồi cười lạnh. Đông Phương Chiến bị lời nói của Diệp Phàm chọc tức đến nỗi suýt chút hộc máu, hai mắt dán chặt vào hắn, tại sao cậu lại ở đây? Tôi ở đây thì có liên quan gì đến ông? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lúc này, Đông Phương Hạo Thiên cũng đi ra. Đông Phương Hạo Thiên, xem ra mày tới đây là muốn cậu ta giúp đỡ, nhưng mày cảm thấy cậu ta có thể bảo vệ được mày không? Đông Phương Chiến nhìn Đông Phương Hạo Thiên, cười khẩy. Ông có thể thử xem tôi có thể bảo vệ được anh ta hay không? Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Tôi không cần biết cậu có thân phận gì, nhưng tôi nói cho cậu biết, Đông Phương Hạo Thiên chính là người mà phiệt chủ Đông Phương Phiệt muốn. Nếu như muốn bảo vệ cậu ta, thì sẽ trở thành kẻ thù của Đông Phương Phiệt. Cậu xác định muốn đắc tội với Đông Phương Phiệt sao? Đông Phương Chiến cảnh cáo Diệp Phàm. Bây giờ anh ta đã là người của Điện Long Vương tôi rồi, tôi mặc kệ các người là ai, kẻ nào muốn động vào anh ta đều phải hỏi Điện Long Vương có đồng ý hay là không. Diệp Phàm khinh thường nói. Điện Long Vương. Nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Đông Phương Chiến liền thay đổi. Trong ba ngày này, bởi vì sự việc của Hộ Quốc Chí Tôn từ Long Tượng mà Điện Long Vương đã trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều thế lực, bởi vì có tin đồn rằng kẻ đã chém chết từ Long Tượng một trong 9 đại Hộ Quốc Chí Tôn chính là thiếu chủ của Điện Long Vương. Lúc tin đồn này vừa mới truyền ra, đã gây chấn động toàn bộ Long Quốc. Tất cả các thế lực tại Long Quốc đều bắt đầu nghiên cứu Điện Long Vương và vị thiếu chủ này. Lẽ nào cậu chính là thiếu chủ của Điện Long Vương sao? Đông Phương Chiến nghĩ đến điều gì đó rồi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Xem ra ông cũng không ngu ngốc, Diệp Phàm chế nhạo. Trong nháy mắt, sắc mặt của Đông Phương Chiến tối sầm lại rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ông ta không ngờ rằng Diệp Phàm lại là thiếu chủ Điện Long Vương đã giết chết Hộ Quốc Chí Tôn, khó trách thực lực lợi hại như vậy. Cậu, vẻ mặt của Đông Phương Chiến cực kỳ khó coi, nhất thời không biết phải nói cái gì. Ông định đánh nhau lần nữa hay là cút khỏi đây? Diệp Phàm thờ ơ hỏi. Rút. Đông Phương Chiến liếc nhìn Đông Phương Hạo Thiên rồi dẫn quân đoàn Đông Phương rời đi. Có Diệp Phàm ở đây, ông ta không thể bắt Đông Phương Hạo Thiên đi, chỉ có thể quay về thương lượng với phiệt chủ. Cậu chính là người đã giết chết Hộ Quốc Chí Tôn sao? Đông Phương Hạo Thiên nhìn Diệp Phàm, kinh ngạc hỏi. Không sai. Diệp Phàm gật đầu, nhìn về phía Đông Phương Hạo Thiên, anh đã tu luyện công pháp của ma đạo à? Soạt. Nghe thấy lời nói của Diệp Phàm, sắc mặt Đông Phương Hạo Thiên liền căng thẳng. Đừng lo lắng, tôi không có thành kiến gì với những người tu ma đạo đâu. Diệp Phàm giải thích. Trong người tôi có huyết mạch của ma đạo. Đông Phương Hạo Thiên thấy nhẹ nhõm rồi trả lời. Hóa ra là như vậy, đúng lúc anh có thể tu luyện cuốn công pháp này. Diệp Phàm đưa cho Đông Phương Hạo Thiên cuốn Thiên Ma Kinh mà hắn đã lấy được từ cốc chủ của ác nhân cốc. Thiên Ma Kinh, Đông Phương Hạo Thiên nhìn bộ công pháp ma đạo này với ánh mắt lấp lánh. Tôi cảm thấy bộ công pháp này không tệ, anh có thể tu luyện xem. Diệp Phàm lên tiếng. Cảm ơn, Đông Phương Hạo Thiên lập tức cảm tạ. Diệp Phàm cười nói, anh nếu như đã quy phục tôi, thì cũng không cần khách sáo như vậy làm gì. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lúc này, đột nhiên có 9 người xuất hiện ở đây, một trong số đó chính là Lữ Khinh Hầu của Điện Võ Hầu. 8 người còn lại mặc quần áo giống nhau, toàn thân tỏa ra khí tức rất đáng sợ. Bọn họ chính là 8 vị tướng của Điện Võ Hầu, 8 cường giả hàng đầu, thực lực đều đã đạt đến tông cảnh tầng thứ 9. Lại là ông. Ông còn dám tới đây. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Lữ Khinh Hầu. Nhóc con, lần trước tôi để thua cậu, lần này thì cậu thảm rồi. Nhưng cậu cũng thật may mắn, điện chủ đã có lệnh bắt sống cậu, vì vậy cậu có thể sống lâu một chút rồi. Lữ Khinh Hầu nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh một tiếng. Dẫn theo một đám phế vật này mà cũng muốn bắt tôi à? Diệp Phàm liếc nhìn 8 vị tướng của Điện Võ Hầu rồi khinh thường nói. Hỗn xược. Khi 8 vị tướng của Điện Võ Hầu nghe thấy lời này của Diệp Phàm, sắc mặt đều tối sầm lại, rồi nhanh chóng công kích Diệp Phàm. Uy lực của 8 vị tướng này vô cùng cường đại,
Hơn nữa khi 8 người bọn họ cùng nhau tấn công, sức mạnh càng khiến người ta phải khiếp sợ. Bùm! Diệp Phàm vẫn đứng yên bất động, chỉ bộc phát sức mạnh trong cơ thể của mình. Khi hắn bộc phát sức mạnh, đất trời liền rung chuyển như thể muốn nổ tung vậy, không khí trong vòng 100 mét trong nháy mắt liền đông cứng lại. Giờ phút này, uy thế của Diệp Phàm còn đáng sợ hơn cả trước đây. Trong 3 ngày này, ban ngày hắn chỉ dạy mọi người cách tu luyện, ban đêm lại không ngừng luyện hóa sức mạnh của Long Tỷ. Lúc trước Diệp Phàm chỉ luyện hóa được một nửa luồng sức mạnh này, một nửa còn lại thì hắn đã luyện hóa xong trong 3 ngày qua. Khi luyện hóa xong, cơ thể của Diệp Phàm lại được biến đổi vô cùng lợi hại. Bây giờ hắn cảm thấy cho dù có một quả bom nổ trước mặt mình thì hắn vẫn bình yên vô sự. Thậm chí Diệp Phàm còn cảm thấy mình có thể đánh bại được cả tên lửa. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, bản thân hắn cũng không biết thân thể của mình mạnh đến mức nào, tóm lại là rất mạnh. Lúc này, 8 vị tướng của Điện Võ Hầu bị uy thế của Diệp Phàm làm cho không thể tiến lên nửa bước, vì vậy sắc mặt cực kỳ khó coi. Đột nhiên, 8 người bọn họ trực tiếp hét lên, cùng nhau thực hiện một công pháp bí mật của Điện Võ Hầu. Bùm! Khi bọn họ cùng nhau liên thủ thì có một tiếng gầm lớn chợt vang lên. Lúc này, sức mạnh của 8 người hòa làm một, toát ra sức mạnh rất đáng sợ. 8 người họ đồng loạt vung tay lên, lao thẳng về phía Diệp Phàm. 8 lòng bàn tay lại giống như hợp thành một lòng bàn tay vậy, toàn bộ sức mạnh của 8 người đều tập trung vào lòng bàn tay này. Lòng bàn tay này có thể kinh thiên động địa, đủ sức đối phó với cả cường giả quân cảnh. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Diệp Phàm thấy vậy liền cười lạnh. Rầm. Hắn cũng chưởng một cái, lòng bàn tay liền va chạm với đòn tấn công của 8 người kia. Thế nhưng lòng bàn tay của Diệp Phàm giống như bàn tay của Như Lai Phật Tổ, trấn áp cả thiên địa. Khi hắn chưởng một cái, không khí nổ tung, sấm sét nổ đùng đùng. Ánh mắt của 8 vị tướng không giấu được sự kinh ngạc, sau đó công kích của bọn họ bị chặn lại hoàn toàn. Bùm, 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 bùm. Trong nháy mắt cơ thể của 8 người này liền nổ tung, biến thành 8 vũng máu rồi chảy xuống. Lúc này Lữ Khinh Hầu hoàn toàn chết lặng, hồi lâu mới tỉnh táo trở lại, hít một hơi thật sâu. Cậu, Lữ Khinh Hầu khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm từng bước đi về phía Lữ Khinh Hầu rồi đứng ở trước mặt ông ta, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đối phương. Một tiếng phịch vang lên, Lữ Khinh Hầu sợ đến mức ngồi sụp xuống đất. Lúc trước kẻ tấn công Thương Hội Thiên Long để chiếm lấy bát trận đồ cũng là người của Điện Võ Hầu các người phải không? Diệp Phàm bỗng nhiên hỏi. Làm sao cậu biết? Lữ Khinh Hầu kinh ngạc đáp. Quả nhiên. Diệp Phàm nhướng mày, nói. Quay về nói với điện chủ của các người biết, bát trận đồ ở đây này. Nếu như muốn bắt tôi và có được bát trận đồ thì hãy tự mình tới đây. Nếu không thì ông ta phái bao nhiêu người, thì tôi giết bấy nhiêu người. Lúc này Lữ Khinh Hầu không ngừng nuốt nước miếng, từ trên mặt đất bò dậy, liếc nhìn Diệp Phàm rồi nhanh chóng bỏ chạy. Diệp Phàm, tôi muốn nói với anh một chuyện. Lâm Thi Âm chợt đi tới trước mặt Diệp Phàm rồi nói. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm nhìn cô ấy. Anh có biết cuộc thi thanh bảng không? Diệp Phàm thấy cô ấy hỏi liền trả lời thẳng, tôi biết, làm sao vậy? Trước khi tôi xuống núi, nhị sư phụ của anh muốn tôi nói với anh đi tham gia cuộc thi này. Lâm Thi Âm đáp. Diệp Phàm nghe vậy có chút kinh ngạc, nhị sư phụ muốn tôi đi tham gia cuộc thi này. Tại sao chứ? Không biết, ông ấy cũng không nói gì thêm, chỉ bảo với tôi thông báo với anh nhớ đi tham gia cuộc thi. Lâm Thi Âm lắc đầu. Được, Diệp Phàm gật đầu. Trước đây hắn vốn không có ý định tham gia cuộc thi này, bởi vì hắn thấy đám người được gọi là thiên tài ở Long Quốc này đã không còn cùng đẳng cấp với hắn nữa. Nhưng nếu như nhị sư phụ muốn hắn tham gia, nhất định là có mục đích gì đó, cho nên Diệp Phàm dự định sẽ đi xem cuộc thi thanh bảng này. Lúc này Đường Sở Sở gọi điện tới, nói có người đang tìm hắn. Diệp Phàm tới thẳng Tử Đàn Nhất Phẩm. Ai tìm anh vậy? Diệp Phàm đi vào biệt thự, hỏi Đường Sở Sở. Diệp công tử. Cầu xin anh hãy cứu lấy tiểu thư nhà chúng tôi. Đột nhiên một người con gái mặc quần áo màu xanh đến chỗ Diệp Phàm rồi cầu xin. Là cô. Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn người con gái này, cô bé chính là thị nữ Tiểu Thanh của Thượng quan Lưu Ly. Tiểu thư của cô bị sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Tiểu thư nhà tôi bị lão gia và phu nhân đưa đến chỗ Hán Vương rồi. Mà Hán Vương chính là một kẻ biến thái chuyên làm nhục phụ nữ, tiểu thư rơi vào tay Hán Vương nhất định sẽ phải chịu đau khổ. Diệp công tử, trước đây tiểu thư đã nói với tôi về anh,
xin anh hãy cứu tiểu thư nhà tôi. Tiểu Thanh nhìn Diệp Phàm, không ngừng cầu xin. Tiểu Phàm ca ca, hãy giúp thượng quan tiểu thư đi. Đường Sở Sở nhìn không được nói. Dẫn tôi đến phủ Hán Vương, Diệp Phàm nói thẳng. Sau đó Tiểu Thanh dẫn Diệp Phàm tới đó. Hán Vương là một trong 8 vị vương của Long Quốc, đồng thời cũng là kẻ biến thái nhất. Hán Vương này thích nhất là sắc đẹp, hơn nữa còn thích thực hiện đủ loại tra tấn biến thái đối với phụ nữ, danh tiếng xấu xa của ông ta nổi tiếng khắp đế đô, đến nỗi tiểu thư của các gia tộc không dám xuất hiện trước mặt Hán Vương vì sợ bị ông ta nhắm trúng. Thế nhưng với địa vị và quyền lực của Hán Vương nên không ai dám nói gì ông ta. Lúc này, trong một căn phòng ở phủ Hán Vương, thượng quan Lưu Ly đang bị trói trên một cái giá hình người, trước mặt đặt một đống dụng cụ biến thái. Có 2 người đàn ông ngồi ở một bên, một người đã lớn tuổi, mặc áo sơ mi trắng, toát ra hơi thở rất dâm đãng. Ông ta chính là Hán Vương. Người còn lại thì trẻ tuổi, để tóc dài, ánh mắt mang theo sự nham hiểm, khiến người khác cảm thấy gã ta khá nguy hiểm. Tây Môn thiếu gia, cậu cảm thấy nữ nhân này như thế nào? Hán Vương hỏi tên trẻ tuổi. Không tệ, khá tốt đấy. Gã ta gật đầu. Gã ta chính là đại thiếu Tây Môn Vũ của Tây Môn Phiệt, mà Tây Môn Phiệt đứng thứ 2 trong cửu phiệt của Long Quốc. Hán Vương được một tay Tây Môn Phiệt nâng đỡ, sở dĩ thích mỹ nhân phần lớn là do đưa cho vị đại thiếu Tây Môn này. Tây Môn Vũ đứng dậy, đi đến trước mặt thượng quan Lưu Ly, đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của cô ta, cảm thán, đúng là quốc sắc thiên hương. Bỏ tay ra, thượng quan Lưu Ly lạnh lùng hét lên. Ồ, lại còn là nữ nhân đanh đá, được lắm, nữ nhân như vậy chơi đùa mới thú vị chứ. Bảo bối, hôm nay tôi sẽ cho em biết cảm giác thế nào là phụ nữ chân chính. Tây Môn Vũ cười đê tiện rồi lập tức cởi quần áo của thượng quan Lưu Ly. Không xong rồi. Đột nhiên, có một tiếng kêu gấp gáp từ bên ngoài vang lên. Có chuyện gì vậy? Tây Môn Vũ khẽ cau mày, không hài lòng nói. Tôi đi xem. Hán Vương vội vàng đi mở cửa, nhìn thuộc hạ quát, bổn vương không phải đã bảo không có việc gì thì đừng quấy rầy bổn vương sao? Muốn chết à? Vương gia, có người xông vào phủ, thuộc hạ vội vàng nói. Xông vào? Ai dám xông vào? Đang nói nhảm cái gì vậy? Đây là phủ Hán Vương, ở đây ai dám gây sự chứ? Hán Vương ngạc nhiên hỏi. Tôi dám, đột nhiên, có một giọng nói âm trầm từ xa truyền đến. Một đám hộ vệ của Hán Vương bay tới, đập xuống đất không ngừng nôn ra máu, trong khi Diệp Phàm từng bước đi về phía trước, tản ra sát khí lạnh lẽo. Cậu là ai? Dám đột nhập vào vương phủ của bổn vương, lá gan cũng lớn đó. Người đâu, giết hắn. Hán Vương hét lớn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lúc này, toàn bộ cường giả do Hán Vương bồi dưỡng liền xuất hiện ở đây, trong đó có rất nhiều cường giả có tên trong bảng tông sư. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm rồi trực tiếp ra tay. Cút, Diệp Phàm quát lên. Chỉ một chữ ngắn gọn đã áp đảo tất cả. Phồng phập. Đám cường giả của Hán Vương ngay lập tức bị trấn áp tại chỗ, quỳ rạp xuống đất, điên cuồng nôn ra máu. Hán Vương nhìn thấy cảnh này thì rất kinh hãi. Cậu, ông ta nhìn Diệp Phàm nhưng không thể thốt lên lời. Trong phòng, Tây Môn Vũ nhìn chằm chằm vào thượng quan Lưu Ly, bảo bối, không sao đâu, chúng ta tiếp tục nào. Vừa nói gã ta vừa xé quần áo của thượng quan Lưu Ly, để lộ ra làn da trắng nõn. Nếu anh dám động vào tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. Thượng quan Lưu Ly hét lên. Tự sát? Không sao cả, em chết rồi, thân thể của em vẫn còn có thể chơi đùa được. Tây Môn Vũ lộ ra nụ cười biến thái. Thượng quan Lưu Ly nghe vậy, thân thể bất giác run lên, cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng. Nào, bảo bối. A. À. Ngay khi Tây Môn Vũ lao về phía thượng quan Lưu Ly, thì đột nhiên có một tiếng hét căm phẫn vang lên. Ngoài phòng, Diệp Phàm nghe được tiếng hét này, hai mắt liền nheo lại, đang định xông vào phòng, kết quả. Ầm. Một tiếng nổ rung trời phát ra từ trong căn phòng, khiến ngôi nhà trực tiếp nổ tung. Hán Vương chưa kịp phản ứng đã bị luồng năng lượng đáng sợ từ trong phòng bộc phát, đập mạnh xuống đất, chết ngay tại chỗ. Diệp Phàm nheo ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn vung tay ngăn cản lực lượng phát ra từ trong căn phòng. Những cường giả võ đạo bị áp chế quỳ trên mặt đất khi chịu phải lực lượng này, không chết thì cũng tàn phế. Một lúc sau, năng lượng đáng sợ kia mới tản đi. Thượng quan Lưu Ly đứng đó, ngọn lửa quanh người cháy bừng bừng như một quả cầu đầy màu sắc, tản ra một cỗ uy thế vô cùng đáng sợ. Tây Môn Vũ bị ngọn lửa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Đại thiếu gia. Lúc này, một cường giả tông sư của Tây Môn Phiệt xuất hiện, hét lớn với Tây Môn Vũ, ông ta vội vàng xông tới, muốn dập lửa trên người của đối phương. Kết quả, ông ta vừa chạm vào người Tây Môn Vũ thì lửa trên người đối phương đã lan ra, cuối cùng cả hai người đều bị lửa thiêu rụi, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Cô chủ, chuyện này. Tiểu Thanh bị dọa tới ngây người nhìn thượng quan Lưu Ly. Lửa cháy mạnh thật. Diệp Phàm nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt trên người thượng quan Lưu Ly, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Uy lực của ngọn lửa này, cho dù là hắn cũng không chắc chắn có thể ngăn cản được. Vụt! Ngọn lửa trên người thượng quan Lưu Ly bỗng nhiên biến mất, cô nhắm chặt hai mắt rồi ngã xuống mặt đất. Chị! Tiểu Thanh vội vàng vào tới, Diệp Phàm cũng đi tới trước mặt thượng quan Lưu Ly, kiểm tra thân thể. Cô chủ nhà cô không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một chút là được. Diệp Phàm nói. Hắn ôm thượng quan Lưu Ly trở về tử đàn nhất phẩm. Chuyện xảy ra ở phủ Hán Vương rất nhanh đã truyền ra ngoài, khiến cho cả đế đô bàn tán sôi nổi. Cái gì? Hán Vương chết rồi. Vậy Lưu Ly thì sao? Ở nhà thượng quan Hồng ngạc nhiên nói. Không biết, hiện trường không thấy thi thể đại tiểu thư. Tên thuộc hạ báo cáo. Không có, lẽ nào nó còn sống? Sao có thể như vậy được? Thượng quan Hồng nhíu mày. Liệu cái chết của Hán Vương có liên quan gì tới nó không? Đột nhiên, thượng quan phu nhân lên tiếng. Nếu cái chết của Hán Vương có liên quan tới con bé, vậy thì nhà thượng quan chúng ta sẽ gặp phiền phức. Vẻ mặt thượng quan Hồng ngưng trọng, ông ta nhìn thuộc hạ nói, lập tức phái người đi ra ngoài, bất cứ giá nào cũng phải tìm được con bé, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rõ. Thuộc hạ gật đầu. Bên trong Tây Môn Phiệt. Gì cơ, Vũ Nhi chết rồi. Là ai làm? Ta muốn hắn sống không bằng chết. Sau khi Phiệt chủ Tây Môn Phiệt nhận được tin con trai mình chết, ông ta vô cùng tức giận. Chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Biệt thự số 01 của tử đàn nhất phẩm. Thượng quan Lưu Ly tỉnh lại. Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Tiểu Thanh nhìn thấy thượng quan Lưu Ly tỉnh lại thì kích động nói. Tiểu Thanh, chị đang ở đâu đây? Thượng quan Lưu Ly nghi ngờ nói. Ở nhà tôi, lần trước cô cũng ngủ ở đây một đêm, nhanh như vậy đã quên rồi à? Diệp Phàm đi tới, thản nhiên nhìn thượng quan Lưu Ly nói. Diệp công tử, sao tôi lại ở đây? Thượng quan Lưu Ly ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Thị nữ nhà cô tìm tôi tới cứu cô, không ngờ không giây phút quan trọng cô lại thức tỉnh sức mạnh đặc biệt, hai người kia đều chết rồi. Diệp Phàm nói. Lúc này, thượng quan Lưu Ly nhớ lại chuyện lúc trước, ánh mắt lóe lên. Cảm ơn anh. Ngay sau đó, thượng quan Lưu Ly cảm ơn Diệp Phàm. Cô nghỉ ngơi một lúc đi. Diệp Phàm xoay người bước ra ngoài. Lực lượng trong cơ thể của cô ấy rất mạnh. Lâm Thi Âm nhìn Diệp Phàm nói. Cô ấy ở đây đương nhiên là thượng quan Lưu Ly. Cô gái này có lẽ là đã thức tỉnh một loại thể chất cường đại nào đó, mới đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Diệp Phàm phân tích. Anh Tiểu Phàm, em định ngày mai trở về Thiên Hải, anh tính bao giờ về? Lúc này, Đường Sở Sở đi tới bên cạnh Diệp Phàm nói. Nhanh vậy đã phải về rồi à? Diệp Phàm hỏi. Vâng, công ty bên Thiên Hải có không ít chuyện chờ em tới xử lý. Anh Tiểu Phàm, nếu anh có việc chưa làm xong thì về sau cũng được. Đường Sở Sở nói. Anh còn một số chuyện cần phải xử lý, mấy hôm nữa sẽ về. Diệp Phàm lên tiếng. Hắn sắp phải tham dự giải thi đấu bảng thanh, vậy nên không thể trở về Thiên Hải được. Được, vậy anh làm xong rồi về. À đúng rồi, thứ sáu tuần sau là sinh nhật của mẹ em định tổ chức chúc mừng bà, anh nhớ tới nhé. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm nói. Ừ, anh nhớ rồi. Diệp Phàm gật đầu. Mặc dù hắn không ưa người mẹ kia của Sở Sở, nhưng ai bảo đối phương là mẹ vợ hắn chứ, cũng phải nhịn thôi. Cùng lúc này, nhà họ Mai, một trong thập đại thế gia ở đế đô. Không ngờ Long Vương lại dạy dỗ ra một người đệ tử thiên tài như vậy. Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng đơn giản, khí chất tao nhã phong độ nói. Gia chủ, căn cứ theo điều tra, Kim Thiên Sư bị hắn ta giết chết. Lần này, nếu không phải hắn thì Điện Long Vương đã bị chúng ta khống chế rồi. Người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đứng trước mặt nói. Người này mạnh như vậy, nếu có thể làm việc cho chúng ta, thì... Trong mắt người đàn ông này lóe lên tia sáng sâu thẳm. Gia chủ, thực lực của người này mạnh như vậy, hơn nữa còn là đệ tử của Long Vương,
muốn khống chế hắn, sợ là cũng không dễ. Người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nói. Con cờ ở Điện Long Vương cũng nên dùng rồi. Người đàn ông nói. Đối phương lập tức hiểu ý nói, thuộc hạ đã rõ. Căn cứ theo điều tra, có mấy viên ngọc rồng đang ở trong tay thiếu chủ Điện Long Vương, giải thi đấu bảng thanh được tổ chức vào ngày mốt cũng sẽ xuất hiện một viên ngọc rồng. Người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nói. Mấy viên ngọc trong tay thiếu chủ Điện Long Vương cũng không cần vội, sớm muộn gì cũng lấy được, còn viên ở cuộc tranh tài ở bảng thanh, nhất định phải đoạt được. Người đàn ông lạnh lùng, giọng điệu chắc chắn không thể nghi ngờ. Bên trong Đông Phương Phiệt. Phiệt chủ Đông Phương Phiệt, Đông Phương Hách nghe Đông Phương Chiến báo cáo thì nhíu mày. Phiệt chủ, thuộc hạ vô năng, không mang được người về, xin Phiệt chủ trách phạt. Đông Phương Chiến quỳ gối nói. Trách phạt có tác dụng thì ta đã trách phạt rồi. Đông Phương Hách lạnh giọng nói, hơn nữa lần này không phải lỗi của ông, nếu tên thiếu chủ Điện Long Vương có thể giết chết được Hộ Quốc Chí Tôn thì hắn ta không phải là người mà ông có thể đối phó. Phiệt chủ, hiện giờ tên kia đã nương nhờ Điện Long Vương, chúng ta nên làm gì? Đông Phương Chiến trầm giọng nói, kẻ này trước đó còn giết Hách Liên Bá, đánh bại Vũ Thiên Khiếu, thực lực mạnh mẽ, sợ là không dễ đối phó như vậy. Đông Phương Hách lắc đầu. Hắn tuổi còn trẻ sao có thể mạnh như vậy? Lúc này, nội tâm Đông Phương Chiến sinh ra một tia tuyệt vọng. Bây giờ, khoan hẵng quan tâm tới hắn ta, ngày kia sẽ tổ chức cuộc so tài bảng thanh, đây mới là chuyện quan trọng, trận thi đấu lần này rất có ý nghĩa, Đông Phương Phiệt chúng ta phải lấy được hạng nhất. Đông Phương Hách trầm giọng nói. Đáng tiếc, nếu đại thiếu. Được rồi, tôi không muốn nghe tới thằng bé nữa, Đông Phương Hách không chỉ có một đứa con thiên tài. Đông Phương Chiến đang định nói gì thì bị Đông Phương Hách lạnh lùng ngắt lời. Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Diệp Phàm tự mình đưa Đường Sở Sở và thư ký Tôn Tiểu Tiểu ra sân bay. Lần này, Diệp Phàm để Đại Hổ, Nhị Hổ, Natasha Romanoff vừa tăng thực lực, U Ảnh và thập đại cao thủ ảnh bộ đi cùng Đường Sở Sở về Thiên Hải, làm hộ vệ, bảo vệ an toàn cho cô. Sau đó, Diệp Phàm trở về tử đàn nhất phẩm. Hắn vừa trở lại tử đàn nhất phẩm đã thấy một đám người đứng trong biệt thự số 1, bọn họ chính là Thượng quan Hồng và người của nhà Thượng quan. Thượng quan Lưu Ly, cái chết của Hán Vương có liên quan gì đến mày không? Hôm qua ở phủ Hán Vương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Hồng nhìn Thượng quan Lưu Ly quát. Không ngờ câu đầu tiên ông tới tìm tôi lại hỏi về chuyện này, xem ra ông đã không còn coi tôi là con gái của ông. Cũng đúng, nếu ông xem tôi là con gái thì sao có thể tặng tôi cho một gã cầm thú như Hán Vương? Thượng quan Lưu Ly tự giễu, ánh mắt toát ra vẻ bi thương. Tao không muốn phí lời với mày, rốt cuộc cái chết của Hán Vương có liên quan tới mày hay không? Thượng quan Hồng lớn tiếng quát. Không phải do ông sợ Hán Vương chết có liên quan tới tôi, khi đó sẽ liên lụy tới nhà thượng quan sao? Như ông mong muốn, Hán Vương là do tôi giết đấy. Thượng quan Lưu Ly nói thẳng. Phút. Nghe vậy, cơ thể Thượng quan Hồng run lên, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ngưu hại vương gia, đây là tội lớn liên lụy tới cửu tộc, mày. Phụt. Lúc này, Thượng quan Hồng bị tức đến hộc máu. Ông không phải lo, kể từ ngày hôm nay, Thượng quan Lưu Ly tôi không còn là người của nhà Thượng quan nữa, tôi cũng chẳng phải con gái của Thượng quan Hồng. Thượng quan Lưu Ly lạnh lùng nói. Mày. Thượng quan Hồng trừng mắt nhìn Thượng quan Lưu Ly. Nói, bắt nó lại. Đám người nhà thượng quan trực tiếp xông về phía thượng quan Lưu Ly, kết quả bị cỗ uy thế tản ra từ trên người cô đánh bay ra ngoài, bao gồm cả thượng quan Hồng cũng bị đánh bay. Bây giờ tôi đã không còn là người mà ông có thể tùy ý thao túng. Mang theo người của ông, lập tức cút khỏi đây. Thượng quan Lưu Ly nhìn thượng quan Hồng quát. Mà thượng quan Hồng bị màn thể hiện của thượng quan Lưu Ly làm cho kinh sợ, ánh mắt ông ta lóe lên, được thuộc hạ đỡ dậy rời khỏi nơi này. Làm tốt lắm. Diệp Phàm đi tới, vỗ tay nhìn thượng quan Lưu Ly. Diệp công tử. Hôm qua, đa tạ anh đã ra tay. Thượng quan Lưu Ly nhìn Diệp Phàm cảm tạ. Không cần phải khách khí. Diệp Phàm tùy ý nói, hắn nhìn đối phương, tiếp theo cô có tính toán gì không? Không biết, định ra ngoài đi dạo một chút, ngắm nhìn cảnh đẹp non sông của Long Quốc. Thượng quan Lưu Ly đáp. Ý tưởng không tệ. Diệp Phàm gật đầu. Sau đó, thượng quan Lưu Ly dẫn theo thị nữ, từ biệt Diệp Phàm rồi rời khỏi. Diệp Phàm thu dọn xong, chuẩn bị cùng Lâm Thi Âm đi Thái Sơn. Ngày mai, cuộc so tài bảng thanh sẽ được tổ chức ở Thái Sơn.
Trước khi xuất phát, Diệp Phàm đã tới một nghĩa trang. Một cô gái tóc trắng đang quỳ trước ngôi mộ, cô gái đó chính là Cơ Như Yên, trước mặt cô là mộ của Trần Sư Sư. Từ khi trở lại đế đô, chôn cất xong thi thể Trần Sư Sư, đã rất nhiều ngày Cơ Như Yên vẫn quỳ ở đây. Đã nhiều ngày như vậy, đã đến lúc phải bước ra ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu không, với bộ dáng này của cô thì linh hồn mẹ cô sao có thể yên nghỉ được. Diệp Phàm nhìn Cơ Như Yên nói. Cơ Như Yên dập đầu ba cái trước mộ của mẹ rồi đứng dậy. Xin lỗi, thiếu chủ. Cơ Như Yên nhìn Diệp Phàm nói. Không cần nói xin lỗi. Đúng lúc tôi phải tới nơi khác, cô đi cùng tôi, xem như giải sầu. Diệp Phàm nói. Được. Cơ Như Yên gật đầu. Tiếp đó, Diệp Phàm dẫn theo Cơ Như Yên và Lâm Thi Âm đi về hướng Thái Sơn, chuẩn bị tham gia trận đấu bảng thanh. Hắn vừa đi Thái Sơn đã hấp dẫn sự chú ý của các phe. Nội các ở đế đô. Thông báo cho bọn họ chuẩn bị ra tay, để Thái Sơn thành nơi an táng của hắn ta đi. Đại trưởng lão nội các trực tiếp ra lệnh. Căn cứ chiến khu trung bộ. Từ Diễn nghe thuộc hạ báo cáo thì híp mắt lại, hắn ta đi Thái Sơn rồi, chẳng lẽ là muốn tham gia giải thi đấu bảng thanh. Xem ra là ông trời đang giúp chúng ta rồi. Từ Diễn cười lạnh, ánh mắt nhìn thống soái của chiến khu trung bộ Thu Minh, lập tức triệu tập 10 vạn đại quân, chuẩn bị bao vây Thái Sơn, lần này tôi muốn Thái Sơn trở thành nơi chôn thân của hắn ta. Kẻ này có thể giết tôn chủ, chỉ sợ 10 vạn đại quân cũng khó mà bắt được hắn. Thu Minh lo lắng nói. Yên tâm, tôi đã tìm người tới đối phó với hắn, 10 vạn đại quân này chỉ dùng để uy hiếp, ngăn không cho hắn bỏ chạy thôi. Từ Diễn lạnh lùng nói. Nhà họ Sở. Sở Quân Lâm cũng nhận được tin tức Diệp Phàm đi Thái Sơn. Hắn ta muốn tham gia giải thi đấu bảng thanh. Đây là cơ hội để đánh bại hắn trước mặt mọi người, dẫm hắn dưới chân, sau đó sẽ nói cho những người kia biết hắn là con trai của Cuồng Long, tới khi đó cảnh tượng nhất định sẽ rất đặc sắc. Sở Quân Lâm cười ma mị, anh ta nhìn thuộc hạ nói, đi thông báo, để cửu ca tới Thái Sơn xem kịch hay. Ở một nơi khác của nhà họ Sở. Ánh mắt Sở Thiên lóe lên, tên kia muốn tham gia giải đấu bảng thanh. Sở Quân Lâm nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội biểu hiện lần này, đúng lúc, đây cũng là cơ hội cho ta. Chắc chắn Đường Sở Sở đã về Thiên Hải chưa? Sở Thiên hỏi thuộc hạ. Chắc chắn. Tên thuộc hạ đáp. Tốt, theo ta đi Thiên Hải. Lần này phải tóm được cô ta, tới khi đó với sự trợ giúp của cơ thể huyền âm thì nhất định sẽ vượt mặt Sở Quân Lâm, trở thành người thừa kế đứng đầu của gia tộc họ Sở. Ánh mắt Sở Thiên lóe lên nói. Điện Thiên Thần ở ngoại vực. Giải đấu bảng thanh cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Chúng ta nên hành động thôi. Điện chủ Điện Thiên Thần nở nụ cười đầy suy tính. Trong cung điện tối tăm nào đó ở châu Âu, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngày mai, đồ sát bảng thanh, diệt võ minh. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm trời đất. Dưới chân núi Thái Sơn, trong một thị trấn nhỏ. Diệp Phàm, Lâm Thi Âm và Cơ Như Tuyết đã đến đây. Cuộc thi thanh bảng sẽ được tổ chức tại trụ sở chính của võ minh trên núi Thái Sơn. Nhưng trước khi cuộc thi bắt đầu, không ai được phép đặt chân lên núi Thái Sơn. Những người đến tham gia cuộc thi thanh bảng chỉ có thể ở lại thị trấn nhỏ này, hoặc là ở nơi khác của Thái Sơn. Đương nhiên, Diệp Phàm không có tiết lộ thân phận là thiếu chủ của võ minh, nếu không hắn đã có thể trực tiếp đi lên Thái Sơn. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng không muốn tiết lộ thân phận thiếu chủ võ minh của mình, nên đành phải đến đây ở tạm. Có lẽ bởi vì cuộc thi thanh bảng ngày mai, nên lúc này gần như tất cả người trong thị trấn này đều là võ giả, ngay cả một người bình thường cũng không nhìn thấy được. Ba người Diệp Phàm tới một quán trọ, dự định thuê phòng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên núi. Thưa ngài, thật ngại quá, nhà trọ của chúng tôi chỉ còn một phòng thôi. Cô gái ở quầy lễ tân nhìn Diệp Phàm rồi nói. Chỉ còn một phòng thôi à? Diệp Phàm cau mày, nhìn hai cô gái nói, vậy chúng ta đổi chỗ đi. Thưa anh, bây giờ nhà trọ và khách sạn trong thị trấn nhỏ này gần như đều kín chỗ rồi, nếu anh đổi đi nơi khác, thì có lẽ ngay cả một gian phòng cũng không có. Cô nhân viên lễ tân nói. Một phòng thì một phòng. Cơ Như Yên trực tiếp nói. Thi Âm, cô thấy được không? Diệp Phàm liếc nhìn Lâm Thi Âm, cô ấy gật đầu. Lập tức, Diệp Phàm nói, được, vậy chúng tôi lấy phòng này đi. Bổn tiểu thư muốn căn phòng này. Đột nhiên một tiếng hét vang lên, một người phụ nữ cầm roi dài với thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo cùng bốn người tùy tùng đi đến đây, nói thẳng với cô gái ở quầy lễ tân.
Thưa cô, phòng này đã. Tôi đã nói với cô là tôi muốn căn phòng này, cô không hiểu sao. Ngay khi nhân viên lễ tân mở miệng, người phụ nữ đã hét lên một cách lạnh lùng, với vẻ mặt mạnh mẽ. Nhóc con, cô có biết ai đến trước được phục vụ trước không? Diệp Phàm liếc nhìn người phụ nữ này, bất mãn nói. Anh gọi ai là nhóc con? Người phụ nữ kia nhướng mày, vẻ mặt ngạo mạn trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Bốp! Đột nhiên, Cơ Như Yên tát vào mặt cô ta một cái, khiến người phụ nữ văng ra ngoài. Trải qua một loạt sự kiện trong trước đó, bây giờ Cơ Như Yên không còn quyến rũ như trước nữa, mà lại lạnh nhạt hơn, giống như một người đẹp lạnh lùng, hành động cũng vô cùng dứt khoát. Tiểu thư! Bốn người hầu do người phụ nữ mang đến nhìn tiểu thư nhà mình bị đánh, sắc mặt biến đổi, đều hét lên. Đồ khốn nạn, sao cô dám đánh tôi? Giết cô ta cho tôi. Người phụ nữ bị Cơ Như Yên tát vào mặt đang nằm trên đất, che mặt lại, vẻ mặt tức giận nhìn Cơ Như Yên rồi giận dữ hét lên. Bốn người hầu kia trực tiếp lao về phía Cơ Như Yên, họ đều là cao thủ địa cảnh, nhưng trước mặt Cơ Như Yên, họ không khác gì người thường. Cơ Như Yên trực tiếp ra tay, đánh gãy cổ cả bốn người này. Xoẹt! Nhìn thấy cảnh tượng này, người phụ nữ kia sững sờ. Những võ giả khác trong quán trọ này đều bị sốc. Cô gái này mạnh mẽ như vậy, cô ấy đến từ gia tộc tông môn nào? Một lúc sau, những người khác trong quán trọ nhìn Cơ Như Yên và bắt đầu bàn tán sôi nổi. Cô chờ đó cho tôi. Người phụ nữ nhìn Cơ Như Yên, sợ hãi hét lên, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài. Sau chuyện nhỏ này, ba người Diệp Phàm vào ở một căn phòng. Trong phòng, Diệp Phàm nhìn chiếc giường duy nhất, nói với hai cô gái. Hai người ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn. Thiếu chủ, sao có thể để anh nghe dưới sàn được, để tôi ngủ dưới sàn, anh và Lâm tiểu thư ngủ trên giường đi. Cơ Như Yên nói. Khuôn mặt Lâm Thi Âm đột nhiên đỏ lên, trong mắt có chút ngượng ngùng. Nghe lời tôi, hai người ngủ trên giường đi. Diệp Phàm lắc đầu. Cuối cùng, vẫn là Diệp Phàm ngủ dưới sàn, Lâm Thi Âm và Cơ Như Yên ngủ trên giường. Nhưng mặc dù ngủ dưới sàn, nhưng vẫn ở chung phòng với hai người đẹp, điều này khiến trong lòng Diệp Phàm có chút gợn sóng. Trằn trọc hồi lâu, Diệp Phàm vẫn chưa ngủ được, hắn đứng dậy đi ra ban công hóng gió. Xoẹt! Đột nhiên, Diệp Phàm chú ý tới phía xa, có một người phụ nữ che mặt đang chạy nhanh trên đường, phía sau có một đám người đuổi theo. Trong nháy mắt, người phụ nữ che mặt đã chạy vào một con hẻm, không có lối thoát. Tiếp tục chạy đi! Nhóm người trực tiếp chặn đường người phụ nữ che mặt ở đây, hừ lạnh. Đem đồ dao ra đây. Nhóm người này nhìn người phụ nữ che mặt và hét lên. Mà phía sau lưng người phụ nữ này còn đang quẩy một cái túi, đối phương ôm chặt túi, lạnh lùng quát, đừng có mơ. Không biết tốt xấu, lên. Nhóm người này định trực tiếp tấn công người phụ nữ che mặt. Một nhóm đàn ông trưởng thành ban đêm ức hiếp phụ nữ, không thấy xấu hổ sao. Đột nhiên. Một giọng nói phát ra từ phía sau nhóm người này. Khi họ quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở đây, chính là Diệp Phàm. Muốn xen vào việc của người khác à? Một người trong đó nhìn Diệp Phàm, hét lớn. Tôi chỉ không thể chịu nổi khi thấy nhiều người như vậy bắt nạt một người phụ nữ, điều này không phải làm cánh đàn ông mất mặt sao? Diệp Phàm bĩu môi. Tao nghĩ là mày đang muốn tìm đường chết, giết nó. Người đàn ông hét lên. Ngay lập tức, một người trong số họ cầm dao chém về phía Diệp Phàm. Rắc! Diệp Phàm tiến lên một bước, trong nháy mắt bóp nát cổ họng người này. Khi Diệp Phàm giết chết người đàn ông này chỉ bằng một chiêu, sắc mặt của đám người kia cũng thay đổi. Tên này có tài nghệ phi thường, cùng nhau xông lên đi. Nhóm người này cùng nhau lao về phía Diệp Phàm. Bùm! Một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát ra từ trên người Diệp Phàm, trực tiếp đánh vào người của đám người này. Phụt phụt phụt. Ngay tức khắc, nhóm người này bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất, phun máu và chết ngay tại chỗ. Lúc này, khi người phụ nữ che mặt nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy ngây người và kinh ngạc đến choáng váng. Cô không sao chứ? Diệp Phàm nhìn người phụ nữ rồi bước tới. Anh đừng tới đây. Người phụ nữ cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đêm khuya, cẩn thận một chút. Diệp Phàm nhìn đối phương một cái, xoay người rời đi. Người phụ nữ nhìn Diệp Phàm rời đi, ánh mắt lóe lên, cô ấy cũng nhanh chóng rời đi. 3 phút sau, lại có một nhóm người áo đen xuất hiện ở đây, nhìn những thi thể trên mặt đất, bọn họ nhíu mày. Nội tạng toàn bộ bị đánh nát,
chân khí mạnh thật. Một người đàn ông mặc áo đen kiểm tra các xác chết và cau mày. Chẳng lẽ là một cường giả tông cảnh ra tay sao? Những người khác hỏi. Các người lập tức đi báo cáo chuyện này với chủ nhân, những người khác cùng tôi tiếp tục tìm kiếm. Người đàn ông mặc áo choàng đen lạnh lùng nói. Trong chớp mắt, một đêm đã trôi qua. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, các võ giả trong toàn thị trấn lần lượt bắt đầu lên núi. Diệp Phàm cùng hai cô gái cũng rời khỏi quán trọ, chuẩn bị lên núi, nhưng vừa rời khỏi quán trọ, họ đã gặp một người, chính là Đông Phương Hạo Thiên. Sao cậu lại tới đây? Diệp Phàm nhìn Đông Phương Hạo Thiên. Tôi cũng muốn tham gia cuộc thi thanh bảng. Đông Phương Hạo Thiên nói thẳng. Vậy được. Diệp Phàm gật đầu. Sau đó họ chuẩn bị cùng nhau lên núi nhưng lại bị chặn lại dưới chân núi. Xin hãy cho tôi xem thư mời của cậu. Dưới chân núi đứng một đám đệ tử võ minh, nhìn bốn người Diệp Phàm rồi nói. Thư mời. Tham gia cuộc thi thanh bảng còn cần thư mời sao? Diệp Phàm sửng sốt. Đương nhiên, cậu cho rằng ai cũng có thể tới tham gia cuộc thi thanh bảng sao? Nếu không có thư mời, xin vui lòng rời đi. Người bảo vệ hừ lạnh một tiếng. Diệp Phàm cau mày, đang muốn nói ra thân phận thì bóng dáng của Tạ Hạo xuất hiện ở đây, anh ta nhìn Diệp Phàm, hưng phấn nói, cậu Diệp, rốt cuộc anh cũng tới đây. Cậu đến vừa đúng lúc, cậu có thư mời không? Diệp Phàm nói, cậu Diệp, anh không có thư mời à? Cũng phải, cậu Diệp cũng không phải người đến từ giới võ đạo. Không sao, tôi có thư mời, tôi dẫn mọi người lên. Tạ Hạo nói, trực tiếp lấy ra một tấm thư mời đưa cho đệ tử võ minh, nói, bọn họ đều là bạn bè của tôi có thể mang bọn họ theo không? Được, được, mời Tạ công tử. Sau khi đệ tử võ minh đọc xong thư mời, vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nói với Tạ Hạo. Cậu Diệp, chúng ta đi thôi. Tạ Hạo nhìn Diệp Phàm nói. Dừng lại. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên. Người phụ nữ bị đánh ngày hôm qua mang theo một nhóm người đến đây, ánh mắt đầy uy hiếp nhìn Cơ Như Yên. Cha, đêm qua chính là cô ta đã đánh con, còn giết chết bốn người hầu của con. Người phụ nữ chỉ vào Cơ Như Yên và hét lên với một người đàn ông bên cạnh. Dám đánh con gái của Liêu Trường Phong này, cô cũng gan thật đấy. Bây giờ tôi ra lệnh cho cô hãy quỳ xuống trước mặt con gái tôi, nếu không hôm nay sẽ là ngày giỗ của cô. Người đàn ông nhìn Cơ Như Yên và hét lên. Muốn người của tôi quỳ xuống, ông là cái thá gì? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương, khinh thường nói. Xoẹt. Sắc mặt người đàn ông kia lạnh lùng, đang muốn tấn công Diệp Phàm, nhưng Tạ Hạo đã đứng dậy hét lớn, ông đừng có lộn xộn. Tên nhãi danh từ đâu tới, cút sang một bên đi. Người đàn ông khinh thường nhìn Tạ Hạo. Ông bảo ai cút sang một bên. Đột nhiên, một giọng nói mạnh mẽ vang lên bên tai người đàn ông. Khi giọng nói mạnh mẽ truyền vào tai người đàn ông, cơ thể ông ta run lên, cảm giác dùng mình không thể lý giải được. Liêu Trường Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên khoác áo choàng dài, để râu ria tóc rối bời, lôi thôi lếch thếch đi tới. Vụt! Liêu Trường Phong nhìn thấy người đàn ông trung niên nhếch nhác này thì đồng tử co rút lại, vẻ mặt lập tức thay đổi, dáng vẻ kiêu ngạo phách lối vừa rồi đã không còn, lập tức từ diều hâu biến thành gà con, hắn cung kính nói với người đàn ông, Tạ gia, ngài, sao ngài lại tới đây? Làm sao, tôi không thể tới. Người đàn ông lôi thôi lếch thếch liếc mắt nhìn Liêu Trường Phong, đối phương dùng mình, vội vàng nói, có thể, đương nhiên có thể. Vừa rồi ông kêu ai cút sang một bên. Người đàn ông nhìn Liêu Trường Phong nói. Hắn ta. Theo bản năng, Liêu Trường Phong nhìn về phía Tạ Hạo, kết quả ý thức được có chỗ nào đó không đúng thì đã muộn, chỉ thấy bàn chân to sai 48 trực tiếp đạp tới. Bịch. Người đứng đầu nhà họ Liễu, gia tộc hạng nhất của giới võ đạo bị đạp bay ra ngoài, rơi xuống đất rồi hộc máu. Những võ giả của các thế lực ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì hoảng sợ. Con gái Liêu Trường Phong bị dọa tới ngây người. Cô ta vội vàng lao tới trước mặt cha mình, cha, cha không sao chứ? Ông dám đánh cha tôi, ông có biết cha tôi là ai không? Cô ta tức giận nhìn người đàn ông lôi thôi lếch thếch. Câm miệng. Liêu Trường Phong nghe con gái nói vậy thì lập tức tát cho cô ta một bạt tai, mắng con gái rồi nhìn về phía người đàn ông, Tạ, Tạ gia, con gái tôi rốt nát, mạo phạm tới ngài, xin ngài thứ tội. Mau cút đi. Trướng mắt. Người đàn ông không khách khí nói. Liêu Trường Phong không dám nhiều lời, lập tức mang theo con gái còn đang ngơ ngác rời khỏi đây. Cha, sao cha lại tới đây? Lúc này,
Tạ Hạo ngạc nhiên đi tới trước mặt người đàn ông. Còn không phải sợ con bị người khác bắt nạt à, nhìn con mà xem, không ngờ lại bị người ta bắt nạt thật, đúng là làm mất mặt ông đây. Người đàn ông nhìn Tạ Hạo với vẻ mặt ghét bỏ. Cha, rõ ràng là cha làm mất mặt con mới đúng, nhìn bộ dáng của cha đi, không biết còn tưởng tên ăn mày nào cơ đấy, con cũng ngại nói với người khác cha là cha của con. Tạ Hạo đánh giá người đàn ông, nói vẻ mặt bất đắc dĩ. Sao nào, cánh còn chưa mọc cứng cáp đã bắt đầu ghét bỏ cha anh rồi à? Người đàn ông nhéo tai Tạ Hạo. Cha, con sai rồi, đau, đau. Tạ Hạo vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, người đàn ông buông Diệp Phàm ra, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, vẻ mặt ông đột nhiên thay đổi. Cha, con giới thiệu một chút, đây là người có thực lực rất mạnh mà con từng nhắc tới, Diệp Phàm. Diệp Thiếu, đây là cha của tôi, Tạ Thiên Bá. Tạ Hạo giới thiệu hai người với nhau. Cậu họ Diệp. Ánh mắt Tạ Thiên Bá lóe lên nhìn về phía Diệp Phàm. Đúng thế. Diệp Phàm gật đầu. Diệp Thiên Long là cha cậu. Tạ Thiên Bá lại hỏi. Vụt. Nghe Tạ Thiên Bá hỏi, ánh mắt Diệp Phàm khựng lại, hắn ngạc nhiên nhìn đối phương, ông biết cha tôi. Quả nhiên, tôi nói mà, sao có thể giống như vậy được. Tạ Thiên Bá tự lẩm bẩm. Cha, sao cha lại quen với cha của Diệp Phàm? Tạ Hạo tò mò nhìn Tạ Thiên Bá. Chuyện của người lớn, con nít đừng có xen mồm vào. Tạ Thiên Bá trợn mắt nhìn con trai, sau đó ông nói với Diệp Phàm, lúc trước nghe nói cả nhà cậu bị người ta giết sạch, không ngờ cậu vẫn còn sống, vậy chắc là cha cậu vẫn còn sống nhỉ? Cha tôi chết rồi. Diệp Phàm trầm giọng đáp. Chết rồi, vẻ mặt của Tạ Thiên Bá thay đổi, ông cảm thán, không ngờ đường đường là cuồng long lại rơi vào kết cục như vậy, ai? Cậu cũng tới tham gia giải đấu bảng thanh. Tạ Thiên Bá tiếp tục hỏi, Diệp Phàm gật đầu. Năm đó cha cậu ra tay đã kinh động khắp nơi, vượt mặt đàn áp không ít thiên kiêu, không biết hôm nay có được chứng kiến cảnh tượng như khi xưa không? Tạ Thiên Bá nhìn Diệp Phàm với ánh mắt thích thú. Năm đó cha tôi thật sự lợi hại như vậy à? Lúc này, vẻ mặt Diệp Phàm tò mò hỏi. Qua những gì Long Chiến Thiên, Phàn Long nói, Diệp Phàm biết cha mình có biệt hiệu là Cuồng Long, thực lực không phải dạng vừa. Nhưng nghe những lời của Tạ Thiên Bá, hắn xác nhận cha mình không hề tầm thường. Vậy mà trong ấn tượng của Diệp Phàm, cha hắn chỉ là một người bình thường, nhìn không giống cao thủ võ đạo. Xem ra, cậu không hiểu cha mình nhỉ. Cha cậu là người đã khiến tất cả thiên tài cùng thế hệ với ông ấy phải tuyệt vọng. Sức mạnh của ông ấy khó mà diễn tả được. Nhớ cảnh tượng năm đó, một mình ông ấy càn quét bảng long, tới tận bây giờ vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Tạ Thiên Bá cảm thán nói. Bảng Long. Ánh mắt Diệp Phàm khựng lại. Cậu không biết tới bảng Long nhỉ? Đó là bảng danh sách những cường giả mạnh nhất Long Quốc, có giá trị hơn rất nhiều so với bảng Thanh. Tạ Thiên Bá thản nhiên nói. Được rồi, cha, Diệp Thiếu, hai người đừng nói nữa, nhanh lên núi thôi, nếu không thì trận đấu bảng Thanh sẽ bắt đầu mất. Tạ Hạo ngắt lời. Đi thôi. Tạ Thiên Bá đáp một câu, bọn họ đi thẳng lên núi. Ngay sau khi bọn họ rời đi, không ít võ giả xung quanh bàn tán sôi nổi, người này là ai mà lợi hại như vậy, ngay cả người đứng đầu nhà họ Liêu cũng phải cung kính, sợ hãi ông ta như vậy. Ngay cả gia chủ nhà họ Tạ mà cũng không biết à. Nhà họ Tạ, ý ngươi là một trong năm gia tộc lớn đứng đầu giới võ đạo. Đúng vậy, ông ta chính là người cầm quyền của nhà họ Tạ Tạ Thiên Bá, người ngoài gọi với biệt hiệu Tạ gia, đây là người mà chúng ta không thể trêu chọc. Nếu đụng tới ông ta, cho dù là thế lực hàng đầu thì cũng sẽ bị ông ta tiêu diệt. Trong phút chốc, không ít người đều bị dọa sợ. Cùng lúc Diệp Phàm lên núi, ở căn cứ chiến bộ đế đô. Chiến khu trung bộ triệu tập 10 vạn đại quân đi Thái Sơn. Bọn họ muốn làm gì? Long Chiến Thiên giận dữ nói. Long Soái, căn cứ theo điều tra, em trai của Từ Long Tượng Từ Diễn đã nắm trong tay chiến khu trung bộ. Hiện tại Diệp Phàm đi Thái Sơn tham gia giải đấu bảng thanh. Hẳn là hắn ta muốn mượn cơ hội báo thù cho anh trai mình. Quân Đao đáp, chiến khu trung bộ là của Long Quốc, không phải của riêng hắn ta. Lập tức phái người đi thông báo chiến khu trung bộ lập tức trở về nơi đóng quân, không được tự tiện rời đi, ai không nghe lệnh thì xử lý theo quân pháp. Long Chiến Thiên trực tiếp ra lệnh. Bên phía chiến khu trung bộ đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với chúng ta. Quân Đao nói, lúc này, vẻ mặt Long Chiến Thiên trầm xuống, ông đứng dậy nói. Đi, theo tôi tới chiến khu trung bộ, tôi cũng muốn xem thử,
bọn họ có phải là đang làm phản rồi hay không. Nhưng mà, bọn họ mới vừa rời khỏi thì một đám người lập tức xông vào trong căn cứ, khống chế toàn bộ chiến sĩ ở đây. Long Chiến Thiên nhướng mày nhìn đám người này, các người là ai? Long Soái, tôi phụng mệnh Mộ Tôn Chủ đến đây thông báo cho ông, bởi vì sự thất trách của ông dẫn đến từ Tôn Chủ bị giết. Sau khi Mộ Tôn Chủ và các vị trí tôn bàn bạc và báo lên nội các, quyết định tạm dừng toàn bộ chức quyền trong tay ông, đợi điều tra rõ ràng thì sẽ có bố trí thích hợp, trong thời gian này, ông không được rời khỏi đế đô nửa bước. Một người đàn ông đi tới trước mặt Long Chiến Thiên đưa ra chứng minh thân phận. Long Soái là người đứng đầu chiến bộ, các người dám tạm dừng chức quyền Long Soái, vậy ai sẽ quản lý chiến bộ? Vẻ mặt Quân Đao trầm xuống, không cam lòng nói. Chiến bộ tạm thời sẽ do Mộ Tôn Chủ tiếp quản. Đối phương đáp, mấy vị trí tôn cũng vươn tay có hơi dài thì phải. Muốn khống chế chiến bộ cũng đâu dễ dàng như vậy. Long Chiến Thiên lạnh lùng quát. Long Soái, ông đang muốn chống lại mệnh lệnh của các vị trí tôn sao? Mộ Tôn Chủ có lệnh, nếu Long Soái dám chống đối không chấp hành mệnh lệnh, lập tức bắt lấy, tuyệt không nương tay. Người đàn ông lớn tiếng quát, trên người tản ra uy áp của một tông sư. Những người mà gã ta mang tới cũng bộc phát ra một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ. Mà Long Chiến Thiên thấy cảnh tượng này thì ánh mắt lóe lên, nói, nếu các vị trí tôn làm ra chiến trận lớn như vậy, tôi không tuân theo chẳng phải là quá không nể mặt các vị rồi hay sao? Tôi có thể tạm dừng tất cả chức quyền trong tay. Chiến bộ giao cho các người. Long Chiến Thiên nói. Sau đó, trong phòng của Long Chiến Thiên, Quân Đao lên tiếng, Long Soái, ông thật sự muốn giao chiến bộ cho bọn họ sao? Vậy chẳng phải đúng ý họ quá à? Bọn họ thấy Diệp Phàm giết chết Từ Long Tượng, cảm thấy bị uy hiếp nên mới vội vã bắt thủ lĩnh đứng về phe Diệp Phàm. Nếu không, tôi và Diệp Phàm liên thủ thì sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với địa vị của bọn họ. Long Chiến Thiên lạnh lùng nói. Vậy tiếp theo nên làm gì bây giờ? Quân Đao hỏi. Nếu bọn họ đã ra tay với tôi thì tất nhiên cũng sẽ ra tay với Diệp Phàm, cậu có thể thông báo cho Hắc Uyên. Bảo người của ông ta dẫn Long Hồn lập tức chạy tới Thái Sơn, bắt Tử Diễn, khống chế chiến khu trung bộ. Một khi Diệp Phàm gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể điều động lực lượng của chiến khu trung bộ để bảo đảm an toàn cho cậu ấy. Long Chiến Thiên dặn dò. Rõ. Quân Đao gật đầu. Sau đó, Long Chiến Thiên về nhà ở Đế Đô, bên ngoài có một đám thuộc hạ của Mộ Tôn Chủ trông coi. Người đàn ông ra lệnh cho Long Chiến Thiên lập tức gọi điện thoại, Tôn Chủ. Long Chiến Thiên đã trở lại nơi ở của ông ta, căn cứ chiến bộ đã bị khống chế, nhưng mà tôi vừa mới nhận được tin tức, người của Long Hồn đã rời khỏi đế đô đi tới chiến khu trung bộ. Nếu đã rời khỏi đế đô, vậy thì đừng để cho bọn họ có cơ hội trở lại. Nhân cơ hội này phải chặt đứt cánh tay trái cánh tay phải của Long Chiến Thiên. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói lạnh như băng. Rõ, thưa Tôn Chủ. Người đàn ông đáp, căn cứ chiến bộ Anh Quốc ở nước ngoài. Thưa tướng quân, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Lúc này, một gã mặc chiến phục đứng trước mặt người đàn ông trung niên dáng người thấp bé để rìa mép, mũi khoằm, hốc mắt trũng sâu báo cáo. Rất tốt, nhân dịp giải đấu bảng thanh, để giới võ đạo Long Quốc kết thù với bên chính phủ Long Quốc, khi đó chúng ta có thể rời đi lực chú ý của bọn họ, đại quân của 8 nước sẽ xâm lấn quy mô lớn, tin là không bao lâu sau sẽ có thể tóm gọn được Long Quốc, để lãnh thổ Anh Quốc chúng ta mở rộng. Thực hiện giấc mộng bá chủ. Ánh mắt người đàn ông trung niên hiện rõ vẻ suy tính, ông ta cười lạnh. Lúc này, vây quanh giải đấu bảng thanh là một trận bão táp sắp ập tới. Đỉnh Thái Sơn, ở chỗ này có những kiến trúc phục cổ, chính giữa là một sân thể dục lớn, lập một khối bia, bên trên viết hai chữ to, Võ Minh. Đây là Võ Minh. Làm lãnh tụ giới võ đạo Long Quốc, Võ Minh nằm trên đỉnh Thái Sơn, thống lĩnh toàn bộ giới võ đạo. Mỗi một lần tỷ võ thanh bảng cũng do Võ Minh phụ trách chủ trì. Nhưng mấy năm nay, Minh chủ Võ Minh biến mất, lực ảnh hưởng và sự thống trị của Võ Minh với giới võ đạo Long Quốc dần giảm xuống. Dù sao Võ Minh có thể trở thành lãnh tụ giới võ đạo Long Quốc đều dựa vào Võ Minh chí tôn Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông, Minh chủ Võ Minh, có rất nhiều danh hiệu như Võ Minh chí tôn, Võ Thần. Trong giới võ đạo Long Quốc, Cổ Tam Thông giống như một vị thần. Bởi vì có Võ Thần nên Võ Minh mới có được lực thống trị tuyệt đối. Hơn nữa toàn bộ Võ Minh là một liên minh được tạo thành từ rất nhiều thế lực và cao thủ, không phải một chỉnh thể. Bởi vậy Cổ Tam Thông biến mất, toàn bộ Võ Minh cũng chia năm xẻ bảy, khó có thể đoàn kết, làm cho lực ảnh hưởng và sự thống trị ở Long Quốc đang không ngừng giảm xuống.
bây giờ lực ảnh hưởng duy nhất của võ minh ở Long Quốc là cuộc thi thanh bảng. Tất cả thế lực từ khắp giới võ đạo đều tề tụ lại đây, ngoại trừ thế lực giới võ đạo, còn có rất nhiều thế lực khác xuất hiện, ví dụ như chín môn phiệt và người hoàng tộc. Thậm chí còn có không ít thế lực lánh đời. Nhiều người vậy sao? Khi đám người Diệp Phàm đi vào nơi này cũng rất ngạc nhiên. Lần này vì tăng lên lực ảnh hưởng của cuộc thi thanh bảng, võ minh gần như bỏ vốn gốc nên mới náo nhiệt như vậy. Tạ Thiên Bá cười nói. Vốn gốc gì? Diệp Phàm tò mò hỏi. Phần thưởng của cuộc thi thanh bảng lần này rất phong phú, từ top 2 đến top 10 đều sẽ có được một võ kỹ cao cấp của võ minh. Tạ Thiên Bá nói. Võ kỹ cao cấp? Diệp Phàm ngạc nhiên nói. Trong giới võ đạo, sau khi thực lực đạt đến địa cảnh sẽ từng bước bắt đầu tu luyện võ kỹ. Võ kỹ có thể tăng lên sức chiến đấu của một người, ví dụ như tượng long trưởng mà Từ Long Tượng từng thi triển là một võ kỹ cường đại. Võ kỹ chia thành 3 cấp gồm cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Nhưng võ kỹ cao cấp thường cực kỳ hiếm, ở giới võ đạo cũng chỉ có những thế lực đỉnh cấp mới có khả năng có được võ kỹ cao cấp. Cuộc thi thanh bảng lần này, võ minh trực tiếp lấy ra 9 võ kỹ cao cấp làm phần thưởng, đúng là bỏ vốn gốc, cũng đủ để hấp dẫn một đám thiên tài võ đạo đến tham gia. Vậy top 1 không có phần thưởng võ kỹ sao? Tạ Hạo ngạc nhiên nói. Phần thưởng của top 1 càng thêm phong phú. Top 1 thanh bảng không chỉ có được một ngọc rồng, còn có thể tiến vào tàng bảo các võ minh chọn 3 thứ. Tàng bảo các là nơi quan trọng nhất của võ minh, bên trong có đủ loại bảo vật chân quý do minh chủ võ minh thu thập từ khắp nơi, ví dụ như công pháp đỉnh cấp, võ kỹ cao cấp, binh khí đứng đầu, dược liệu hiếm có, thậm chí có cả đan dược tăng thực lực. Tạ Thiên Bá nói. Võ minh bỏ nhiều vốn gốc như vậy sao? Tạ Hạo ngạc nhiên nói. Tạ Thiên Bá nói, không chỉ mỗi vậy đâu. Còn có gì nữa? Tạ Hạo và Diệp Phàm tò mò hỏi. Võ minh thả tin tức nói top 1 thanh bảng lần này sẽ có được võ thần lệnh, trở thành thiếu chủ võ minh, tương lai sẽ trở thành minh chủ võ minh. Tạ Thiên Bá nói. Võ thần lệnh là gì? Tạ Hạo hỏi. Võ thần lệnh do chính tay minh chủ võ minh chế tạo, đại biểu cho thân phận của ông ấy, nhìn thấy lệnh bài như thấy võ thần. Nếu có thể có được võ thần lệnh, tương đương là truyền nhân của võ thần, không chỉ có thể chấp trưởng võ minh, thân phận địa vị cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tạ Thiên Bá trả lời. Võ minh thật sự bỏ được rất nhiều. Tạ Hạo cảm thán. Bởi vì những phần thưởng này, cuộc thi thanh bảng lần này chắc chắn là cuộc thi kịch liệt nhất. Tạ Thiên Bá nói. Nghe xong, Diệp Phàm trầm ngâm. Không lẽ nhị sư phụ bảo mình đến tham gia cuộc thi thanh bảng lần này vì để mình kế thừa võ minh? Nhưng võ thần lệnh là sao? Diệp Phàm nhíu mày. Rõ ràng nhị sư phụ đã cho đám đại hổ đưa võ thần lệnh cho mình, hiện tại còn ở trên người hắn, nhưng tại sao võ minh còn có một võ thần lệnh? Không lẽ có 2 khối võ thần lệnh? Tạ Tiền Bối, xin hỏi có 2 khối võ thần lệnh sao? Diệp Phàm hỏi, Tạ Thiên Bá sừng sốt, không thể nào. Võ thần lệnh đại biểu cho võ thần, có 102, chỉ có 1 khối, không thể có 2 khối. Nghe xong giải thích, Diệp Phàm có thể khẳng định khối võ thần lệnh của võ minh là giả, nhưng tại sao bọn họ lại đưa ra một võ thần lệnh giả? Diệp Phàm cảm giác cuộc thi thanh bảng lần này không tầm thường. Cự tử nhà họ Mặc đến. Một tiếng quát vang lên. Cự tử nhà họ Mặc Mặc Uyên và con gái Mặc Nguyệt xuất hiện thu hút không ít sự chú ý. Dù sao thuật cơ quan của nhà họ Mặc nổi tiếng thiên hạ, truyền thừa hơn ngàn năm, địa vị rất cao. Mặc Uyên vừa xuất hiện, không ít thế lực tiến lên chào hỏi. Gia chủ nhà Công Tôn đến. Ngay sau đó một tiếng quát khác vang lên. Gia chủ Công Tôn Công Tôn Dã mang theo một đám người xuất hiện. Lúc này ánh mắt của Mặc Uyên và Công Tôn Dã đối diện nhau, cọ sát ra tia lửa. Mặc cự tử, chúng ta lại gặp mặt. Công Tôn Dã cười nói. Hừ. Sắc mặt của Mạc Uyên rất khó xem, lạnh lùng nhìn sang chỗ khác. Công Tôn Dã nhìn Mạc Uyên, lạnh lùng nói, Mạc Uyên, ngày tận thế của nhà họ Mạc các người sắp đến rồi. Tiếp theo người của năm môn phiệt gồm Đông Phương Phiệt, Nam Cung Phiệt, Bắc Minh Phiệt, Võ Phiệt, Lâm Phiệt cũng xuất hiện, được rất nhiều người chú ý. Đông Phương Hạo Thiên đứng bên cạnh Diệp Phàm, nhìn thấy Đông Phương Hách, Phiệt chủ Đông Phương Phiệt thì biến sắc, hai tay nắm chặt, cảm xúc có chút dị thường. Đừng kích động. Diệp Phàm nhận thấy sự dị thường của Đông Phương Hạo Thiên, nói. Phương Đông Hách như cảm nhận được, liếc nhìn về phía Đông Phương Hạo Thiên, nhíu mày. Phiệt. Đông Phương Chiến đứng bên cạnh đang định lên tiếng thì nhìn thấy Diệp Phàm và Đông Phương Hạo Thiên, sắc mặt thay đổi.
không ngờ tên kia lại chạy đến nơi này, không lẽ hắn còn muốn tham gia cuộc thi thanh bảng. Một thanh niên mặc áo dài, khuôn mặt lạnh lùng đứng bên cạnh Đông Phương Hách nhìn thấy Đông Phương Hạo Thiên, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sự thù địch. Phiệt chủ, người bên cạnh hắn là thiếu chủ điện Long Vương, Diệp Phàm, kẻ đã giết chết Từ Long Tượng. Phương Đông Chiến nói. Phương Đông Hách liếc nhìn Diệp Phàm cũng chừng mắt nhìn lại. Quỷ cốc đến. Đột nhiên một âm thang vang lên làm các thế lực bàn tán sôi nổi. Bọn họ nhìn về phía đám người quỷ cốc, người cầm đầu là Thiên Cơ trưởng lão Thiên Cơ Bộ và Hắc Hổ trưởng lão Võ Bộ còn có Huyền Cơ trưởng lão Thuật Bộ. Lần này thực lực của ba vị trưởng lão đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc trước quỷ cốc chưa từng tham gia cuộc thi thanh bảng lần nào, không ngờ lần này cũng đến. Không lẽ vị thiếu chủ quỷ cốc kia muốn tham gia cuộc thi lần này? Nếu là vậy thì so cái rắm, thiếu chủ quỷ cốc là người có thể hạ gục tộc trưởng của bốn gia tộc lánh đời, ai có thể đánh lại hắn? Các thế lực sôi nổi bàn tàn, không ít người lo lắng, sợ vị thiếu chủ quỷ cốc sẽ tham gia cuộc thi thanh bảng lần này, như vậy hy vọng cướp lấy top 1 của bọn họ rất xa vời. Người của các tông môn võ đạo từng đánh với quỷ cốc cũng nhìn quỷ cốc với sắc mặt không mấy thân thiện. Là thiếu chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắc Hổ trưởng lão của Võ Bộ nhìn thấy Diệp Phàm. Thiên Cơ, ông đúng là thần toán tử, vậy mà tính đúng rồi, thiếu chủ thật sự đến. Hắc Hổ trưởng lão ngạc nhiên nói. Đi, tạm thời đừng để lộ thân phận của thiếu chủ. Hắc Hổ trưởng lão đang định đi về phía Diệp Phàm thì bị Thiên Cơ trưởng lão ngăn lại. Sợ cái gì? Hắc Hổ trưởng lão khó hiểu nói. Hiện tại để lộ thân phận của thiếu chủ sẽ làm mọi người cảnh giác với ngài ấy. Thiên Cơ trưởng lão nói. Đúng vậy. Huyền Cơ trưởng lão gật đầu. Quỷ cốc các người còn dám xuất hiện ở đây. Đột nhiên một tiếng quát lạnh băng vang lên. Bốn đám người xuất hiện, trên người tản ra hơi thở lạnh băng, cầm đầu là bốn lão giả đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm người quỷ cốc. Triệu, Hàn, Vệ, Lôi, bốn gia tộc lánh đời đến. Âm thanh thông báo cũng cùng lúc vang lên. Thì ra là mấy tên thua cuộc, sao, còn muốn đánh? Hắc Hổ trưởng lão khinh thường nói. Quỷ cốc các người giết tộc trưởng của bốn gia tộc chúng ta sẽ báo mối thù này. Đại trưởng lão cầm đầu Triệu tộc lạnh lùng nói. Mấy người cũng đến, có nghĩa vị thiếu chủ kia cũng đến, bảo hắn lăn ra đây. Đại trưởng lão cầm đầu Lôi tộc nói. Thiếu chủ quỷ cốc chúng ta là người mà các ngươi muốn gặp thì gặp hả? Huyền Cơ trưởng lão lạnh nhạt nói. Ngươi! Sắc mặt của đại trưởng lão Lôi tộc trầm xuống, hai tròng mắt lóe lên lôi điện màu tím, đang định ra tay. Các vị, hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi thanh bảng, xin các vị nể mặt minh chủ, nếu các vị có ân oán gì, có thể chờ kết thúc thi đấu rồi giải quyết riêng. Lúc này một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ, để tóc dài xuất hiện. Người này là phó minh chủ Võ Minh, Viêm Khiếu. Tạm thời không gấp. Đại trưởng lão Vệ tộc nhắc nhở đại trưởng lão Lôi tộc, người sau áp chế sát y xuống. Cảm ơn các vị đã nể mặt Võ Minh, mời vào bên trong. Viêm Khiếu cười nói. Tiếp theo càng ngày càng có nhiều thế lực xuất hiện. Các thế lực cấp 1, cấp 2 của giới võ đạo đều đến, người của mấy tông môn đỉnh cấp cũng đến. Rất nhanh, hơn ngàn võ giả Long Quốc hội tụ trên đỉnh Thái Sơn, hơn nữa thực lực đều trên nhân cảnh thất trọng. Bên trong Võ Minh, ngoại trừ phó minh chủ, những người lãnh đạo, các trưởng lão và các đệ tử dưới trướng bọn họ cũng đều xuất hiện. Lúc này, một lão giả râu tóc trắng cước, mặc trường bào màu trắng đi ra. Bái kiến đại trưởng lão. Mọi người trong Võ Minh và phó minh chủ Võ Minh lần lượt cung kính chào hỏi lão giả này. Đây là đại trưởng lão của Võ Minh, thân phận còn cao hơn phó minh chủ Võ Minh sao? Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phàm lóe lên, hắn tò mò hỏi. Lúc đó, Viêm Khiếu là phó minh chủ của Võ Minh được Cổ Tam Thông lựa chọn để thay mặt ông ta giải quyết công việc của Võ Minh, ở thời điểm đó ngoài ông ta thì Viêm Khiếu là người có thân phận cao nhất trong Võ Minh. Nhưng đáng tiếc là kể từ khi Cổ Tam Thông rời đi, quyền lực của Võ Minh gần như đã bị đại trưởng lão của Võ Minh kiểm soát. Mặc dù Viêm Khiếu cũng kiểm soát một số thế lực của Võ Minh nhưng lại không thể chống lại được vị đại trưởng lão này. Tạ Thiên Bá giải thích. Chào mọi người, chào mừng mọi người hôm nay đến Thái Sơn để tham gia giải đấu thanh bảng năm nay. Thanh bảng đại diện cho danh sách về thực lực của thế hệ trẻ của Long Quốc, người đứng đầu thanh bảng cũng đồng nghĩa với việc người đó là một thiên tài đích thực của giới võ thuật. Lần này, Võ Minh sẽ tổ chức thanh bảng một cách tốt hơn,
cũng như cung cấp phần thưởng hậu hĩnh cho những tài năng xuất sắc lọt vào thanh bảng trong năm nay, tôi tin mọi người đã hiểu rõ rồi. Bây giờ tôi sẽ tập trung vào phần thưởng cho người đứng đầu thanh bảng. Người chiến thắng hạng nhất của thanh bảng năm nay sẽ nhận được một viên ngọc rồng, tôi tin mọi người đã từng nghe truyền thuyết về ngọc rồng, nếu tập hợp 9 viên ngọc rồng thì có thể tìm thấy kho báu ẩn sau ngọc rồng. Ngoài ra, người đứng đầu thanh bảng còn có thể tiến vào tàng bảo các của võ minh chúng tôi, tùy ý lựa chọn 3 vật phẩm, vũ khí, đan dược, công pháp, võ kỹ không hạn chế, còn điểm cuối cùng, đây nhất định là điều mọi người quan tâm nhất. Đúng vậy, người đứng đầu thanh bảng năm nay sẽ nhận được võ thần lệnh, biểu tượng của vị trí minh chủ của võ minh, trở thành thiếu chủ của võ minh, đến lúc đó, người đó sẽ là ứng cử viên cho vị trí tân minh chủ của võ minh. Đại trưởng lão Từ Tốn nói. Nghe đến đây, tất cả những thiên kiêu của các thế lực có mặt đều trở nên phấn khích. Sự cám dỗ để nhận được võ thần lệnh và trở thành người thừa kế của võ minh quá lớn. Mặc dù sức ảnh hưởng và sự thống trị của võ minh đã suy giảm nhưng đây vẫn là thế lực lớn nhất trong thế giới võ thuật của Long Quốc. Một khi trở thành thiếu chủ của võ minh sẽ ngay lập tức đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới võ thuật Long Quốc, trở thành người được vô số người kính trọng. Đây là sự cám dỗ chết người đối với bất kỳ thiên tài nào. Vào lúc này, trong lòng của các thiên tài từ tất cả các thế lực lớn có mặt đều sôi sục, quyết tâm giành lấy vị trí số 1 trong thanh bảng. Trong đó, trong lòng các đệ tử thiên tài của võ minh cũng vô cùng kích động, muốn giành lấy vị trí số 1 của thanh bảng. Sư tôn, trước đó không phải đã nói, đệ tử trong nội bộ ai giành được vị trí số 1 của thanh bảng sẽ nhận được võ thần lệnh và trở thành thiếu chủ của võ minh à? Tại sao bây giờ lại thay đổi? Lúc này, thiếu chủ Hống Hách lúc đầu hạng thiếu kiệt nhìn sư tôn hỏi. Đại trưởng lão làm như vậy cũng là vì để chọn ra người thừa kế tốt nhất cho võ minh. Con không cần phải lo lắng. Với thực lực của con, cho dù không lấy được hạng nhất cũng chắc chắn có mặt trên thanh bảng. Trưởng lão của võ minh nói. Không, con muốn giành được hạng nhất. Hạng thiếu kiệt kiên quyết nói. Chỉ dựa vào cậu mà muốn giành hạng nhất à? Hạng thiếu kiệt, cậu cũng đánh giá cao khả năng của mình quá, ai có thể giành được vị trí số 1 của thanh bảng ngoài Thẩm Đại Sư Huynh chứ? Đúng vậy, Thẩm Đại Sư Huynh chắc chắn là minh chủ tương lai của võ minh, cậu cũng đừng mơ tưởng nữa. Mấy đệ tử võ minh cũng hùa theo giễu cợt hạng thiếu kiệt. Ai nói chỉ có Thẩm Thiên Quân mới là người đứng đầu thanh bảng, anh cả của tôi nhất định sẽ giành hạng nhất. Một thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa khoảng 17, 18 tuổi nói với những người khác. Thực lực của Viêm Liệt mặc dù không tệ, nhưng vẫn kém một chút so với thực lực của Thiên Quân. Một trưởng lão của võ minh nói. Lúc này có hai thanh niên bước ra. Một trong hai người mặc trường sam màu đỏ rực, thân hình cường tráng. Tạo cho người ta cảm giác nóng bỏng và rắn chắc. Người còn lại mặc quần áo màu trắng, vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, trên người anh ta có một khí chất vô hình, tràn đầy khí thế. Hai người họ là hai thiên tài hàng đầu của võ minh, Viêm Liệt, con trai của Viêm Khiếu phó minh chủ của võ minh và Thẩm Thiên Quân đệ tử của đại trưởng lão võ minh. Anh cả, anh nhất định phải giành được hạng nhất của thanh bảng. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa nhìn Viêm Liệt nói, cô ấy là em gái của Viêm Liệt. Viêm Sán Sán. Được. Viêm Liệt xoa đầu Viêm Sán Sán, cưng chiều nói. Không phải ai cũng đủ tư cách lấy được hạng nhất trong thanh bảng. Thẩm Thiên Quân lạnh lùng và kiêu ngạo nói. Thẩm Thiên Quân, tôi nhất định sẽ đánh bại anh. Viêm Liệt nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Quân, ánh mắt chứa đầy ý chí chiến đấu. Kẻ thua cuộc. Thẩm Thiên Quân miệt thị. Lúc này, đại trưởng lão của võ minh tiếp tục nói, được rồi. Tiếp theo tôi sẽ công bố các quy tắc thi đấu của giải đấu thanh bảng năm nay. Lần này, sau khi chúng tôi thảo luận, để có thể thể hiện trình độ của mọi người một cách tốt nhất, chúng tôi đã quyết định không tiến hành bốc thăm nhóm đấu như các kỳ trước nữa. Nghe đến đây, mọi người từ các thế lực có mặt ở đây đều sửng sốt, không biết tại sao. Trong các giải đấu thanh bảng trước đây, tất cả các người tham gia sẽ được bốc thăm, đấu theo từng cặp, sau đó từng người sẽ tiến vào vòng tiếp theo, cuối cùng chọn ra 10 người đứng đầu. Lọt vào thanh bảng, lần này không còn bốc thăm nhóm đấu nữa, vậy làm thế nào để thi đấu? Mọi người có nhìn thấy 10 võ đài đó không? Đại trưởng lão của võ minh đột nhiên chỉ vào 10 võ đài cách đó không xa. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung vào 10 võ đài này, mỗi võ đài có một con số, từ 1 đến 10. 10 võ đài này đại diện cho các vị trí từ 1 đến 10 trên thanh bảng, điều mọi người phải làm là trở thành nhà vô địch của 10 võ đài này. Giải đấu thanh bảng năm nay chỉ giới hạn trong 3 nén nhang. Trong 3 nén nhang này,
mọi người có thể chọn bất cứ võ đài nào, sau đó đánh bại những kẻ muốn chiếm giữ võ đài này. Khi hết thời gian, 10 nhà vô địch cuối cùng đứng trên 10 võ đài này sẽ là ứng cử viên cho thanh bảng năm nay, số thứ tự võ đài mà người nào đứng đại diện cho thứ hạng của người đó trên thanh bảng. Đại trưởng lão Võ Minh nói thẳng. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, không ngờ quy định của giải đấu thanh bảng này lại tàn khốc như vậy. Đây chẳng phải là một cuộc chiến lớn sao? Muốn trở thành nhà vô địch của 10 võ đài này, nhất định phải đánh bại tất cả các thí sinh khác, hơn nữa không chỉ là đánh từng nhóm mà là đối mặt với sự tấn công của tất cả các thiên tài lớn, sau đó là đánh bại hết tất cả. Tất nhiên, có khả năng rằng sau khi đã đánh bại vô số đối thủ, sắp đạt được chiến thắng cuối cùng thì bị người khác phá hỏng vào phút cuối, điều này cũng có thể xảy ra. Vì vậy, nếu không có thực lực thực sự để đè bẹp người khác, rất khó để trở thành nhà vô địch, đồng thời duy trì vị thế đến phút cuối cùng. Trong lúc nhất thời, những người đứng đầu các thế lực võ thuật lớn có mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Đại trưởng lão, quy tắc như vậy e rằng không hay lắm. Điều này thật không công bằng. Một vị chủ nhân của một môn phái võ thuật nhìn về phía đại trưởng lão của Võ Minh nói. Đúng vậy. Một số người lãnh đạo của các thế lực khác cũng cùng ý kiến. Lão đây cảm thấy quy tắc này rất công bằng, vì sao chúng ta lại chọn giải đấu này? Là vì chọn ra thiên chi kiêu tử cho giới võ thuật ở Long Quốc. Thiên chi kiêu tử là phải có đủ thực lực đè ép tất cả các người đồng trang lứa khác, quy tắc của giải đấu lần này có thể thể hiện được thực lực chân chính của thiên kiêu thật sự. Đại trưởng lão của Võ Minh nói thẳng. Ông ta đã nói vậy, nên không ai nói gì nữa. Dù sao thì giải đấu lần này là do Võ Minh tổ chức, đương nhiên cũng do Võ Minh quyết định. Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến gì nữa, vậy thì bắt đầu đăng ký tham gia giải đấu đi. Đại trưởng lão của Võ Minh nói. Quy tắc của giải đấu này quá tàn khốc. Nói không chừng con còn không có cơ hội được xếp vào thanh bảng. Tạ Thiên Bá liếc nhìn Tạ Hạo. Cha, cha không có lòng tin với con vậy à, con có phải là con của cha không? Tạ Hạo nhếch môi. Cha thực sự nghi ngờ con không phải con trai cha, nếu không tại sao con không thừa hưởng được chút thiên phú nào của cha vậy? Nghe Tạ Hạo nói, Tạ Thiên Bá thẳng thắn đáp lại. Nếu mẹ con nghe được câu này của cha, cha đoán xem kết quả sẽ như thế nào. Tạ Hạo nhìn Tạ Thiên Bá cười ha ha. Thằng nhóc, nếu con dám nói cho mẹ con biết, để xem cha có đánh chết con không. Tạ Thiên Bá trừng mắt nhìn Tạ Hạo. Thực lực của Tạ Hạo không tệ, lọt vào top 10 chắc không thành vấn đề. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Chỉ có Diệp Thiếu hiểu tôi. Tạ Hạo lập tức cười nói. Hai người có định tham gia không? Ngay lập tức, Diệp Phàm nhìn Lâm Thi Âm và Cơ Như Yên. Không có hứng thú. Cơ Như Yên lạnh lùng nói. Thôi đi, cái tên trên thanh bảng này chẳng có ích gì với tôi. Lâm Thi Âm lắc đầu. Vậy thì tôi và Hạo Thiên đi. Diệp Phàm nói, bọn họ trực tiếp đến đăng ký. Việc đăng ký này nhằm đăng ký tên và thân phận, đồng thời xác minh độ tuổi, để tránh có người trên 30 tuổi tham gia giải đấu này. Đã đến lúc thiếu chủ của chúng ta làm mọi người kinh ngạc rồi. Hắc Hổ trưởng lão nhìn Diệp Phàm đi đăng ký, mỉm cười. Hôm nay ở đây có rất nhiều thiên tài. Huyền Cơ trưởng lão nói. Có bao nhiêu người đến cũng không đủ cho thiếu chủ đánh. Hắc Hổ trưởng lão nhỏ giọng nói. Đừng xem thường, hôm nay thiếu chủ có điểm xấu. Thiên Cơ trưởng lão trầm giọng nói, ánh mắt sâu thẳm. Bên này đại trưởng lão của Võ Minh đã đến gặp Thẩm Thiên Quân nói. Thiên Quân, nhớ kỹ, lần này phải giành được vị trí số 1 trên thanh bảng. Sư tôn yên tâm, người đứng đầu thanh bảng chỉ có thể là con. Ánh mắt Thẩm Thiên Quân tràn đầy tự tin. Tốt lắm. Đôi mắt đại trưởng lão của Võ Minh lóe lên. Một bên khác, Viêm Khiếu và Viêm Liệt đứng chung với nhau, người sau nói, cha yên tâm, con sẽ không để Võ Minh rơi vào tay của thầy trò đại trưởng lão. Cứ cố gắng hết sức đi. Viêm Khiếu vỗ vai Viêm Liệt, đôi mắt lấp lánh. Sau nửa giờ, quá trình đăng ký sẽ kết thúc. Tổng cộng có 535 người đã đăng ký tham gia giải đấu thanh bảng lần này, bây giờ mời các thiên tài chuẩn bị sẵn sàng tranh chức vô địch. Đại trưởng lão của Võ Minh nhìn mọi người nói. Bắt đầu tính thời gian. Khi nén hương đầu tiên được thắp lên, giải đấu thanh bảng năm nay chính thức bắt đầu. Ngay lập tức, hàng trăm thiên kiêu có mặt đã lao về phía 10 võ đài. Hầu hết mọi người đều đổ xô về phía võ đài đại diện cho vị trí số 1 trên thanh bảng. Dầm, dầm, dầm. Trong phút chốc, bọn họ bắt đầu chiến đấu,
mỗi người sử dụng võ kỹ và chiến đấu bằng vũ khí của mình, rất nhiều người vì chênh lệch thực lực mà bị đánh bay ra ngoài, điên cuồng nôn ra máu. Cảnh này trông không giống một giải đấu mà giống cuộc chiến giữa mấy bọn lưu manh ngoài đường, chỉ là thực lực của những người này mạnh hơn bọn lưu manh. Dữ dội vậy sao? Tạ Hạo rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này. Sao vậy, sợ à? Tạ Thiên Bá liếc nhìn Tạ Hạo. Sao phải sợ? Con đi chăm sóc bọn họ đây. Tạ Hạo hét lên, lao thẳng ra ngoài. Thực lực của Tạ Hạo quả thực rất mạnh, anh ta nhanh chóng chiếm được võ đài số 6, đá hết tất cả những kẻ muốn chiếm võ đài này xuống đài. Nhưng Diệp Phàm vẫn chưa ra tay, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Sau một trận giao tranh ác liệt, hơn một nửa trong số hàng trăm người tham gia đã rút lui khỏi giải đấu, nhiều người còn lại cũng bị thương. 20 phút đã trôi qua, giải đấu này chỉ còn lại khoảng 100 người tham gia, đây đều thiên chi kiêu tử của thế hệ trẻ toàn Long Quốc. Trong số đó, những người đến từ gia tộc và tông môn võ thuật hàng đầu đều ra tay, với thực lực của bọn họ đã nhanh chóng chiếm được một võ đài cho riêng mình. Thiếu chủ, ngài không định tiến lên sao? Cơ Như Yên nhìn Diệp Phàm dò hỏi. Đừng vội, nhân vật chính là người xuất hiện cuối cùng. Diệp Phàm mỉm cười. Đông Phương Hạo Thiên, không ngờ anh lại xuất hiện ở đây, sao? Anh cũng muốn đứng đầu thanh bảng à? Lúc này, chàng trai trẻ đi theo bên cạnh Đông Phương Hách bước tới, nhìn Đông Phương Hạo Thiên chế nhạo. Đông Phương Hạo Thiên liếc nhìn đối phương nói, Đông Phương Lăng, cậu muốn gì? Anh có gan đấu với tôi một trận không? Đông Phương Lăng nhìn Đông Phương Hạo Thiên, trực tiếp khiêu khích. Muốn đấu với tôi? Đông Phương Hạo Thiên nhíu mày nhìn đối phương. Đúng vậy, tôi muốn cha tôi và người của Đông Phương Việt biết ai mới thiên tài số một của Đông Phương Việt. Đông Phương Lăng lạnh lùng hét lên. Được, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu. Đông Phương Hạo Thiên nói thẳng. Sau đó hai người lao tới một võ đài, những người khác trên võ đài đang đánh nhau, thấy hai người bọn họ tiến lên thì muốn tấn công bọn họ. Đông Phương Lăng tung ra một chưởng khiến những người khác trên võ đài đều bay ra ngoài. Hôm nay tôi muốn cho cha tôi biết, Đông Phương Lăng này không hề thua kém gì Đông Phương Hạo Thiên. Đông Phương Lăng nhìn Đông Phương Hạo Thiên, lạnh lùng hét lên. Nói xong hắn ta tấn công về phía đối phương. Phiệt chủ, bọn họ. Đông Phương Chiến nhìn hai người bọn họ đánh nhau, sắc mặt thay đổi, nhìn Đông Phương Hách. Còn phiệt chủ của Đông Phương Việt chỉ lặng yên nhìn hai người chiến đấu. Vào lúc này, các trận chiến ở 10 võ đài này đã bước vào trạng thái gây cấn. Ai có thể đứng trong võ đài này về cơ bản đều là địa cảnh cấp 7 trở lên, trong số đó cũng có rất nhiều thiên tài có thực lực thiên cảnh. Trong số đó, sự cạnh tranh trên võ đài đại diện cho vị trí số 1 trong thanh bảng là khốc liệt nhất. Ngay cả thiên chi kiêu tử của năm gia tộc lớn trong giới võ thuật và những tông môn hàng đầu đều lần lượt bị đánh bại trên võ đài này. Ngay cả những thiên tài thế hệ sau của những người có tên trên thanh bảng cũng thất bại. Mà người đánh bại những thiên tài của những thế lực hàng đầu trong giới võ đạo này là thiên tài của 4 ẩn thế gia tộc lớn. Cả 4 người bọn họ đều là cường giả thiên cảnh. Tiếp theo, 4 thiên tài do Võ Việt, Nam Cung Việt, Bắc Minh Việt và Lâm Việt phái ra cũng lao về phía võ đài số 1. Chiến đấu quyết liệt với các thiên tài của 4 ấn thể gia tộc lớn. 4 thiên tài này cũng đều có thực lực thiên cảnh. Trong lúc nhất thời, 8 thiên tài thiên cảnh cùng nhau chiến đấu quyết liệt, cảnh chiến đấu vô cùng chấn động. Rầm rầm rầm. Sau một trận chiến kịch liệt, cuối cùng trên võ đài chỉ còn lại một người, đó chính là Lâm Thiên, thiếu chủ của Lâm Việt. Lúc này Lâm Thiên đang thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, toàn thân kiệt sức. Lúc này, Hạng Thiếu Kiệt lao lên võ đài. Nhìn Lâm Thiên thờ ơ nói, anh tự mình đi xuống, hay là tôi đưa anh xuống? Lâm Thiên nhìn Hạng Thiếu Kiệt với vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp thi triển một chiêu võ kỹ đánh về phía đối thủ. Bùm! Một tiếng nổ lớn đột nhiên phát ra từ cơ thể của Hạng Thiếu Kiệt. Hắn ta bộc phát lực lượng huyết mạch, tung qua một cú đấm, đánh trực diện vào Lâm Thiên. Phút phút! Lâm Thiên bị Hạng Thiếu Kiệt đấm bay ra ngoài ngay tại chỗ, ngã xuống sàn đấu, nôn ra máu. Cảnh này thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tốt lắm. Sư tôn của Hạng Thiếu Kiệt còn vỗ tay khen ngợi hắn ta. Hạng nhất thanh bảng này, tôi muốn. Hạng Thiếu Kiệt trực tiếp hét lên. Hạng Thiếu Kiệt vừa nói xong, Viêm Liệt đã lao lên võ đài, nhìn chằm chằm vào đối thủ. Viêm sư huynh. Hạng Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm vào Viêm Liệt với đôi mắt lấp lánh. Hạng sư đệ, dùng hết sức lực của cậu đi. Viêm Liệt nhìn Hạng Thiếu Kiệt rồi nói. Hạng Thiếu Kiệt lại đấm ra một cú đấm,
huyết mạch bá vương bộc phát khiến sức chiến đấu của hắn ta tăng vọt. Mà Viêm Liệt cũng là hình mẫu của võ giả có lực lượng, cú đấm của hắn ta kinh hoàng đến nỗi khiến không gian nổ tung. Âm! Hai người cùng đấm ra một cú, cả không gian nổ tung. Một luồng năng lượng cực mạnh bắn ra bốn phía. Cơ thể hai người họ lần lượt lùi lại. Không ngờ lực lượng của cậu lại mạnh như vậy. Viêm Liệt ngạc nhiên nhìn Hạng Thiếu Kiệt. Hạng Thiếu Kiệt lại tấn công Viêm Liệt, tung ra một cú đấm bằng toàn bộ lực lượng huyết mạch của mình, người sau không hề nương tay, đấm ra cú đấm như núi lửa phun trào, không thể ngăn cản được. Máu! Gian! Âm! Một tiếng ầm chói tai vang lên. Hai người lại rút lui, đồng thời đều lùi đến rìa võ đài, nôn ra. Cả hai người này đều bị thương. Tốt nhất các người mau xuống đi, đừng lãng phí thời. Ngay lúc bọn họ đang muốn tiếp tục chiến đấu, một giọng nói lạnh lùng và kiêu ngạo vang lên. Thẩm Thiên Quân xuất hiện trên võ đài. Khi Thẩm Thiên Quân bước lên võ đài, ánh mắt của toàn bộ đệ tử Võ Minh đều tập trung vào trên người anh ta. Là đệ tử của đại trưởng lão Võ Minh, thậm chí còn được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của Võ Minh, Thẩm Thiên Quân nhận được rất nhiều sự chú ý, nhưng kể từ khi đối phương đánh bại Viêm Liệt 3 năm trước, anh ta không tiếp tục thể hiện thực lực ra bên ngoài nữa. Vì vậy, người trong Võ Minh rất tò mò, thực lực của Thẩm Thiên Quân sau 3 năm đã đạt tới trình độ nào. Hai người các người đừng làm mất mặt Võ Minh nữa, mau cút khỏi đây. Thẩm Thiên Quân trực tiếp hét lên. Sắc mặt Hạng Thiếu Kiệt và Viêm Liệt trầm xuống, trong mắt bọn họ tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Quân. Sao, không muốn xuống à, vậy để tôi tiễn các cậu một đoạn. Sắc mặt Thẩm Thiên Quân lạnh lùng, cơ thể anh ta lắc một cái biến mất ngay tại chỗ. Ầm, ầm. Giây tiếp theo, hai tiếng sấm rền vang lên. Hạng Thiếu Kiệt và Viêm Liệt chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bay ra ngoài, đồng thời rơi xuống võ đài, nôn ra máu. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Bọn họ nhìn Thẩm Thiên Quân với ánh mắt kinh ngạc. Rõ ràng, biểu hiện của Thẩm Thiên Quân đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Hạng Thiếu Kiệt và Viêm Liệt đều có lực chiến có thể so sánh với cường giả thiên cảnh cấp 5, mà bọn họ lại Thẩm Thiên Quân đánh ngã trong nháy mắt, thực lực của đệ nhất thiên tài Võ Minh này mạnh đến mức nào? Mạnh quá! Mọi người trong Võ Minh và những người từ các thế lực võ thuật lớn có mặt đều nhìn Thẩm Thiên Quân, không khỏi kinh ngạc nói. Với thực lực này, anh ta đã giết chết rất nhiều cường giả trung niên trong nháy mắt. Không chịu nổi một đòn. Thẩm Thiên Quân đứng trên võ đài, nhìn xuống Viêm Liệt và Hạng Thiếu Kiệt, khinh thường nói. Lúc này, sắc mặt Viêm Khiếu và sư tôn của Hạng Thiếu Kiệt rất khó coi, bọn họ trực tiếp cử người đến giúp đỡ hai người. Còn có ai lên không? Thẩm Thiên Quân nhìn đám người đứng xung quanh, lạnh lùng kiêu ngạo nói. Đột nhiên, một bóng người lao tới, đứng trên võ đài, toát ra uy thế đáng sợ, ánh mắt ngang ngược. Anh là ai? Thẩm Thiên Quân nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Đến. Ân Thiên Ngạo, thiếu chủ của tộc Ân Hoàng. Người này lạnh lùng nói. Tộc Ân Hoàng. Lúc này, rất nhiều người đều bị giật mình. Rõ ràng bọn họ cũng biết về sự tồn tại của tộc Ân Hoàng. Không ngờ lần này ngay cả người của tộc Ân Hoàng cũng. Đại trưởng lão của Võ Minh cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Ngạo. Tộc Ân Hoàng. Nghe nói các người là hậu duệ của Hoàng Triều. Không biết thực lực đến mức nào. Thẩm Thiên Quân nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Ân Thiên Ngạo trực tiếp tấn công Thẩm Thiên Quân, anh ta đấm ra, bộc phát lực lượng khủng khiếp. Thiên cảnh cấp chính. Khi Ân Thiên Ngạo bộc lộ thực lực, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều bị sốc. Thực lực của vị thiên kiêu hoàng tộc này lại là thiên cảnh cấp 9, điều này quả thực khó có thể tin được. Phải biết là nhiều thế hệ chủ nhân của thế lực hàng đầu giới võ thuật cũng không thể đạt đến cảnh giới này. Vị thiên kiêu hoàng tộc này mới hơn 20 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới này, thật sự là quá chấn động. Lần trước thực lực của người đứng đầu thanh bảng cũng chỉ là thiên cảnh cấp 4. Năm nay chỉ tính thiên tài có thực lực thiên cảnh đã có hơn 10 người, bây giờ đến thiên tài thiên cảnh cấp 9 cũng xuất hiện. Mọi người không thể không cảm thán rằng giải đấu thanh bảng này là nơi xuất hiện thiên tài. Tuy nhiên, Thẩm Thiên Quân trông rất bình tĩnh khi nhìn thấy thực lực của thiên cảnh cấp 9 của Ân Thiên Ngạo, cũng không hề bối rối. Thiên cảnh cấp 9, cậu còn kém một chút. Thẩm Thiên Quân nhìn Ân Thiên Ngạo, lạnh lùng nói. Bùm! Lúc này, Thẩm Thiên Quân cuối cùng cũng bộc lộ thực lực của mình. Nửa bước tông cảnh. Đúng vậy, thực lực của đệ nhất thiên tài Võ Minh này đã đạt tới nửa bước tông cảnh. Đã bước vào cảnh giới võ đạo tông sư. Rít. Thấy vậy,
mọi người đều hít vào một hơi. Một thiên tài nửa bước tông cảnh, không biết bao lâu rồi chưa xuất hiện trong giới võ thuật Long Quốc. Vào lúc này, Hạng Thiếu Kiệt, Viêm Liệt, Viêm Khiếu và các thành viên khác của Võ Minh đều bị thực lực của Thẩm Thiên Quân làm cho kinh ngạc. Chỉ có đại trưởng lão của Võ Minh vuốt vuốt râu với vẻ mặt hài lòng. Nửa bước tông cảnh, thực lực của tên này có thể sánh ngang với những thiên tài của thế lực ẩn thế cấp thiên kia. Tạ Thiên Bá nhìn Thẩm Thiên Quân nói. Ầm ầm. Các đòn tấn công của Thẩm Thiên Quân và Ân Thiên Ngạo trực tiếp chạm vào nhau, cả hai bên đều dùng toàn lực để đánh, không hề nương tay. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, năng lượng khổng lồ bùng nổ. Phút, Ân Thiên Ngao trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống đất, thân thể liên tục lùi lại, nôn ra máu. Rốt cuộc vị thiên kiêu hoàng tộc này vẫn kém hơn một chút. Trong ánh mắt anh ta hiện lên sự không cam tâm. Còn ai nữa không? Lúc này, Thẩm Thiên Quân hét lên, toát ra khí thế bá đạo. Còn tôi? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Diệp Phàm đi về phía võ đài. Cuối cùng hắn cũng muốn ra tay. Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Phàm. Là hắn. Mạc Uyên, Cung Thâu Giã và nhiều võ giả từng đối phó với quỷ cốc trước đây đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt kinh ngạc. Đại trưởng lão của Võ Minh nhìn Diệp Phàm, hơi nhíu mày. Cuối cùng thiếu chủ cũng ra sân. Hắc Hổ trưởng lão hưng phấn nói. Rất nhanh, Diệp Phàm đã bước lên võ đài, đứng trước mặt Thẩm Thiên Quân. Cậu là ai? Thẩm Thiên Quân nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Anh sẽ biết ngay thôi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Hừ. Thẩm Thiên Quân khinh thường hừ một tiếng, đánh một chưởng về phía Diệp Phàm, chuẩn bị lập tức giết chết hắn. Nhưng một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Tay Diệp Phàm và chưởng này của Thẩm Thiên Quân vừa chạm vào nhau, Thẩm Thiên Quân bỗng nhiên bay ra ngoài, rơi xuống trên võ đài, phun ra máu. Đánh bại trong nháy mắt. Tiêu diệt hoàn toàn ngay lập tức. Đệ nhất thiên tài của Võ Minh, ở nửa bước tông cảnh, bất ngờ bị một thanh niên xa lạ đánh bại trong nháy mắt. Kết quả này một lần nữa vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, khiến bọn họ há hốc mồm. Coi! Sắc mặt của đại trưởng lão Võ Minh thay đổi, hết sức khó. Tạ Thiên Bá nhìn Diệp Phàm mỉm cười, quả nhiên là con trai của tên kia, quả nhiên lợi hại. Sao có thể như vậy? Cậu! Lúc này, Thẩm Thiên Quân có chút khó tin nhìn Diệp Phàm. Anh ta không thể tin mình lại bị đánh bại như vậy. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Anh thua rồi. Diệp Phàm nói. Không, tôi sẽ không thua. Thẩm Thiên Quân gầm lên, lại lao lên võ đài. Diệp Phàm nhướng mày, bộc phát một uy thế đáng sợ, trực tiếp áp chế Thẩm Thiên Quân, lăn xuống đất. Khi Thẩm Thiên Quân bị chấn áp quỳ xuống, mọi người đều chấn động, trong lòng dậy sóng. Tên này có thể tùy tiện chấn áp một cường giả nửa bước tông cảnh. Vậy thực lực của hắn chỉ có thể là... Lúc này, vẻ mặt các chủ nhân của thế lực võ đạo có mặt đều cứng đờ, không dám nghĩ tiếp nữa, kết quả của việc suy nghĩ sâu hơn là quá ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Bóp, bóp, bóp. Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, một loạt tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Quả nhiên là con trai của Diệp Thiên Long, thật sự có tài. Một giọng nói vui vẻ đột nhiên vang lên. Một thanh niên đẹp trai mặc áo bào lộng lẫy xuất hiện ở đây. Toát ra khí chất của người thống trị thiên hạ. Anh ta nhìn Diệp Phàm vỗ tay, mỉm cười. Anh là ai? Diệp Phàm nhìn người này, lạnh lùng nói. Người đàn ông tương lai của Sở Cửu Ca, Sở Quân Lâm. Người thanh niên nhìn Diệp Phàm, thẳng thắn nói. Soạt. Khi Sở Quân Lâm xuất hiện, Diệp Phàm liền nhìn chằm chằm vào anh ta, nhàn nhạt nói, cậu đang khiêu khích tôi sao? Sở Cửu Ca là người phụ nữ mà tôi thích. Thế nhưng cô ấy lại là vị hôn thê của anh, hôm nay tôi muốn cô ấy biết ai mới là người có tư cách làm người đàn ông của cô ấy. Sở Quân Lâm độc đoán hét lên. Sở Quân Lâm, anh đang làm gì vậy? Lúc này Sở Cửu Ca chợt xuất hiện, nhìn Sở Quân Lâm rồi lạnh lùng nói. Cửu Ca, hôm nay tôi sẽ cho em nhìn rõ tên này không xứng làm vị hôn phu của em. Sở Quân Lâm nói. Anh ấy có xứng đáng làm vị hôn phu của tôi hay không thì người quyết định cuối cùng là tôi chứ không phải anh. Nếu như anh không muốn tôi ra tay thì hãy lập tức cút khỏi đây đi. Sở Cửu Ca lạnh lùng nói. Con trai của Cuồng Long, cậu có dám đấu với tôi không? Sở Lâm Quân phớt lờ lời nói của Sở Cửu Ca, chỉ nhìn Diệp Phàm rồi hét lên. Con trai của Cuồng Long. Lúc này, người của những thế lực nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Hắn ta là con trai của Cuồng Long sao? Làm sao có thể?
Đối với giới võ đạo ở Long Quốc mà nói, Cuồng Long chính là một huyền thoại, ông đã đánh thắng rất nhiều thiên tài ngang tuổi mình, thậm chí rất nhiều trưởng bối cũng không dám đấu với ông một trận. Cuồng Long chính là Diệp Thiên Long. Nhưng trước đây không phải có tin đồn nói thực lực Cuồng Long đã bị phế, cả nhà đều bị diệt rồi hay sao? Tại sao con trai của ông vẫn còn sống? Vào lúc này, những cường giả của nhiều thế lực đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bọn họ bây giờ mới hiểu được tại sao thực lực của Diệp Phàm lại cường đại như vậy, hóa ra hắn kế thừa thiên phú của cha mình. Thiếu chủ thế mà lại là con trai của Cuồng Long? Hắc Hổ trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt đại trưởng lão Võ Minh và phó minh chủ Võ Minh là Viêm Khiếu cũng không giấu được sự kinh ngạc. Muốn đấu với tôi, cậu có đủ tư cách sao? Đối mặt với lời khiếu chiến của Sở Quân Lâm, Diệp Phàm khinh thường nói. Soạt. Những lời này khiến sắc mặt của Sở Quân Lâm tối sầm lại, trong mắt hiện lên tia sát ý lạnh lẽo, một luồng sức mạnh đột nhiên bộc phát từ cơ thể anh ta. Anh ta tiến lên một bước, trong nháy mắt đi tới võ đài, nhìn thẳng vào Diệp Phàm, được lắm, không hổ danh là con trai của Cuồng Long, đều ngông cuồng giống nhau, đáng tiếc cha của anh vì quá kiêu ngạo mà cuối cùng khiến cả nhà bị diệt, anh cũng không ngoại lệ đâu. Diệp Phàm nghe thấy đối phương nhắc đến cha mình, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy sát ý, nói, cậu không có tư cách nói về cha của tôi. Bùm! Diệp Phàm nói xong liền đấm về phía Sở Quân Lâm. Sở Quân Lâm cũng đấm ra một chưởng, toàn thân tỏa ra khí thế vô cùng bá đạo. Một chưởng này của anh ta giống như một chưởng của quân vương, sẵn sàng nghiền nát cả chúng sinh. Bùm! Một đòn công kích này của hai người đã gây ra một tiếng động lớn. Sức mạnh áp đảo mọi thứ xung quanh. Bùm bùm. Dưới đòn tấn công này, cả hai bên đều lùi ra sau. Không ngờ thực lực của anh lại đạt tới trình độ này, tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Nhưng như thế này sẽ càng vui hơn. Sở Quân Lâm cười lạnh. Bùm. Anh ta trực tiếp thi triển một bộ công pháp, bộc phát toàn bộ sức mạnh, toàn thân phát ra một luồng ánh sáng vàng chói lọi, tỏa ra uy thế tối thượng giống như một vị đế vương vừa quân lâm thiên hạ. Lúc này, thực lực của Sở Quân Lâm không chỉ vượt qua thiên cảnh, mà còn là tông cảnh tầng thứ 9, anh ta là cường giả mạnh nhất trong số các võ đạo tông sư. Khi Sở Quân Lâm thi triển thực lực, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. 20 mấy tuổi làm sao đã có thể đạt đến tông cảnh tầng thứ 9? Trong toàn giới võ đạo, cũng chỉ có Cuồng Long năm đó mới có thể làm được. Không ngờ sau bao nhiêu năm thế mà lại xuất hiện một thiên tài khác. Điều này thật đáng sợ. Phải biết trong giới võ đạo bây giờ, vốn không có người trẻ nào có thể đạt tới tông cảnh, thiên tài đệ nhất của Võ Minh như Thẩm Thiên Quân cũng chỉ mới nửa bước tông cảnh, điều này chứng tỏ rằng người trẻ muốn bước vào tông cảnh có bao nhiêu khó khăn, chứ đừng nói đến tông cảnh tầng thứ 9. E rằng toàn bộ giới võ đạo cũng không tìm thấy mấy người cường giả tông cảnh tầng thứ 9. Thế nhưng thiếu niên này mới chỉ 20 mấy tuổi đã đạt được thành tựu mà người đồng trang lứa không thể làm được, thật là đáng sợ. Quân Thiên Trưởng. Sở Quân Lâm thi triển một võ công đỉnh cấp, muốn dùng một chưởng trấn áp Diệp Phàm. Bùm! Một chưởng này vừa xuất ra, ánh sáng chói lóa tràn ngập cả bầu trời, dường như đã vượt qua tông cảnh tầng thứ 9. Với sức mạnh của Sở Quân Lâm cộng thêm một chưởng này, uy lực có thể sánh ngang với cường giả quân cảnh. Diệp Phàm dù có mạnh đến mấy cũng tuyệt đối không thể đạt tới quân cảnh, vậy nên nhất định sẽ bại trận. Cậu mới là tông cảnh tầng thứ 9 mà dám khiêu chiến tôi. Diệp Phàm nhìn Sở Quân Lâm bộc phát sức mạnh liền cười khinh thường. Bùm! Lần này, Diệp Phàm không hề nương tay, chợt tung ra một quyền cước kinh người, hắn trong nháy mắt đã nghiền nát một chưởng của Sở Quân Lâm, hơn nữa quyền cước này còn khiến đối phương không thể nào tránh né. Nhưng khi Diệp Phàm đánh trúng vào người Sở Quân Lâm, hắn mới phát hiện đối phương hình như đang mặc thứ gì đó. Hắn giống như đánh trúng vào kim loại, sức mạnh đã giảm đi khá nhiều. Thế nhưng Sở Quân Lâm vẫn bị một quyền này đánh lùi ra sau, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Cậu còn mặc cả áo giáp, đúng là sợ chết. Diệp Phàm cười lạnh. Soạt. Vẻ mặt của Sở Quân Lâm vô cùng u ám, trong mắt lóe lên hàn ý nhìn Diệp Phàm, rồi hét lên, anh đã chọc tức tôi thành công rồi đấy. Cẩn thận. Sở Cửu Ca nhìn thấy bộ dáng này của Sở Quân Lâm cũng biết đối phương hoàn toàn tức giận nên nhanh chóng nhắc nhở Diệp Phàm. Mặc dù Sở Quân Quân là tông cảnh tầng thứ 9, nhưng huyết mạch của anh ta rất cường đại, nếu như anh ta chuyên tâm tu luyện thì có lẽ cảnh giới sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Điều đáng sợ nhất của Sở Quân Lâm chính là sức mạnh huyết mạch của anh ta, một khi bộc phát sẽ vô cùng đáng sợ nhất. Bùm bùm bùm. Đột nhiên,
từ trong cơ thể Sở Quân Lâm truyền ra vô số tiếng gầm rú, giống như núi lửa phun trào, huyết mạch quái dị trong người anh ta cuối cùng cũng bộc phát, hình thành một luồng khí thế vô cùng đáng sợ, ngay lập tức trấn áp nhiều võ giả có mặt tại đó, khiến tất cả đều run rẩy mà thối lui. Rất nhiều võ giả thực lực yếu ớt liền quỳ rạp trên mặt đất nôn ra máu, những người mạnh hơn thì huy động sức mạnh để chống lại luồng khí thế này của huyết mạch. Lúc này, bọn họ đều không thể tin nổi nhìn Sở Quân Lâm. Sức mạnh huyết mạch cường đại quá. Cậu ta rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Những cường giả đều kinh ngạc nhìn Sở Quân Lâm. Một khi huyết mạch của anh ta bộc phát, thực lực trong nháy mắt sẽ đột phá quân cảnh. Nhóc con, mau quỳ xuống cho tôi. Sở Quân Lâm giận dữ hét vào mặt Diệp Phàm. Vừa dứt lời, luồng sức mạnh huyết mạch khổng lồ đều hướng về phía Diệp Phàm, muốn áp chế hắn hoàn toàn và khiến hắn quỳ xuống trước mặt anh ta. Nhưng làm sao Diệp Phàm có thể dễ dàng nhượng bộ như vậy? Đối mặt với sự áp chế của Sở Quân Lâm, Diệp Phàm cũng nhanh chóng bộc phát sức mạnh để chặn đứng lại luồng khí thế huyết mạch của anh ta. Soạt. Sở Quân Lâm nhìn thấy Diệp Phàm thế mà lại có thể chặn được sự trấn áp của mình, liền điều động toàn bộ huyết mạch trong cơ thể dồn lên nắm đấm, rồi tấn công về phía Diệp Phàm. Uy lực của cú đấm này đã đạt tới trình độ kinh người, đi đến đâu thì nổ đùng đùng đến đó, thậm chí không gian cũng bị vặn vẹo, uy lực này so với uy lực của tên lửa còn đáng sợ hơn rất nhiều. Khi những cường giả nhìn thấy cú đấm của Sở Quân Lâm, trong lòng khẽ run lên, da đầu liền tê dại. Cú đấm này có lẽ đủ sức để nổ tung Thái Sơn, nếu bọn họ không cố gắng chống cự thì có lẽ đã sớm bị thổi bay rồi. Ngay khi cú đấm của Sở Quân Lâm sắp đánh trúng mặt Diệp Phàm, muốn giết chết hắn thì Diệp Phàm lại khá thờ ơ, trực tiếp quát lên, Long Quyền. Bùm! Diệp Phàm đã bộc phát sức mạnh rồng mà năm đó Ngũ Sư Phụ đã lưu lại trong cơ thể mình. Long Quyền kết hợp với sức mạnh của rồng khiến uy lực vô cùng cường đại. Ngay lập tức, một tiếng rồng gầm vang lên. Diệp Phàm đánh ra một quyền, một bóng dáng rồng hư ảo liền lao ra, mang theo khí thế rung chuyển cả trời đất, ngay cả sức mạnh huyết mạch của Sở Quân Lâm cũng bị áp chế. Rầm! Sở Quân Lâm liền bay ra sau, đập mạnh vào võ đài điên cuồng phun ra máu. Sức mạnh rồng của Ngũ Sư Phụ thực sự rất mạnh, nhìn thấy cảnh này, Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Năm đó trước khi xuống núi, mấy vị sư phụ của Diệp Phàm đã truyền một luồng sức mạnh vào cơ thể hắn, trở thành vũ khí mạnh nhất của hắn. Thế nhưng Diệp Phàm chưa từng sử dụng qua, dù sao loại sức mạnh này dùng một lần sẽ ít đi, nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn đương nhiên sẽ không dùng tới. Mà lần này Diệp Phàm sử dụng sức mạnh của Ngũ Sư Phụ, hắn cũng chỉ còn đủ sức mạnh để dùng thêm hai lần nữa mà thôi. Lúc này Sở Quân Lâm đã hoàn toàn bị đánh bại, tất cả đều im lặng. Mọi người đều trợn tròn mắt không thể nào tin nổi. Ngay cả Sở Cửu Ca cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Anh! Còn Sở Quân Lâm thì đang nằm trên mặt đất, cũng khó tin nhìn Diệp Phàm. Thật yếu, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn lại vung nắm đấm rồi lao về phía đối phương một lần nữa. Nếu như anh ta đã muốn giết hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đây chính là đạo lý của Diệp Phàm. Đúng lúc Diệp Phàm vừa đến trước mặt Sở Quân Lâm, muốn một quyền đấm nát đầu anh ta. Nhóc con, dám sao? Lúc này, một tiếng gầm như sấm chợt vang lên. Ầm! Theo sau tiếng quát lớn, một bóng dáng tản ra uy áp tối cao đột nhiên xuất hiện, đối phương đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đánh về phía Sở Quân Lâm một chưởng rồi xoay người đánh trả đối phương. Ầm! Đòn tấn công của hai bên va chạm nhau truyền ra tiếng nổ rung trời. Bịch bịch bịch! Thân thể hai bên lần lượt lui về phía sau. Lúc này mọi người mới nhìn rõ bóng người này là một người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lùng, mặc áo bào màu xám. Công tử, không sao chứ? Nam nhân kia hỏi Sở Quân Lâm. Sở Chiến, giết hắn cho ta. Sở Quân Lâm nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt lạnh lẽo, hắn trực tiếp ra lệnh. Rõ. Người đàn ông gật đầu, trong mắt hiện ra sát ý nhìn về phía Diệp Phàm, ông ta chuẩn bị ra tay. Sở Chiến, dừng tay. Lúc này, Sở Cửu Ca lớn tiếng quát người đàn ông. Đại tiểu thư, người đàn ông cung kính gọi Sở Cửu Ca. Mang theo chủ tử nhà ông cút. Sở Cửu Ca lạnh lùng quát. Ánh mắt người đàn ông kia lóe lên, có chút do dự. Làm sao, tôi không ra lệnh được cho ông đúng không? Vẻ mặt Sở Cửu Ca lạnh xuống, trên người cô tản ra một cỗ uy áp vô hình. Rõ. Người đàn ông gật đầu, nhìn Sở Quân Lâm nói. Công tử, tôi đưa cậu về trước. Khoan đã, tôi cho các người đi rồi sao? Đột nhiên, Diệp Phàm lên tiếng.
Diệp Phàm, bỏ đi, tạm thời anh ta vẫn chưa thể chết. Sở Cửu Ca nói với Diệp Phàm. Nghe xong, Diệp Phàm nhìn về phía Sở Quân Lâm, nể mặt vợ chưa cưới, tôi có thể tha cho anh một mạng, nhưng anh bắt buộc phải để lại chút gì đó. Mày! Sở Quân Lâm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy hận ý. Phút! Trong nháy mắt, trong tay Diệp Phàm xuất hiện thanh kiếm màu đen. Hắn ra tay nhanh như tia chớp, chém đứt cánh tay phải của Sở Quân Lâm ngay tại chỗ. A! À, cánh tay phải bị chặt đứt, Sở Quân Lâm thét ra tiếng kêu thảm thiết. Công tử! Vẻ mặt người đàn ông kia thay đổi, căm giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ông ta muốn ra tay. Sở Chiến, mang anh ta đi. Sở Cửu Ca lớn giọng. Người đàn ông kìm nén cơn tức giận, đang định nhặt lại cánh tay bị gãy của Sở Quân Lâm, với năng lực của nhà họ Sở, có lẽ sẽ nối lại được. Nhưng Diệp Phàm không cho ông ta cơ hội này, hắn cầm kiếm băm nát luôn cánh tay. Vẻ mặt người đàn ông trầm xuống, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cậu sẽ hối hận vì những gì mình đã làm ngày hôm nay. Dứt lời, ông ta mang theo Sở Quân Lâm bị cụt tay nhanh chóng rời khỏi Thái Sơn. Khi Sở Quân Lâm rời đi, người của các thế lực võ đạo mới phản ứng lại từ trong khiếp sợ. Bọn họ nhìn Diệp Phàm hít sâu một hơi, tất cả đều bị con trai của Cuồng Long làm cho chấn động. Sự đáng sợ của người này không thua kém gì với Cuồng Long năm đó. Các người đừng nhìn tôi, tiếp tục thi đấu đi. Diệp Phàm bĩu môi nhìn mọi người rồi trở lại lôi đài thứ nhất. Tiếp theo, cuộc tranh tài ở 9 lôi đài còn lại vẫn tiếp tục. Võ đài này của Diệp Phàm, đương nhiên là không ai dám mơ ước nữa. Bịch. Rất nhanh, trận đấu của Đông Phương Hạo Thiên và Đông Phương Lăng cũng kết thúc, người thua dĩ nhiên là Đông Phương Lăng. Thiên phú của anh không tệ, nhưng vẫn còn kém chút. Đông Phương Hạo Thiên đứng trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống Đông Phương Lăng nói. Lời nói của đối phương khiến Đông Phương Lăng cảm thấy vô cùng nhục nhã, hai mắt nhìn chằm chằm anh ta, tôi nhất định sẽ đánh bại anh. Tôi chờ. Đông Phương Hạo Thiên lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Đông Phương Hách. Sau đó, đài chủ của 8 lôi đài còn lại cơ bản đã được xác định. Lúc trước, đám người tranh đoạt thất bại lôi đài thứ nhất, Thẩm Thiên Quân, Viêm Khiếu, Hạng Thiếu Kiệt chia nhau chiếm những lôi đài khác. Nhưng ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ không cam lòng. Tạ Hạo cũng chiếm được một lôi đài. Được rồi, hiện tại tôi tuyên bố giải đấu bảng thanh lần này chính thức kết thúc. Lúc này, 10 đài chủ đứng trên 10 võ đài này chính là thập đại thiên kiêu đứng đầu bảng thanh năm nay, chúc mừng các vị. Đại trưởng lão Võ Minh lên tiếng. Ông ta bắt đầu phát phần thưởng cho số 2 tới số 9. Sau đó, ánh mắt của đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Phàm, ông khẽ cười, công tử, chúc mừng cậu đã đạt được hạng nhất bảng thanh lần này, theo như quy định phần thưởng dành cho thứ hạng cao nhất, cậu có thể vào tàng bảo các của Võ Minh để chọn 3 món quyền lợi, ngoài ra còn có một viên ngọc rồng, đồng thời cậu sẽ quản lý võ thần lệnh, trở thành thiếu chủ Võ Minh, không biết cậu có bằng lòng không? Tôi có thể nhìn võ thần lệnh không? Diệp Phàm nhìn đại trưởng lão Võ Minh nói. Đương nhiên có thể. Đại trưởng lão phất tay, lập tức có hai người mang theo một tách trà và một chiếc hộp đi tới. Người cầm hộp kia mở ra, lấy ra một tấm lệnh bài. Toàn bộ tấm lệnh bài này đều có màu vàng, phía trên còn có chữ thần. Đây chính là võ thần lệnh. Đại trưởng lão chỉ vào lệnh bài, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Võ thần lệnh đại biểu cho võ thần cổ Tam Thông, cũng đại diện cho quyền uy tối cao của giới võ đạo Long Quốc. Mặc dù cổ Tam Thông đã biết mất mấy chục năm, nhưng không một ai biết ông ấy còn sống hay đã chết, vậy nên ông vẫn chấn động toàn bộ giới võ đạo, uy danh vẫn còn đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho dù thế lực Võ Minh tụt giảm nhưng cũng không ai dám ra tay với Võ Minh. Bởi vì không ai có thể đảm bảo khi nào thủ lĩnh của Võ Minh, được xưng là võ thần, sẽ đột nhiên xuất hiện. Chính vì xuất phát từ loại kiêng kỵ này nên sau khi cổ Tam Thông biến mất nhiều năm mà vẫn không ai dám ra tay với Võ Minh. Vào lúc này, khi võ thần lệnh xuất hiện, mọi người ở đây đều có vẻ mặt khác nhau, rất nhiều người nhìn Diệp Phàm với ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Diệp Phàm nhìn tấm võ thần lệnh này, đang định cầm lấy thì đại trưởng lão Võ Minh nói, công tử, yên tâm chớ nóng vội, trước khi cậu tiếp nhận võ thần lệnh, mời cậu uống xong chén trà này, tuyên thệ trung thành với Võ Minh, lúc đó cậu mở có tư cách trở thành chủ nhân của võ thần lệnh. Vị đại trưởng lão này nói xong, một thuộc hạ khác đưa chén trà kia đến trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn lướt qua nước trà, hắn cầm lên, khẽ mỉm cười, đại trưởng lão, chén trà này không uống có được không? Không được,
đây là quy củ. Đại trưởng lão Võ Minh lắc đầu. Vậy sao, hạ độc trong chén trà này cũng là phép tắc à? Diệp Phàm thản nhiên nói. Vút, Diệp Phàm vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người ở đây đều thay đổi. Vẻ mặt của đại trưởng lão Võ Minh hơi thay đổi, sau đó ông ta nhìn Diệp Phàm với biểu cảm khó hiểu, công tử, cậu đây là có ý gì? Cậu nói lão phu đã bỏ độc vào chén trà này. Đúng vậy, chén trà này có độc, chắc hẳn là độc mãn tính. Đại trưởng lão muốn tôi uống trà này, dùng độc dược khống chế tôi đúng không? Tôn, nói. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Danh con, mày đừng có nói hưu nói vượn vu tội cho sư. Thẩm Thiên Quân lớn giọng quát Diệp Phàm. Người trẻ tuổi, cậu phải có trách nhiệm với những gì mình. Mấy vị trưởng lão Võ Minh đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không biết đại trưởng lão có dám uống chén trà này hay không? Nếu ông dám uống, tôi sẽ đích thân quỳ xuống xin lỗi ông. Diệp Phàm đưa chén trà đến trước mặt đại trưởng lão Võ Minh, vẻ mặt của đối phương khẽ đổi, công tử, cậu có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Phút. Đột nhiên, Diệp Phàm hất chén trà trong tay về phía đại trưởng lão, biểu cảm trên gương mặt đối phương lập tức thay đổi, nhanh chóng lùi về phía sau. Diệp Phàm nhân cơ hội lấy được võ thần lệnh. Danh con to gan, bỏ võ thần lệnh xuống. Lúc này, tất cả trưởng lão của Võ Minh đều lớn tiếng quát Diệp Phàm. Võ thần lệnh, chẳng qua chỉ là sản phẩm sao chép mà thôi. Diệp Phàm cầm võ thần lệnh, trong nháy mắt đã nghiền nát nó thành bột mịn. Khi võ thần lệnh bị phá hủy, tất cả mọi người đều kinh sợ. Cậu dám phá hủy võ thần lệnh? Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Võ thần lệnh này quả thật là giả. Đột nhiên, phó minh chủ Võ Minh Viêm Khiếu đi tới nói. Viêm Khiếu, ông có ý gì? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Viêm Khiếu. Võ thần lệnh thật được minh chủ làm từ sắt trong thiên thạch, không thể phá hủy, có thể so sánh với thần binh lợi khí, nhưng hôm nay tấm võ thần lệnh này lại bị bóp vỡ dễ dàng như vậy, tất nhiên không phải là đồ thật. Viêm Khiếu nói thẳng. Lời của ông ta, khiến mọi người bàn tán xôn xao. Viêm Khiếu, ông nói linh tinh gì vậy? Ông bảo đây không phải võ thần lệnh, vậy võ thần lệnh thật ở đâu? Đại trưởng lão nổi giận nhìn Viêm Khiếu. Võ thần lệnh thật ở đây. Diệp Phàm trực tiếp lấy ra võ thần lệnh thật. Ngay khi võ thần lệnh thật xuất hiện, vẻ mặt đại trưởng lão và những người của Võ Minh khác đều thay đổi. Sao có thể? Sao cậu lại giữ võ thần lệnh? Võ thần lệnh này chắc chắn là giả. Đại trưởng lão lớn giống nhìn võ thần lệnh trong tay Diệp Phàm. Năm đó minh chủ đã nói, chỉ cần rút lực lượng vào võ thần lệnh thì sẽ có thể phóng ra uy lực của nó, xin công tử hãy thử một lần, chứng minh lệnh bài này là thật hay giả. Lúc này, Viêm Khiếu nhìn võ thần lệnh nói. Diệp Phàm nghe Viêm Khiếu nói vậy thì rót lực lượng vào bên trong võ thần lệnh. Lúc này, chữ thần trên võ thần lệnh lóe lên ánh sáng lấp lánh. Một cỗ uy áp khủng bố bộc phát từ trong tấm lệnh bài, quét qua toàn bộ Thái Sơn, trấn áp tất cả mọi người ở đây. Đây là võ thần lệnh thật. Lúc này, ai nấy đều khiếp sợ. Vẻ mặt của đại trưởng lão trở nên vô cùng khó coi. Viêm Khiếu lại vô cùng kích động, ông ta nhìn Diệp Phàm rồi trực tiếp quỳ xuống nói, phó minh chủ Võ Minh Viêm Khiếu tham kiến thiếu chủ. Viêm Khiếu, ông làm cái gì đó? Đại trưởng lão quát Viêm Khiếu. Chỉ có người kế thừa của minh chủ mới có tư cách giữ võ thần lệnh, hiện tại công tử có võ thần lệnh, đương nhiên là truyền nhân của minh chủ. Viêm Khiếu nói, minh chủ đã biến mất mười mấy năm, cậu ta sao có thể là người kế thừa của minh chủ? Võ thần lệnh này chắc chắn là giả. Đại trưởng lão quát lạnh, ánh mắt ông ta nhìn về phía Diệp Phàm, cậu hủy đi võ thần lệnh, lấy ra một võ thần lệnh giả để giả mạo người thừa kế của minh chủ, dã tâm của cậu đúng là không nhỏ. Tất cả người của Võ Minh nghe lệnh, giết chết kẻ này. Đại trưởng lão của Võ Minh trực tiếp ra lệnh. Ông ta vừa ra lệnh, tất cả trưởng lão và đệ tử trung thành với ông ta đều lao về phía Diệp Phàm. Ai dám đụng tới thiếu chủ? Đột nhiên, Hắc Hổ trưởng lão quát lớn một tiếng rồi vọt tới. Thiên Cơ trưởng lão và Huyền Cơ trưởng lão nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Phàm, tham kiến thiếu chủ. Lão, cậu là thiếu chủ của Quỷ Cốc. Đại trưởng lão Võ Minh hướng mày nhìn Hắc Hổ trưởng. Không sai. Hôm nay, người nào dám động tới thiếu chủ thì chính là kẻ địch của Quỷ Cốc. Hắc Hổ trưởng lão quát lớn với vẻ mặt đầy sát khí. Lúc này, tất cả các thế lực đều khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phàm. Đầu tiên, người này là con trai Cuồng Long, sau đó lấy ra võ thần lệnh thật,
có vẻ như là người kế thừa của võ thần, không ngờ lại còn là thiếu chủ của quỷ cốc. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thân phận? Bối cảnh thân phận của thằng nhóc này thật là phức tạp. Tạ Thiên Bá khẽ cười nhìn Diệp Phàm. Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm, ánh mắt cũng lộ ra vẻ khác thường. Ngay khi thân phận thiếu chủ quỷ cốc của Diệp Phàm lộ ra, người của tứ đại gia tộc lánh đời đều trầm mặc, bọn họ đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt lạnh như băng. Thiếu chủ quỷ cốc, nộp mạng đây. Đại trưởng lão của tứ đại gia tộc ẩn thế quát lên. Tất cả đều lao về phía Diệp Phàm. Muốn chết. Lúc này, vẻ mặt Cơ Như Yên lạnh xuống, cô vọt lên. Cô vừa ra tay đã bộc phát năng lượng ngút trời, một chiêu đánh nổ tung cơ thể đối phương. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Cơ Như Yên lao vào đội ngũ của bốn gia tộc lánh đời, hóa thân thành ma nữ tóc trắng, đại khai sát giới. Chưa tới một phút, toàn bộ đã chết trong tay Cơ Như Yên. Lúc này, hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh, ai nấy đều chết đứng người. Phút. Ngay lúc này, hơn 1.000 người cầm dao nhọn xông lên Thái Sơn. Hơn 1.000 người mặc chế phục long hồn, tay cầm đao nhọn, cả người tản ra sát khí. Bọn họ xuất hiện ở đỉnh Thái Sơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Các thế lực võ đạo đều biến sắc khi thấy những người này. Đây không phải là long hồn hay sao? Tại sao người của long hồn lại xuất hiện ở đây? Mọi người bàn tán sôi nổi. Diệp Phàm nhìn thấy đám người này thì nhíu mày lại. Mặc dù những người này mặc chế phục long hồn nhưng trực giác của Diệp Phàm lại nói cho hắn, những người này không phải người long hồn. Mấy người là ai? Diệp Phàm nói. Chúng ta là người long hồn, vâng lệnh quốc chủ đến chém giết tất cả các người. Người đàn ông cầm đầu hơn 1.000 người này lạnh lùng nói. Tại sao quốc chủ lại muốn giết chúng ta? Giới võ đạo và triều đình vẫn luôn chung sống hòa bình. Nghe vậy, các chủ nhân thế lực võ đạo biến sắc, lên tiếng hỏi. Giới võ đạo và triều đình vẫn luôn chung sống hòa bình, không can thiệp vào chuyện của nhau. Bây giờ triều đình đột nhiên muốn ra tay với giới võ đạo làm cho bọn họ rất khiếp sợ. Hừ, sự tồn tại của các người đã uy hiếp đến quyền uy triều đình, không thể giữ lại. Người đàn ông cầm đầu khinh thường nói. Sắc mặt của người giới võ đạo vô cùng khó coi. Ngươi nói ngươi là người long hồn. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Người đàn ông kia lạnh lùng nói. Vậy ngươi biết ta không? Diệp Phàm hỏi đối phương. Ngươi là ai? Tại sao ta phải biết ngươi? Người đàn ông này khinh thường nói. Ngay cả ta cũng không biết, ngươi cũng dám nói mình là người long hồn. Mánh khóe bịp người này quá rác rưởi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Người đàn ông kia nhíu mày lại. Tổng chỉ huy long hồn, Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy ra chứng minh thân phận long hồn. Thấy vậy những người ở đây lại lần nữa kinh sợ, vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ thầm nghĩ rốt cuộc tên này có bao nhiêu thân phận. Con trai của cuồng long, truyền nhân võ thần, thiếu chủ quỷ cốc, tổng chỉ huy long hồn. Nhiều thân phận tề tụ lại một người, thực sự quá sức tưởng tượng. Bọn họ không ngờ tổng chỉ huy long hồn sẽ xuất hiện ở đây. Ngay cả ta cũng không biết, các người không phải người long hồn. Nói đi, rốt cuộc các người là ai? Diệp Phàm lạnh lùng quát. Hừ, chúng ta là người long hồn. Thân phận chứng minh này của ngươi là giả. Người đàn ông cầm đầu kia tiếp tục mạnh miệng. Diệp Phàm bước lên vọt đến trước mặt người đàn ông này, bóp chặt cổ tên này, lạnh nhạt nói, ta không nghĩ hỏi lại lần thứ ba, nói ra thân phận của các người. Người này nghẹn đỏ mặt nhưng vẫn không nói gì. Rắc. Diệp Phàm bóp nát cổ của người này, nhìn về phía hơn 1.000 người còn lại, nói, các người cũng không định nói đúng không? Giết. Diệp Phàm ra lệnh. Cơ Như Yên, Lâm Thị Âm, Đông Phương Hạo Thiên, người quỷ cốc ra tay lao vào chém giết hơn 1.000 người này. Những người khác ở đây nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên. Lên. Lúc này cự tử nhà họ Mạc Mạc Uyên lên tiếng. Ông ta dẫn người của mình xông ra ngoài. Dưới sự bao vây tiêu trừ của đám người quỷ cốc, Cơ Như Yên, Lâm Thi Âm, rất nhanh hơn 1.000 người đã tổn thất nặng nề. Bát ca, bỏ đi. Một người trong đám người kia hét lớn. Người nước Anh. Diệp Phàm nhíu mày, lạnh lùng nói, thì ra là đám người Anh món lòng, giết hết cho tôi. Phụt phụt phụt. Đám người Cơ Như Yên điên cuồng ra tay, hoàn toàn không cho những người này cơ hội rút lui. Cuối cùng. Hơn 1.000 người giả mạo long hồn, ý đồ khơi mào mâu thuẫn giữa giới võ đạo và triều đình đều chết thảm. Đám người Anh ti tiện. Diệp Phàm lạnh lùng nói.
Nếu hôm nay hắn không xuất hiện, một khi đám người nước Anh giả mạo Long Hồn và giới võ đạo Long Quốc đánh nhau, chắc chắn sẽ khơi mào mâu thuẫn giữa chính phủ và giới võ đạo, đánh vỡ cân bằng hai bên. Đến lúc đó rất nhiều võ giả sẽ trả thù xã hội, toàn bộ Long Quốc sẽ chìm trong bạo loạn, hậu quả không dám tưởng tượng. Hành vi ti tiện của đám người nước Anh này làm Diệp Phàm cực kỳ thống hận. Lại có người đến. Cơ Như Yên lên tiếng. Diệp Phàm nhìn về phía dưới chân núi Thái Sơn, có rất nhiều người mặc đồ đen đang đi lên đỉnh núi. Chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn người mặc áo đen, đeo mặt nạ đen, tay cầm các loại vũ khí xuất hiện, trên người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Những người này xuất hiện làm không khí ở hiện trường trở nên vô cùng áp lực, có cảm giác như đang trong địa ngục. So với đám người giả mạo Long Hồn vừa rồi, đám người áo đen này mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là bốn người cầm đầu, hơi thở trên người cực kỳ khủng bố, có cảm giác hít thở không thông. Các người lại là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi là người Võ Minh. Một trong bốn người cầm đầu lạnh lùng hỏi Diệp Phàm. Các người đến tìm Võ Minh. Diệp Phàm nhíu mày nói. Vâng lệnh chủ nhân Hắc Ám, hủy diệt Võ Minh. Người này quát lớn. Chủ nhân Hắc Ám. Mất người là người của hội nghị Hắc Ám. Phó Minh chủ Võ Minh Viêm khiếu khiếp sợ nói. Hội nghị Hắc Ám. Không ít tông chủ võ đạo nghe thấy bốn chữ này đều biến sắc. Hội nghị Hắc Ám là một thế lực cường đại cực kỳ cổ xưa của phương Tây, không thua kém huyết tộc, thánh điện, sức ảnh hưởng rất lớn. Tôn chỉ của tổ chức này là biến toàn bộ thế giới thành bóng tối, làm mọi người trở thành một phần của Hắc Ám. Nói đơn giản hơn, muốn tất cả dân chúng trên thế giới thần phục hội nghị Hắc Ám, tín ngưỡng bọn họ. Nếu để người khác biết được suy nghĩ này, sợ rằng sẽ cảm thấy đối phương điên rồi. Nhưng trên thực tế, hội nghị Hắc Ám lại suýt làm được. 30 năm trước, thế lực hội nghị Hắc Ám trải khắp các quốc gia phương Tây, vô số quốc gia, thế lực bị bao phủ trong bóng tối. Sau đó hội nghị Hắc Ám theo dõi quốc gia lớn nhất phương Đông Long Quốc. Bọn họ muốn khống chế Long Quốc, làm Long Quốc thần phục hội nghị Hắc Ám. Ngay lúc đó chủ nhân Hắc Ám xuất lĩnh 10 vạn quân đoàn Hắc Ám xông vào Long Quốc, muốn Long Quốc bao phủ trong bóng tối. Lúc đó đại quân Long Quốc không thể cản được sự tiến công của hội nghị Hắc Ám. Vào thời khắc quan trọng, Minh chủ Võ Minh xuất lĩnh Võ Minh và các lực lượng giới võ đạo chiến đấu với hội nghị Hắc Ám. Sau trận chiến đó, hội nghị Hắc Ám bị tổn thất nặng nề, thế lực trải rộng các quốc gia phương Tây cũng bị các thế lực khác tranh thủ thâu tóm. Từ đó về sau, hội nghị Hắc Ám hoàn toàn yên lặng, không còn xuất hiện nữa. Nhưng không ngờ 30 năm sau bọn họ lại xuất hiện. Diệp Phàm nghe thấy bốn chữ hội nghị Hắc Ám, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Lúc trước hắn từng nghe nhị sư phụ nhắc đến hội nghị Hắc Ám. Không ngờ nhiều năm trôi qua, bọn họ lại xuất hiện. Hiển nhiên lần này bọn họ đến báo thù. Sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi, đặc biệt là người Võ Minh, sắc mặt ngưng trọng. Hôm nay tất cả các người đều phải chết. 30 năm trước bởi vì các người làm cho hội nghị Hắc Ám bị tổn thất nặng nề, hôm nay ta muốn các người nợ máu trả máu. Bốn người đàn ông cầm đầu lạnh lùng quát. Bọn họ tản ra uy áp khủng bố, tất cả đều là cao thủ quân cảnh. Hôm nay đúng là rất náo nhiệt, không ngờ người của hội nghị Hắc Ám cũng đến. Lúc này một tiếng cười vang lên. Khi hội nghị Hắc Ám tổ chức trên đỉnh Thái Sơn, một giọng nói nghiền ngẫm đột nhiên vang lên. Hôm nay náo nhiệt thật đấy, không ngờ ngay cả người của hội nghị Hắc Ám cũng tới đây. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn qua, liền nhìn thấy gần 3.000 người xuất hiện ở đây. Trên người của những người này đều toát ra khí tức giết chóc mạnh mẽ, giống như một nhóm đao phủ đến từ chiến trường Tu La, tràn đầy sát khí. Trong số đó, cầm đầu là một người đàn ông có vết đao sẹo trên mặt, có một đôi mắt như chim ưng, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác không rét mà run. Khí tức tỏa ra từ trên người càng khiến người ta có cảm giác nghẹt thở mãnh liệt. Các người là ai? Viêm Khiếu nhìn những người này, nhíu mày. Ngoại vực, Điện Thiên Thần. Người đàn ông mặt sẹo trực tiếp hét lên, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn, tràn đầy sát khí. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi đối phương tự tiết lộ thân phận, mọi người có mặt lại lần nữa bị sốc. Về tình hình của ngoại vực, các thế lực tông môn lớn trong giới võ đạo của Long Quốc có mặt ở đây vẫn có chút hiểu biết. Đồng thời bọn họ cũng biết Điện Thiên Thần là tổ chức đứng đầu của ngoại vực. Nhưng tại sao hôm nay Điện Thiên Thần lại xuất hiện ở đây? Điện Thiên Thần. Giới võ đạo của Long Quốc chúng tôi không liên quan gì đến ngoại vực của các người, hôm nay các người là vậy là có ý gì?
Viêm Khiếu trầm giọng nói. Không có quan hệ. Năm đó, khi chủ của Võ Minh các người, Cổ Tam Thông, xông vào điện thiên thần của tôi, giết chết tất cả cường giả trong điện thiên thần của tôi, thậm chí còn làm bị thương điện chủ của điện thiên thần, ngay cả vết sẹo trên mặt của tôi đều là do ông ta gây ra vào năm đó, cái này gọi là không có quan hệ gì sao? Người đàn ông mặt sẹo hét lên với khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát ý vô tận, sát khí trên người tràn ra cuồn cuộn. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Họ không ngờ rằng võ thần lại có ân oán với điện thiên thần. Đây là chuyện bọn họ không biết, ngay cả Viêm Khiếu và các thành viên khác của Võ Minh cũng không biết. Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, trước đó hắn còn tưởng rằng tứ sư phụ của mình, sát thần Tu La, có thù oán với điện thiên thần, nhưng không ngờ rằng nhị sư phụ của hắn cũng có thù oán với điện thiên thần. Cho nên, các người cũng tới đây để báo thù. Lúc này, Viêm Khiếu nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng vậy. Chỉ không ngờ lại gặp được người của hội nghị hắc ám ở đây. Người đàn ông mặt sẹo vừa nói vừa liếc nhìn những người trong hội nghị hắc ám, mọi người, tại sao hôm nay chúng ta không hợp lực để tiêu diệt Võ Minh này và giới võ đạo của Long Quốc? Các người giết của các người, chúng tôi giết của chúng tôi, không liên quan gì đến nhau. Bốn vị chủ tịch hội nghị hắc ám mới dẫn đầu hội nghị hắc ám hét lên một cách lạnh lùng. Giết! Nói xong bọn họ trực tiếp bắt đầu hành động. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi nữa, giết, chỉ cần là đệ tử của Võ Minh, không chừa một ai. Người đàn ông mặt sẹo ra lệnh, 3.000 tinh anh từ điện thiên thần phía sau ông ta cũng đồng thời lao ra. Trong lúc nhất thời, một trận hỗn chiến nổ ra trên đỉnh Thái Sơn. Mà trong mắt Diệp Phàm lại lóe lên ánh sáng lạnh lùng, hắn vung ra một con dao găm màu đen lao vào giết chóc, điên cuồng tàn sát người của hội nghị hắc ám và điện thiên thần. Cơ Như Yên và Lâm Thi Âm đều sôi nổi ra tay, hai người bọn họ, một người tấn công dữ dội, trong khi người còn lại chơi đàn, sử dụng âm nhạc để phát động đòn tấn công quy mô lớn. Hôm nay thật náo nhiệt. Xa xa Tạ Thiên Bá cười nghiền ngẫm, ông ta vung lên một chưởng, liền có hơn chục tên trong hội nghị hắc ám bị giết. Lúc này, toàn bộ thế lực trên Thái Sơn buộc phải đoàn kết lại, bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt với người của hội nghị hắc ám và điện thiên thần. Dưới chân núi Thái Sơn, lúc này đã xuất hiện một đội quân dày đặc gồm 10 vạn quân. Họ là quân của chiến khu Trung Bộ, do Từ Diễn và Thu Minh chỉ huy. Báo cáo. Lúc này, một lính tiền tiêu của đội đã nhanh chóng bước đến. Chuyện gì đang xảy ra trên đó vậy? Từ Diễn lạnh lùng nói. Những người của hội nghị hắc ám và điện thiên thần từ ngoại vực tới, họ đang chiến đấu với Võ Minh và các thế lực võ đạo khác. Lính tiền tiêu của đội cho biết. Hội nghị hắc ám. Điện thiên thần. Đúng là lộn xộn. Trong mắt Từ Diễn lóe lên sự lạnh lùng, nói, Diệp Phàm ở đâu? Hiện tại thế nào? Diệp Phàm đã giành được vị trí đứng đầu của thanh bảng, nhưng... Đôi mắt của lính tiền tiêu lóe lên. Nhưng cái gì? Nói đi. Từ Diễn lạnh lùng hét lên. Lập tức, người này nói ra việc Diệp Phàm đã lấy ra võ thần lệnh thật sự, hắn bị nghi ngờ là đệ tử của võ thần. Hắn là đệ tử của Cổ Tam Thông. Làm sao có thể? Từ Diễn nghe được tin này, cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại nhân, nếu cậu ta thật sự là đệ tử của võ thần, nếu chúng ta ra tay với cậu ta, một khi làm võ thần nổi giận, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Lúc này, Thu Minh, thống soái của chiến khu Trung Bộ, nhìn Từ Diễn và nhắc nhở ông ta. Sợ cái gì? Cho dù cậu ta là đệ tử võ thần thì thế nào? Võ thần đã biến mất bao nhiêu năm rồi, có thể đã chết từ lâu rồi. Huống chi thế lực phía sau tôi và đại ca cũng không sợ võ thần. Từ Diễn khinh thường nói. Đi, chúng ta lên núi xem náo nhiệt đi. Lập tức, Từ Diễn đi lên núi. Trên núi, khi Diệp Phàm ra tay điên cuồng, một số lượng lớn cường giả của hội nghị hắc ám và điện thiên thần đều chết thảm trong tay hắn. Bốn vị chủ tịch hội nghị hắc ám của hội nghị hắc ám và người đàn ông mặt sẹo của điện thiên thần đều chú ý tới Diệp Phàm. Tất cả đều bị sốc khi nhìn thấy sức mạnh mà Diệp Phàm thể hiện. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lập tức bọn họ lao về phía Diệp Phàm, đứng ở trước mặt hắn. Nhãi danh, cậu là ai? Người đàn ông mặt sẹo nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hét lên. Võ Minh thiếu chủ, Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề khách khí mà nói một cách lạnh lùng. Thiếu chủ của Võ Minh. Cậu là đệ tử của Cổ Tam Thông. Người đàn ông mặt sẹo và bốn vị chủ tịch hội nghị hắc ám đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Đúng vậy. Diệp Phàm trực tiếp thừa nhận. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sắc mặt năm người đột nhiên thay đổi,
kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Những người của Võ Minh có mặt ở đây cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, họ không ngờ rằng đối phương thực sự là đệ tử của Minh Chủ. Không ngờ Cổ Tam Thông còn có đệ tử, nếu đã như vậy thì cậu hãy chuộc tội thay cho sư phụ của cậu đi. Sắc mặt của người đàn ông mặt sẹo rất lạnh lùng, vung một cây đao dài và vung mốt đao bổ về phía Diệp Phàm. Bùm! Một đao này uy lực và nặng nề, ẩn chứa sát khí vô tận, mang đến cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt, khiến người ta hoàn toàn không thể phản kháng khi đối mặt với một đao này. Mà Diệp Phàm vung kiếm lên, trực tiếp đón nhận một đao này của đối phương, đánh bật đối phương ra sau. Lúc này, bốn vị chủ tịch hội nghị hắc ám lại nhân cơ hội tấn công Diệp Phàm. Thực lực của bốn người họ đều đã tiến vào quân cảnh, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Bốn người này ra tay đủ sức quét sạch phần lớn giới võ đạo. Nhưng ở trước mặt Diệp Phàm, bọn họ vẫn chưa đủ mạnh. Diệp Phàm vung con dao găm màu đen và dùng hết sức lực vung ra. Đột nhiên, một luồng kiếm khí sắc bén bộc phát, xé toạc không gian, không thể ngăn cản, va chạm với đòn tấn công của bốn người này. Bùm! Một tiếng động lớn kinh hoàng vang lên. Bốn vị chủ tịch hội nghị hắc ám mới của hội nghị hắc ám đã nôn ra máu, bay ra ngoài ngay lập tức và đập xuống đất. Vèo! Vào thời điểm quan trọng, người đàn ông mặt sẹo của Điện Thiên Thần đã lại nhân cơ hội để chém ra một đao nữa. Keng! Diệp Phàm dùng kiếm chém ra, kích thích long lực trong cơ thể, khiến thân kiếm tỏa ra ánh sáng vàng rực, phát ra một tiếng kiếm ngân vang chói tai. Rắc! Một giây tiếp theo, cây đao dài trong tay của người đàn ông mặt sẹo bị một kiếm của Diệp Phàm cắt đứt, mà thanh kiếm của hắn mạnh mẽ vung tới, trong nháy mắt đã xẹt qua cổ của người đàn ông mặt sẹo. Phụt! Khi một cột máu phun trào ra từ cổ của người đàn ông mặt sẹo, đầu ông ta lăn xuống đất. Vị cường giả của Điện Thiên Thần này đã bị Diệp Phàm trực tiếp chặt đầu bằng một kiếm. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều bị sốc. Xoẹt! Đột nhiên, Diệp Phàm cảm thấy sống lưng lạnh buốt, một cỗ lực lượng kinh khủng từ sau lưng bộc phát ra, trong nháy mắt khiến toàn thân hắn lạnh buốt. Cẩn thận! Lúc này, đám người Lâm Thi Âm, Cơ Như Yên và trưởng lão Hắc Hổ nhìn Diệp Phàm và hét lên. Sức mạnh khủng khiếp đằng sau Diệp Phàm đến từ đại trưởng lão của Võ Minh. Trong lúc Diệp Phàm đang giết chết những cường giả của Điện Thiên Thần, đại trưởng lão của Võ Minh đã dùng hết sức lực để đánh lén hắn, định giết hắn chỉ bằng một đòn. Thực lực của vị đại trưởng lão Võ Minh này cũng đã đạt đến quân cảnh, với đòn dùng hết sức lực của ông ta, cộng thêm yếu tố đánh lén, người dưới quân cảnh cấp 5 căn bản không thể chống đỡ được. Bước vào quân cảnh, mỗi lần muốn tăng lên một cấp đều khó như lên trời, phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Vì vậy, đại trưởng lão của Võ Minh tin chắc rằng cho dù Diệp Phàm có bước vào quân cảnh, thì nhiều nhất cũng vẫn ở trong quân cảnh cấp 3, căn bản không thể ngăn chặn được đòn tấn công của ông ta. Bùm! Đại trưởng lão của Võ Minh trực tiếp đánh một đòn vào lưng Diệp Phàm, hắn cũng không né tránh cũng không phản kháng mà đón đỡ một trưởng này của ông ta. Lập tức sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lâm Thi Âm, Cơ Như Yên và những người ở quỷ cốc đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt lo lắng. Khóe miệng đại trưởng lão Võ Minh hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Rốt cuộc thì cậu vẫn còn quá trẻ. Đại trưởng lão nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Ông chưa ăn cơm sao, chỉ có chút sức lực này thôi à? Đột nhiên, lời nói của Diệp Phàm trực tiếp làm vẻ mặt của đại trưởng lão Võ Minh cứng lại, hai mắt trợn to không thể tin nổi. Chỉ nhìn thấy Diệp Phàm nhận một đòn toàn lực từ đại trưởng lão Võ Minh, nhưng dường như không có chuyện gì xảy ra, chẳng những không hộc máu, thậm chí biểu cảm cũng không thay đổi, hắn còn quay đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt ghét bỏ. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Tất cả bọn họ đều trợn mắt nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt chấn động. Chịu đựng một đòn toàn lực từ một cường giả quân cảnh, mà hắn vẫn bình yên vô sự, điều này làm sao có thể? Ngay cả khi cả hai đều là cường giả quân cảnh, cũng không thể chịu một đòn từ một cường giả quân cảnh khác và vẫn bình an vô sự, đúng không? Trừ khi thực lực của đối phương đã đủ mạnh để có thể bỏ qua các đòn tấn công của những cường giả quân cảnh. Vậy tu vi này phải đáng sợ đến mức nào? SSSS. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả của các thế lực có mặt ở đây đều nhìn Diệp Phàm, hít sâu một hơi. Vị thiên tài mang nhiều thân phận này thật sự quá xuất sắc, quá đáng sợ. Cậu, sao cậu có thể? Lúc này, đại trưởng lão của Võ Minh nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt không thể tin được nói. Làm sao có thể không bị thương? Với chút sức lực này của ông, có thể làm tôi bị thương được sao? Diệp Phàm cười khinh thường. Nói xong, hắn vung tay lên,
lập tức tóm lấy cổ họng đối phương, nhấc ông ta lên. Đại trưởng lão Võ Minh làm giả võ thần lệnh, sát hại thiếu chủ, tội đáng phải chết. Giác! Diệp Phàm nhìn mọi người có mặt, quát lạnh một tiếng, vừa nói xong hắn đã bẻ gãy cổ đại trưởng lão của Võ Minh. Bùm! Hắn vung tay một cái, thi thể của đại trưởng lão Võ Minh tùy tiện bị ném xuống đất, chết không nhắm mắt. Sư tôn! Thẩm Thiên Quân nhìn sư tôn của mình bị giết, trên mặt hiện lên sự đau khổ, kêu lên. Còn cậu nữa, đi theo sư tôn của cậu đi. Diệp Phàm liếc nhìn Thẩm Thiên Quân, lạnh lùng nói. Đối với kẻ thù, hắn luôn diệt trừ tận gốc, nếu Thẩm Thiên Quân này là đệ tử của đại trưởng lão Võ Minh, vậy thì không thể giữ lại được. Thiếu chủ, Thiên Quân là thiên tài hiếm thấy của Võ Minh, xin hãy tha mạng cho nó. Lập tức, một trưởng lão của Võ Minh nhìn Diệp Phàm cầu xin. Trên đời này thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Diệp Phàm thờ ơ nói. Nói xong, hắn vung kiếm chém ra, đưa Thẩm Thiên Quân xuống địa ngục đi cùng sư tôn của anh ta. Lập tức, Diệp Phàm tự lẩm bẩm, thân thể của mình cũng khá là mạnh mẽ. Sở dĩ vừa rồi hắn không bị thương khi nhận đòn từ đại trưởng lão của Võ Minh, tất cả đều là do thân thể mạnh mẽ này của hắn. Diệp Phàm trước đó đã luyện hóa toàn bộ sức mạnh do Long Tỷ phóng thích ra, khiến thể lực của thân thể này đạt tới trình độ cực cao, nhưng hắn vẫn chưa xác định nó mạnh đến mức nào. Sở dĩ vừa rồi hắn không chống cự lại đòn tấn công từ đại trưởng lão của Võ Minh là vì hắn muốn kiểm tra sức mạnh cơ thể của mình. Không ngờ một đòn của đối phương lại không hề làm hắn bị thương. Điều này cho thấy thể chất của Diệp Phàm bây giờ mạnh đến mức nào. Khi Diệp Phàm dứt khoát giết chết hai thầy trò đại trưởng lão Võ Minh, đã trực tiếp gây chấn động toàn bộ Võ Minh. Hắn tiếp tục hành động, tàn sát người của hội nghị Hắc Ám và Điện Thiên Thần. Rút lui. Bốn vị chủ tịch hội nghị Hắc Ám bị thương đột nhiên hét lên. Họ đứng dậy và bỏ chạy xuống núi. Trong lúc nhất thời, những người còn lại trong hội nghị Hắc Ám và những tinh anh còn lại của Điện Thiên Thần cũng bỏ chạy tứ tán. Cộp cộp cộp. Nhưng giây tiếp theo, những tiếng bước chân nặng nề lại vang lên. Một lượng lớn binh lính võ trang đầy đủ, trang bị súng ống xuất hiện ở đây. Bọn họ trực tiếp bao vây toàn bộ đỉnh Thái Sơn. Súng trên tay họ chĩa thẳng vào tất cả những người có mặt ở đây. Ngay lập tức, vẻ mặt của các võ giả có mặt đều thay đổi. Diệp Phàm nhìn đám người này, cau mày, lạnh lùng nói, các người đến từ quân đoàn nào? Lúc này, Từ Diễn và Thu Minh bước ra. Thống soái Thu. Diệp Phàm nhìn Thu Minh, trong nháy mắt đã hiểu được lai lịch của đội quân này, nhìn đối phương nói, thống soái Thu, ý của ông là sao? Thu Minh không nói gì và liếc nhìn Từ Diễn. Mà Diệp Phàm nhìn Từ Diễn, ông là ai? Em trai của Từ Long Tượng, Từ Diễn. Từ Diễn hét lên lạnh lùng. Lập tức, sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng nói, không nghĩ tới Từ Long Tượng còn có em trai, sao vậy? Hôm nay ông mang theo đội quân chiến khu trung bộ tới đây là để báo thù sao? Cậu đã giết anh trai và cháu trai của tôi, đương nhiên tôi phải báo thù cho bọn họ. Từ Diễn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với sự căm ghét trong mắt. Ngay cả anh trai của ông cũng không thể giết được tôi, ông cho rằng có thể giết tôi bằng những khẩu súng này sao? Diệp Phàm khinh thường nói. Có thể bọn họ không thể giết được cậu, nhưng có người làm được. Từ Diễn hừ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng. Ai? Diệp Phàm tò mò hỏi. Tôi. Đột nhiên, một giọng nói trầm trầm vang dội khắp đỉnh Thái Sơn. Khi giọng nói trầm ấm này vang lên, một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xám có hoa văn long tượng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người này ăn mặc theo phong cách cổ điển như thể đến từ thời cổ đại, mang đến cho người ta một cảm giác áp bức vô hình. Người này vừa xuất hiện, không khí hiện trường chìm xuống, trở nên vô cùng u ám. Các võ giả có mặt nhìn người đàn ông này, tim đập thình thịch, vẻ mặt nặng nề. Bái kiến chấp sự đại nhân. Từ Diễn cung kính kêu lên với người này. Chấp sự. Diệp Phàm nhìn người này một cái, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Là cậu đã giết Từ Long Tượng. Người đàn ông liếc nhìn Diệp Phàm rồi nói. Đúng vậy, ông là gì của Từ Long Tượng? Diệp Phàm nhìn người này, nhếch miệng. Từ Long Tượng là đệ tử ngoại môn của Long Tượng Tông của tôi. Người này nói thẳng. Long Tượng Tông. Diệp Phàm nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói đến Long Tượng Tông. Hơn nữa hắn cũng không ngờ Từ Long Tượng còn là đệ tử ngoại môn của một tông môn nào đó. Những người có mặt nghe thấy Long Tượng Tông đều cảm thấy tò mò, bọn họ chưa từng nghe nói đến Long Tượng Tông, đây là tông môn gì. Tuy nhiên,
Khi Tạ Thiên Bá nghe được ba chữ Long Tượng Tông, sắc mặt của ông ta lại thay đổi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, Long Tượng Tông cũng xuất hiện. Chấp sự đại nhân, đây là người đã giết anh trai tôi, xin chấp sự đại nhân hãy làm chủ cho anh trai tôi. Từ Diễn cúi đầu nói với người này. Ai giết người của Long Tượng Tông, đều phải chết. Người này lạnh lùng và tàn nhẫn nói. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, cậu tự sát đi. Tự sát, ha ha. Diệp Phàm nghe vậy, cười lạnh nhìn đối phương, muốn tôi tự sát, ông nghĩ ông là ai? Những lời này trực tiếp khiến sắc mặt của người đàn ông trở nên lạnh lùng, nhìn Diệp Phàm, nếu cậu đã không đồng ý, vậy tôi sẽ tiễn cậu một đoạn. Xoẹt. Trong nháy mắt, vị chấp sự của Long Tượng Tông này xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, đánh ra một chưởng về phía hắn. Khi một chưởng này được đánh ra, chân khí khổng lồ hóa thành chân long bay lên trời, cự tượng lao ra, thế như trẻ tre đánh về phía Diệp Phàm. Bóng của Long Tượng này rất sống động, như thể là chân long và cự tượng thật, nó tỏa ra sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, cường đại hơn gấp chục lần so với đòn Long Tượng mà từ Long Tượng đánh ra. Đối mặt với một đòn này, Diệp Phàm nhíu mày, điều động long lực, sử dụng long quyền, trực tiếp tung cú đấm ra. Ầm ầm. Đột nhiên, một loạt tiếng nổ chói tai trực tiếp vang lên. Một đòn của Diệp Phàm và chấp sự của Long Tượng Tông giống như hai hành tinh đụng vào nhau, long trời lở đất. Năng lượng khổng lồ phát ra, trực tiếp đánh bay mọi người đứng xung quanh. Dưới một đòn này, Diệp Phàm lùi lại ba bước, chấp sự Long Tượng Tông liên tục lùi lại. Cảnh này khiến Từ Diễn giật mình, hắn ta không ngờ ngay cả chấp sự của Long Tượng Tông cũng không thể bắt được tên này. Tôi không ngờ trong thế tục lại có một thiên tài như cậu, là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Chấp sự của Long Tượng Tông nhìn Diệp Phàm, ánh mắt ông ta sáng lên. Người trẻ tuổi, tôi có thể cho cậu một cơ hội sống sót, gia nhập Long Tượng Tông của tôi có thể không giết cậu. Vị chấp sự này nhìn Diệp Phàm nói, rõ ràng là rất coi trọng thiên phú của hắn. Ông quỳ xuống dập đầu với tôi ba cái, tôi có thể không giết ông. Diệp Phàm không khách sáo trả lời. Ngông cuồng, ngạo mạn. Vẻ mặt của vị chấp sự này lạnh lẽo, ông ta thi triển công pháp, đột nhiên hét lên, nhất long tam tượng chi lực. Ầm. Ngay lập tức, một tiếng gầm phát ra từ cơ thể vị chấp sự này. Bốn tia sáng nhanh chóng bắn ra, biến thành một chân long và ba cự tượng trên không trung. Cảnh này khiến tất cả những người có mặt đều bị sốc. Khi một long ba tượng này xuất hiện, phóng ra áp lực cực kỳ khủng bố, đàn áp toàn bộ mọi người. Lực lượng của vị chấp sự này tăng lên một cách điên cuồng, đến mức khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Chết! Ông ta trừng mắt nhìn Diệp Phàm, lại đánh ra một cú đấm. Ầm! Một cú đấm này được đánh ra, trên không trung vang lên một tiếng nổ lớn, không khí bị tiêu diệt, không gian bị bóp méo. Diệp Phàm đứng đó, cảm giác được một cỗ lực lượng như rời núi lấp biển đang lao về phía mình, áp đảo không thể ngăn cản. Võ toái càn khôn! Lúc này, vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Hắn huy động toàn bộ lực lượng toàn thân, thi triển tuyệt kỹ của nhị sư phụ. Chiêu này với chiêu võ phá thương khung mà hắn dùng để đối phó với Từ Long Tượng xuất phát từ một võ kỹ, được chia làm ba thức, đây là thức thứ hai. Ầm. Khi Diệp Phàm đánh ra một cú đấm, bầu trời nổ tung, thế giới vỡ vụn. Uy lực của một cú đấm này khiến tất cả những người có mặt tại đây đều cảm nhận được cảm giác chết chóc và nghẹt thở mãnh liệt. Bọn họ sửng sốt nhìn Diệp Phàm. Ngay lập tức, cú đấm này và cú đấm của chấp sự Long Tượng Tông va chạm mạnh vào nhau. Răng rắc. Nắm đấm của vị chấp sự này nổ tung tại chỗ, bao gồm toàn bộ cánh tay và thậm chí toàn bộ cơ thể, tứ chi bị đứt lìa, máu và nội tạng vương vãi khắp nơi. Một long và ba tượng lập tức biến thành bong bóng rồi tan biến. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, vẻ mặt cứng đờ. Đỉnh núi Thái Sơn càng thêm yên tĩnh. Từ Diễn hoàn toàn choáng váng. Thằng nhóc này thực sự rất mạnh. Sợ là lần này Long Quốc sẽ rất náo nhiệt đây. Tạ Thiên Bá nhìn Diệp Phàm rồi lẩm bẩm. Sau đó ông ta liếc nhìn Tạ Hạo, tức giận nói, con nhìn người ta rồi nhìn lại con xem, tại sao con lại không di truyền thiên phú của ông đây chứ? Cha già, con sao có thể so với Diệp thiếu được? Ai so với hắn mà không tức chết chứ? Tạ Hạo bất lực nói. Con so với ai mà cha không tức chết chứ? Khi nào về, tranh thủ thời gian cút đi tu luyện thật tốt cho cha, không trở thành cường giả thật sự thì đừng nghĩ thoát ra. Tạ Thiên Bá tức giận nói. Diệp thiếu, lần này anh lại làm khổ tôi rồi. Đột nhiên, Tạ Hạo nhìn Diệp Phàm, buồn bã nói. Hô,
Lúc này, Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, một cú đấm này tuy uy lực rất mạnh nhưng lại tiêu hao rất nhiều lực lượng. Sau khi thực hiện cú đấm này, Diệp Phàm cảm thấy toàn bộ lực lượng của mình đã cạn kiệt, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Đúng là đệ tử của Cổ Tam Thông, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực cao siêu, trên thế giới này sợ là không ai cản nổi cậu. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, vang vọng bên tai Diệp Phàm. Giọng nói này làm linh hồn của Diệp Phàm bị chấn động, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, nửa quỳ trên mặt đất. Lâm Thi Âm, đám người Cơ Như Yên thấy Diệp Phàm nôn ra máu, sắc mặt đều thay đổi. Kẻ thù mạnh đang đến. Thiên Cơ trưởng lão của Quỷ Cốc nheo mắt lại, thấp giọng nói. Khí tức mạnh quá. Tạ Thiên Bá cũng nhíu mày, nhìn xung quanh. Mà vẻ mặt của Sở Cửu Ca cũng có chút thay đổi. Lúc này, mọi người nhìn xung quanh, chỉ thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen, mang mặt nạ nửa mặt, đôi mắt lạnh lùng khát máu chậm rãi bước đến. Khi người đàn ông này xuất hiện, trái tim của những người có mặt đều trầm xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được. Ông ta là ai? Hắc Hổ trưởng lão nhìn người đàn ông này nhíu mày. Thủ hộ Long Cấm. Thiên Cơ trưởng lão trịnh trọng nói. Nghe Thiên Cơ trưởng lão nói vậy, vẻ mặt của Hắc Hổ trưởng lão và Thiên Cơ trưởng lão đều thay đổi. Thủ hộ Long Cấm, tại sao bọn họ lại đến đây? Chẳng lẽ bọn họ đến đối phó với thiếu chủ? Vậy thì không phải thiếu chủ sẽ gặp nguy hiểm sao? Vẻ mặt Huyền Cơ trưởng lão có chút nặng nề, nói liên tục. Cho dù hôm nay có chết thì cũng không thể để ông ta tổn thương đến thiếu chủ dù chỉ một chút. Hắc Hổ trưởng lão lạnh lùng hét lên. Lúc này, Diệp Phàm nhíu mày nhìn người này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Người này vừa xuất hiện, trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm này, vì vậy có thể thấy thực lực của người này rất mạnh. Quan trọng nhất là lực lượng của hắn hiện tại đã cạn kiệt, lại khó có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn. Lúc này, sự xuất hiện của một cường giả như vậy quả thực là một mối nguy hiểm đối với hắn. Ông là ai? Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn đối phương rồi hỏi. Thủ hộ Long Cấm, Phá Thiên. Người đàn ông đeo mặt nạ nửa mặt nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Thủ hộ Long Cấm. Diệp Phàm nhìn đối phương nhíu mày. Thực lực của cậu khá cao, nhưng thật đáng tiếc, sự tồn tại của cậu đã gây nguy hiểm cho sự ổn định của Long Quốc, đe dọa chính quyền của triều đình. Vì vậy, cậu phải chết. Người đàn ông này nhìn Diệp Phàm, giống như Diêm Vương đang phán xét, nói ra kết quả của bản án. Nói xong, ông ta đánh thẳng về phía Diệp Phàm không hề do dự. Hắc Hổ trưởng lão, Huyền Cơ trưởng lão, Thiên Cơ trưởng lão lần lượt đứng ở trước mặt người đàn ông này. Lâm Thi Âm, Cơ Như Yên và Đông Phương Hạo Thiên đều toát ra khí tức lạnh lẽo, bọn họ đứng trước mặt người này, tư thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Các người muốn bảo vệ cậu ta. Phá Thiên lạnh lùng nói. Cậu ấy là thiếu chủ của Quỷ Cốc, nếu ông dám động đến cậu ấy, Quỷ Cốc và ông sẽ ở thế đối lập với nhau. Hắc Hổ trưởng lão nhìn đối phương lạnh lùng nói. Cậu ta còn là người của Quỷ Cốc. Vậy thì cậu ta càng đáng chết hơn. Nếu cậu ta tiếp tục phát triển, nhất định sẽ uy hiếp đến triều đình. Phá Thiên lạnh lùng nói. Nói xong, ông ta đánh ra một trường. Trường này của ông ta và đoàn tấn công của ba vị trưởng lão Quỷ Cốc cùng ba người Lâm Thi Âm va vào nhau, gây ra một tiếng động lớn. Cùng với tiếng động lớn này, ba vị trưởng lão của Quỷ Cốc và ba người Lâm Thi Âm đều bị đánh lui. Hôm nay không ai có thể cứu được cậu ta. Ánh mắt Phá Thiên lạnh lùng, khát máu nhìn Diệp Phàm. Ông không thể giết anh ấy. Lúc này, Sở Cửu Ca đi tới, lạnh lùng nhìn về phía thủ hộ Long Cấm Phá Thiên. Cô là ai? Phá Thiên liếc nhìn Sở Cửu Ca. Sở tộc Sở Cửu Ca. Sở Cửu Ca trực tiếp nói. Sở tộc. Sở tộc cô nói chẳng lẽ là. Nghe Sở Cửu Ca nói, vẻ mặt Phá Thiên thay đổi, nhìn đối phương với vẻ khó tin. Đúng vậy. Chính là sở tộc mà ông đang nghĩ. Sở Cửu Ca lạnh lùng nói. Ầm một tiếng, ánh mắt Phá Thiên đầy kinh ngạc, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Cô lại là người của gia tộc đó à? Phá Thiên nhìn Sở Cửu Ca với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói, nhưng tại sao cô lại muốn bảo vệ cậu ta? Anh ấy là vị hôn phu của tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ anh ấy. Sở Cửu Ca lạnh lùng nói. Hôn phu. Lúc này, Phá Thiên nhíu mày, đôi mắt lóe sáng liên tục. Phá Thiên, tôi khuyên ông không nên giết cậu ta. Tạ Thiên Bá bước tới, nhìn Phá Thiên hừ nhẹ rồi nói.
Tạ Thiên Bá. Phá Thiên nhìn thấy Tạ Thiên Bá thì sắc mặt lại thay đổi, kinh ngạc nói, ông cũng muốn bảo vệ thằng nhóc này sao? Cậu ta và gia đình tôi có quan hệ khá tốt, cậu ta gặp nạn, đương nhiên tôi không thể ngồi yên. Tạ Thiên Bá ngoáy mũi không hề để ý hình tượng nói. Cha, chú ý hình tượng của mình chút đi. Tạ Hạo không thể không nhắc nhở. Người nên sống thoải mái, hình tượng chả có tác dụng gì. Tạ Thiên Bá bĩu môi xem thường. Phá Thiên nhìn Tạ Thiên Bá, vẻ mặt không ngừng thay đổi, trong lòng đang do dự. Sự có mặt của một thành viên sở tộc đã khiến ông ta cảm thấy áp lực, bây giờ có thêm Tạ Thiên Bá lại càng khó đối phó hơn. Trong mắt một số người, Tạ Thiên Bá có thể chỉ là gia chủ nhà họ Tạ, một trong năm gia tộc đứng đầu giới võ đạo. Nhưng Phá Thiên biết rất rõ thực lực của Tạ Thiên Bá chắc chắn không kém hơn ông ta. Tên này tuy bề ngoài nhếch nhác giống như ăn xin nhưng chắc chắn là cao thủ, thực lực đã thăng cấp lên một cấp độ cao hơn trong giới cường giả. Bất cứ ai đe dọa đến Long Quốc đều phải chết, nếu ai giúp đỡ cũng sẽ bị giết. Đột nhiên, một tiếng hét lạnh lùng và tàn nhẫn vang lên. Một người đàn ông mặc trường bào màu vàng kim xuất hiện ở đây, cũng mang nửa chiếc mặt nạ màu vàng kim, một đôi mắt ngang ngược và hung ác khiến người ta phải rùng mình. Phá Thiên thấy người này xuất hiện, vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng cung kính hô, đại nhân, sao ngài lại đến đây? Tuyệt vô thần! Tạ Thiên Bá nhìn người này, nhíu mày nói. Là ông ta! Viêm Khiếu đứng từ xa nhìn người này, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Cha, ông ta là ai? Viêm Liệt tò mò hỏi. Ông ta tên là Tuyệt Vô Thần, thủ hộ Long Cấm địa cấp. Viêm Khiếu trầm giọng nói. Cha, Long Cấm này rốt cuộc là nơi nào? Vẻ mặt Viêm Liệt đầy tò mò. Long Cấm là một nơi rất đáng sợ. Trong mắt Viêm Khiếu hiện lên một tia sợ hãi, vẻ mặt trông rất nặng nề. Một nơi mà làm cho Phó Minh Chủ Võ Minh này cảm thấy sợ hãi, có thể thấy Long Cấm đáng sợ đến mức nào. Tạ Thiên Bá, ông muốn nối giáo cho giặc à? Người đàn ông mặc trường bào màu vàng kim nhìn Tạ Thiên Bá, hét thật to, trên người phát ra áp lực cực kỳ kinh khủng. Nối giáo cho giặc thì sao? Chẳng lẽ ông muốn đánh một trận với tôi? Tạ Thiên Bá hừ lạnh nói. Hôm nay ai dám bảo vệ tên này, đều phải chết. Tuyệt Vô Thần trực tiếp hét lên, toát ra khí thế hung bạo, ánh mắt cực kỳ hung ác. Luồng khí tức cuồng bạo tỏa ra từ người ông ta trực tiếp khiến các võ giả trên núi Thái Sơn cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như bọn họ đang đối mặt với địa ngục Tu La, cực kỳ đáng sợ. Thiếu chủ của võ minh tôi, đâu phải ông muốn giết là giết. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn và tang thương phát ra từ bên trong võ minh. Mọi người nhìn quanh thì thấy trong võ minh có một ông lão lưng gù, mặc một bộ quần áo bình thường màu xám, khuôn mặt nhăn nheo, cầm một cây chổi, tập tễnh bước ra, trông giống như một người gần đất xa trời. Lão Mạc, Viêm Khiếu và các thành viên khác của võ minh nhìn ông lão với vẻ mặt ngạc nhiên. Lão giả này tên là Lão Mạc, năm đó được minh chủ mang về, từ đó đến nay vẫn chịu trách nhiệm quét dọn trong tàng bảo các của võ minh. Đối phương gia nhập võ minh đã hơn 20 năm, ngoại trừ quét dọn tàng bảo các mỗi ngày thì ông ấy không làm việc gì khác, cũng không có thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Lão Mạc, sao ông lại tới đây? Viêm Khiếu nhìn lão giả này, ngạc nhiên hỏi. Trong mắt mọi người ở võ minh, Lão Mạc là một người quét dọn vệ sinh bình thường, tại sao lại ra ngoài tham gia cuộc vui vào lúc này? Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt đều đang nhìn chằm chằm vào lão giả lưng gù bước đi tập tễnh này. Diệp Phàm nhìn lão giả này, ánh mắt lóe lên. Không biết tại sao, lão giả này lại khiến hắn có cảm giác nhìn không thấu được. Lão giả kia, ông từ đâu tới? Tuyệt Vô Thần nhìn lão giả hừ lạnh nói. Lão giả liếc nhìn Tuyệt Vô Thần, nói, muốn động vào thiếu chủ, trước tiên phải bước qua người của lão. Lão già, tôi thấy là ông muốn chết. Tuyệt Vô Thần khinh thường nói. Ông ta tung một cú đấm về phía lão giả này. Với uy lực của cú đấm này của ông ta, từ quân cảnh cấp 5 trở xuống thì không thể ngăn cản được. Lúc này tất cả mọi người đều lắc đầu và cảm thấy ông lão này chết chắc rồi. Bởi vì trong mắt bọn họ, lão giả này chỉ là một người bình thường, không có một tia khí tức nào của võ giả. Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt của mọi người có mặt ở đây đều cứng đờ. Chỉ thấy ông lão đối mặt với đòn tấn công của Tuyệt Vô Thần, cây chổi trong tay ông ấy nhẹ nhàng quét một cái, Tuyệt Vô Thần giống như bị đánh rất mạnh, bay ra ngoài ngay tại chỗ, đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu, bị thương nặng. Rít. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi thật sâu. Đôi mắt bọn họ mở to,
ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Ngay cả Tạ Thiên Bá, Sở Cửu Ca và đám người Thiên Cơ trưởng lão cũng vô cùng kinh ngạc. Người sốc nhất trong số bọn họ là những người đến từ Võ Minh. Tất cả đều sửng sốt khi nhìn thấy Lão Mạc, người quét dọn tàng bảo các hơn 20 năm lại lộ ra thực lực đáng sợ như vậy. Vào lúc này, bọn họ không thể không nghi ngờ Lão Mạc trước mặt và Lão Mạc quét dọn tàng bảo các có phải là cùng một người hay không. Tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Thật không thể tin được. Quá mạnh. Diệp Phàm nhìn lão giả này ra tay, nheo mắt lại, kinh hãi nói. Thực lực của lão giả này khẳng định đã đạt đến trình độ siêu phàm, so với chấp sự của Long Tượng Tông kia còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ông, sao ông có thể? Tuyệt Vô Thần đang nằm trên mặt đất, nhìn ông lão với vẻ khó tin. Thiếu chủ của Võ Minh tôi, không phải người các người muốn giết là giết. Dám động đến thiếu chủ, cẩn thận cái mạng của Long Cấm các người. Lão giả này nhìn trông như gần đất xa trời, nhưng khí thế lúc này cực kỳ đáng sợ, lời nói của ông lão khiến người ta run lên vì sợ hãi. Những người khác có mặt ở đây nhìn ông lão vừa sợ hãi vừa khâm phục, bọn họ không ngờ rằng trong Võ Minh lại có một cường giả đáng sợ như vậy, đúng là rất kinh khủng. Rốt cuộc ông là ai? Tuyệt Vô Thần được Phá Thiên đỡ dậy, ánh mắt dán chặt vào ông lão. Cút! Ông lão lạnh lùng nói. Ông! Tuyệt Vô Thần còn muốn nói gì đó, nhưng ông lão lại dùng chổi quét ông ta ra ngoài. Tuyệt Vô Thần và Phá Thiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp ngã xuống từ đỉnh núi Thái Sơn xuống, sống hay chết cũng không biết được. Những người khác thầm nuốt nước bọt. Từ khi nào mà Võ Minh lại xuất hiện một người mạnh đến như vậy? Tạ Thiên Bá ngạc nhiên nói, đôi mắt sáng rực. Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Lúc này, ông lão đi tới chỗ Diệp Phàm, quan tâm hỏi. Tôi không sao, cảm ơn tiền bối. Không biết phải xưng hô với tiền bối như thế nào. Diệp Phàm nhìn đối phương nói. Thiếu chủ cứ gọi tôi là Lão Mạc là được. Ông lão mỉm cười hiền lành nhìn Diệp Phàm. Lão Mạc. Diệp Phàm cung kính nói. Sau đó hắn nhìn Lão Mạc nói. Lão Mạc, không biết ông. Tôi là người hầu bên cạnh Minh Chủ, mấy năm nay vẫn ở Võ Minh. Lão Mạc giống như đã đoán được Diệp Phàm muốn hỏi cái gì, liền trực tiếp trả lời. Thì ra là vậy. Diệp Phàm hiểu rõ. Vâng, thiếu chủ, bây giờ ngài đã bị người của Long Cấm để ý, sau này phải cẩn thận một chút. Với phong cách làm việc của bọn họ, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Lão Mạc nhắc nhở Diệp Phàm. Cảm ơn đã nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu. Nhưng đối với hắn, mặc kệ là Long hay Long Cấm gì đó, hắn cũng không quan tâm. Lần này cho dù Lão Mạc không ra tay, hai người Long Cấm kia cũng không thể làm gì được hắn. Dù sao trong cơ thể hắn không chỉ có lực lượng thần bí đó, mà còn có sức mạnh của mấy vị sư phụ, một khi bị kích thích, 10 tuyệt võ thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiếp theo, Diệp Phàm nhìn về phía Tử Diễn, sau khi thấy ánh mắt đó, hắn ta thầm run lên, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nổ súng cho tôi, giết hắn. Đột nhiên, vẻ mặt Tử Diễn lạnh lùng, gầm lên với các chiến sĩ của chiến khu trung bộ,